Chương 1332, quan hệ chính là quyền lực. Đáng ghét, sao anh lại dùng hàm ý? Đồng Oanh Oanh trợn mắt liếc Tê nhìn Diệp Phàm một cái, miệng chu ra bất mãn. Lâu lắm không gặp, em càng ngày càng đáng yêu. Diệp Phàm giơ tay nhéo mũi Đồng Oanh Oanh một cái. Có người giúp hắn cởi quần áo, hai người ôm lấy nằm vào trong bồn tắm lớn, da thịt cùng chạm vào nhau, môi kề môi. Lập tức, trong phòng tắm tràn đầy xuân sắc. Oanh Oanh, anh muốn cho vào được không? Diệp Phàm nhỏ nhẹ nói, biết Oanh Oanh dù sao cũng chưa trải qua mấy lần chuyện đó, nên cái kia của cô tương đối khít chặt, lỗ mãng quá mức sẽ không ổn. Dạ. Một tiếng đồng ý nhỏ nhẹ được thốt ra. Không lâu sau, vang lên một số âm thanh lạ, còn kèm theo tiếng đàn bà thở dốc, tựa như còn kèm theo tiếng trẻ con khóc. Gian phòng tắm nho nhỏ như chiến tranh loạn lạc, súng trường lưỡi mác rong ruổi trên sa trường. Làn sóng như thủy triều vỗ ỉ oạp một hồi. Anh, chuyện anh trai em, anh vẫn còn chưa xử lý à? Đồng Oanh Oanh áp cả người lên trên người Diệp Phàm, bộ ngực săn chắc vô ý duỗi trượt ra trên người hắn. Đưa lưỡi ra khẽ cắn lên người hắn một cái, cô nói tiếp. Trước kia khi anh ở Ngư Đồng, em biết là ngoài tầm tay với của anh. Bây giờ không như vậy nữa, anh đã là trưởng ban tổ chức cán bộ rồi. Chuyện của anh trai em đối với anh mà nói hẳn là không khó nữa rồi. Đồng Oanh Oanh có chút hờn giận. Xem anh kìa, bận quá, đến việc này cũng quên mất. Trước kia vốn muốn tìm trưởng ban Kim Thụ Dương, tuy nhiên, không lâu sau ông ấy lại được điều đi rồi. Việc này tạm gác lại, thành ra quên thật, anh trai em giờ vẫn còn làm tại văn phòng tỉnh ủy phải không? Diệp Phàm vội vàng nhận lỗi, trong lòng oán giận cuộc đời, thật sự là cảm thấy thấy thương cảm. Đối với biến cố của nhà họ Đồng, Diệp Phàm thực sự có chút thông cảm với hai anh em nhà này. May mắn là Đồng Oanh Oanh rất kiên cường, dù mới hơn 20 tuổi mà không ngờ đã nắm giữ được nửa tập đoàn. Thực ra, cô cùng ông anh Diệp Cường đã liên kết với nhau, bây giờ lại giữ chức phó tổng của tập đoàn, Diệp Phàm đương nhiên càng có cảm giác thân mật. Đồng Oanh Oanh về sau cũng biết chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Cường là anh trai Diệp Phàm. Hai người đều là giả bộ hồ đồ vờ như không biết điều này. Diệp Cường đương nhiên đoán ra được Đồng Oanh Oanh và người em trai Diệp Phàm có quan hệ, chắc chắn không thể chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Cho nên, Đồng Oanh Oanh ngày thường đều vô cùng xinh tươi mê hoặc lòng người, nhưng về phương diện tình cảm, Diệp Cường không có chút dao động nào. Diệp Cường đã xếp Đồng Oanh Oanh ngang hàng với người em trai Diệp Phàm trong tập đoàn. Hơn nữa, nếu có người nào đuôi mù đi gây sự với Đồng Oanh Oanh, còn có thể bị nửa số vệ sĩ của Diệp Cường giã cho một trận như tử. Hừ, vẫn chỉ là một nhân viên quèn, người ta đã 24-25 tuổi rồi mà đến một cô bạn gái cũng không có. Đồng Oanh Oanh có chút hờn dỗi nói. Thế Đồng Nhiên muốn làm vị trí nào? Diệp Phàm hỏi. Tự anh sắp xếp là được. Đồng Oanh Oanh cọ sát hai chân ở trên người Diệp Phàm. Cô rất thông minh, biết rõ ràng nhưng giả bộ cái gì cũng đều không hiểu, biết thừa Diệp Phàm sẽ không bạc đãi anh trai cô. Đến ban tổ chức cán bộ thì thế nào? Diệp Phàm giật mình, đúng lúc thiếu thư ký, xếp Đồng Nhiên theo bên cạnh cũng dễ chăm sóc. Sau khi tiếp nhận vị trí thư ký, Đồng Nhiên lập tức có thể thăng chức lên phó phòng. Làm thư ký một năm, lập tức có thể thăng chức lên trưởng phòng. Cách thăng quan tiến chức này so với việc đến các cơ quan địa phương công tác lăn lộn thì nhanh hơn rất nhiều, cho nên, đi qua con đường thư ký, cũng là đạt được đến một con đường tắt trong thăng tiến. Hơn nữa, Diệp Phàm làm phó trưởng ban. Thư ký mà được đề bạt lên cấp cục phó điều bình thường, chứ đừng nói trưởng phòng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng suy nghĩ có chút cẩn thận. Nếu điều Đồng Nhiên qua đây, chỉ sợ người có dụng ý sẽ tìm đến Đồng Oanh Oanh, như vậy sẽ có chút phiền phức. Tuy nói bản thân mình hiện đang độc thân nhưng cũng không cần quá sợ chuyện này lắm. Có điều là nhiều thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Nếu như Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành tìm đến Đồng Oanh Oanh không phải là càng phiền phức sao? Giác quan thứ 6 của phụ nữ đúng là không thể xem thường được, trăm nghìn lần đừng đi hoài nghi cảm giác của các cô. Bằng không, bạn nhất định sẽ thất bại thật sự thảm hại. Em nói rồi, anh sắp xếp như thế nào đều được. Đồng Oanh Oanh có vẻ là người hiểu ý nhanh, còn hờn giận Diệp Phàm lại rông dài rồi. Thật là một cô nàng biết điều, Diệp Phàm trong lòng tán thưởng. Đột nhiên nảy ra ý kiến, nghe nói Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong. Đồng chí thư ký Tô Quốc Hưng phải điều đi nơi nào đó làm chủ tịch huyện. Người này tuy mới 25-26 tuổi, có thể một bước đi lên vị trí chủ tịch huyện,
đương nhiên có liên quan đến năng lực của Tô Thanh Vân. Nếu Đồng Nhiên đi theo Lâm Phong, làm được vài năm thì bản thân mình sẽ giúp hắn một phen, chuyển đi nhậm chức bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện là không có vấn đề gì. Con đường này dường như so với đến ban tổ chức cán bộ làm việc càng rộng hơn một chút. Hơn nữa, ban tổ chức cán bộ cũng không phải do chính mình cầm quyền, những loại người do sợ con ông cháu cha, gió chiều nào che chiều ấy đi theo mình mà đặc biệt chiếu cố Đồng Nhiên thì sẽ kéo theo chuyện gì. Ngược lại nếu như họ làm khó Đồng Nhiên, bản thân mình bị kẹt ở giữa hai bên tất nhiên cũng khó chịu như vậy. Diệp Phàm tuyệt đối không dám hoài nghi năng lực của con cáo già kia. Chỉ cần ngửi được một chút dấu vết, bọn họ lập tức sẽ lấy Đồng Nhiên ra, dùng thủ đoạn liên lụy đến mình. Như vậy, mình muốn dùng đao kiếm đi đấu với âm mưu thâm hiểm của bọn họ thì khó có cơ hội thắng được. Đương nhiên, bên Lâm Phong kia, Diệp Phàm sẽ không ra mặt. Anh chàng này ngẫm nghĩ một lúc liền gọi điện thoại cho Cục trưởng Văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh, đương nhiên là cần tìm cái cớ khác. Dựa vào lý do gia đình họ Đồng phải cung cấp chứng cứ bí mật thảm án 88, để nói chuyện, hai người lớn của nhà họ Đồng chết thảm, hy vọng Trương Vệ Thanh đi giải quyết, Trương Vệ Thanh không nói hai lời, hỏi Đồng Nhiên tình tiết qua điện thoại. Thật ra, Trương Vệ Thanh đương nhiên rất nhạy bén, cũng biết bên trong khẳng định có chút quan hệ mờ ám. Dĩ nhiên Diệp Phàm đã nói vậy, Trương Vệ Thanh tự nhiên cũng giả vờ ngu. Ngay bữa cơm trưa hôm sau, Trương Vệ Thanh gọi điện thoại tới, nói là đã đánh tiếng với Phó Chủ tịch tỉnh Lâm. Lâm Phong nói đã hiểu rồi. Buổi tối, Đồng Oanh Oanh gọi điện tới nói rằng anh trai cô ấy là Đồng Nhiên được Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong gọi lên gặp. Có lẽ lại có chuyện tốt rơi xuống đây. Nghe xong, Đồng Oanh Oanh nói với Diệp Phàm giọng hờn trách. Sớm biết khả năng của anh lớn như thế này, thì em còn cần gì phải lo lắng nữa. Việc này có liên quan gì đến anh đâu, anh còn chuẩn bị sắp xếp cho Đồng Nhiên vào ban tổ chức cán bộ đó. Tuy nhiên, nếu so sánh ban tổ chức cán bộ với chức vụ thư ký Phó Chủ tịch tỉnh Lâm nói hiện giờ thì chức thư ký ấy còn hay hơn đấy. Nghe nói Phó Bí Thư Lâm sắp bị điều đi nơi khác làm Chủ tịch huyện rồi. Đồng Nhiên làm chức Chủ tịch huyện đã vài năm nay rồi. Mắt Diệp Phàm làm bộ ngơ ngác, không muốn bị phát hiện chân tướng. Giả vờ, anh đang giả vờ phải không? Họ Diệp kia, sao việc này lại trùng hợp thế được, tối qua em đã nói với anh hôm nay Phó Chủ tịch tỉnh Lâm đã gọi anh trai em lên. Hừ, trước kia cũng chẳng có chuyện tốt đẹp như thế. Tuy Đồng Oanh Oanh tuổi còn trẻ nhưng đã lăn lộn trên thương trường nên dần trưởng thành. Điều này, anh cũng không rõ. Có lẽ Phó Chủ tịch Lâm từ lâu đã chú ý tới anh trai em. Thư ký vừa ra đi thì có lẽ ông ta đã sớm nhắm đến kiểu cán bộ như anh trai em rồi. Có thể anh trai em đang trong thời gian khảo sát, hôm nay tìm gặp anh ấy biết đâu là sự tình cờ ngẫu nhiên. Oanh Oanh này, kể ra, Lâm Phong giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực, còn anh chỉ là một lũ nhà quê, hạng tép diêu thì làm gì có khả năng nói động đến hắn chứ, phải không nào? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cũng đúng. Đồng Oanh Oanh hừ một tiếng rồi cúp luôn điện thoại, miệng lẩm bẩm vài câu. Việc này trùng hợp thật, rốt cục có phải là anh ấy không? Cái anh chàng chết tiệt này, bắt người ta phải đoán. Vào buổi tối, Lang Phá Thiên gọi điện thoại đến, nói là trải qua nhiều thí nghiệm, tiểu vương quốc Câu Mần ở châu Phi sản xuất thạch keo có khả năng dính kỳ lạ, có thể dính liền các loại đồ vật. Sau khi làm lạnh liền trở thành một khối trong suốt, đương nhiên, trong quá trình tinh luyện phải từ từ trải qua một loạt trình tự làm việc phức tạp mới sản xuất ra loại thạch keo có khả năng dính càng mạnh. Dùng loại keo này có thể dính liền rất nhiều đồ vật như sắt thép. Các lợi ủy đá, còn có thể dán một số hợp kim này nọ, phạm vi sử dụng vô cùng rộng rãi. Hơn nữa, dán rồi thì không thể tan ra được, độ dính tương đối bền vững. Trừ phi dùng lực lớn hơn loại keo này gấp ngàn lần trọng lực mới có thể tách ra chúng ra. Diệp Phàm cười nói. Điều này tôi đã sớm đoán được từ lâu. Tôi đã bảo anh trai đi cùng với người nhà họ Lô tới Câu Mần. Từ lâu đã thống kê số lượng loại keo dán đá nà. Nhưng mỏ khoáng sản thô này cũng không lớn vì bọn họ khai thác mà không biết sử dụng hết công dụng của nó. Bình thường chỉ dùng để tạo quả cầu đá luyện tay. Chúng ta trả $1 triệu, thiếu chút nữa đã làm chính phủ Câu Mần vui gần chết. Hơn nữa, tôi đã giao cho một số chuyên gia về loại thạch keo này đi tìm loại này đá này rồi. Song thật đáng tiếc, nửa năm rồi, tìm khắp Câu Mần cũng không phát hiện thạch quặng thứ hai. Đến những quốc gia gần cũng đều đi qua. Vẫn chưa tìm được mỏ thứ hai. Cho nên, loại khoáng thạch này chỉ có một mỏ thôi.
tôi đã cho bọn họ tăng cường khai thác, đem toàn bộ khoáng thạch này vận chuyển về nước trước rồi tính sau. Bằng không, để lộ tin tức ra ngoài, tôi tin là sẽ gây ra chuyện lớn. Ừ, nếu tổ chức tình báo của Lầu Năm Góc biết công dụng của loại đá này thì biết đâu nước Mỹ cũng sẽ xuất quân chiếm câu mần cũng nên. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta kín tiếng là được, và khoáng thạch khai thác xong, vận chuyển về nước cũng không cần phải lo lắng gì. Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng, hỏi lại. Người phụ trách nhà họ Lâu kia có đáng tin cậy không? Tuyệt đối tin cậy, chính là cô nàng tên Lâu Nguyệt ở Vương quốc Thái Lan mà gặp gỡ một cách ngẫu nhiên kia. Cô ấy là em họ của Lô Vĩ. Tuy nói tuổi không lớn, nhưng làm ở Thái Lan cũng đã nhiều năm, kinh nghiệm tương đối phong phú. Hơn nữa, này cô nàng cũng có trình độ võ thuật nhất định, tại cái quốc gia nhỏ bé không yên ở châu Phi cũng có thể xài được. Trước mắt, tôi chưa nói phạm vi sử dụng của loại đá này, chính anh trai tôi cũng không nắm rõ tình hình cho lắm. Tôi chỉ nhờ bọn họ bạt mạng thu mua trở về, hơn nữa, phải tuyệt đối giữ bí mật. Diệp Phàm nói, ừ, việc này, càng ít người biết càng tốt. Thiên hạ không có tường ngăn được gió lùa qua, một khi để lộ tin gì sẽ gặp phải phiền phức lớn. Đến lúc đó quốc gia không tiện ra mặt, chúng ta phải một mình chịu phiền toái. Lang Phá Thiên cũng thận trọng hơn. Anh Thiết thật lợi hại, cũng không biết dùng mánh khóe gì, kiếm được cả chục triệu tệ để hùn vốn. Có khi nào là vay ngân hàng không, với thân phận của anh ta có ngân hàng nào không đáp ứng chứ? Diệp Phàm cười nói. Không thể nào. Anh Thiết sẽ không dùng chức danh Thứ trưởng Bộ Công an đâu. Làm như thế có khác gì để lại một điểm yếu. Càng làm chức to thì càng dễ gây sự chú ý. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ trở thành mục tiêu công kích cho đối phương. Lang Phá Thiên cười nói. Vậy thì lạ quá, anh ấy sẽ không làm gì mờ ám đó chứ. Diệp Phàm cố ý nói. Cái này lại càng không thể. Anh ta không phải vừa thu nhận một đàn em, chính là cái tên mà bố hắn nợ gia đình mẹ đẻ của bà xã anh ta. Mẹ nó, anh Thiết thật là rất may mắn. Không ngờ gặp được người đàn em có gia sản đến hơn 100 triệu tệ, vay 1.000 đưa cho 10.000, chỉ là chút chuyện nhỏ. Tuy nhiên, anh Thiết cũng không tiết lộ thân phận. Đối với điểm này, anh Thiết này làm được quả không tồi. Lang Phá Thiên có chút hơi chua chát nói. Chua xót gì, chính cậu cũng kiếm được chục triệu về cơ mà. Diệp Phàm tức giận nói. Chương 1333, xó xỉnh cũng là chức vụ béo bở. Ha ha, như nhau, đại ca cũng đầu tư 200 triệu, tôi so với anh, chỉ là đứa trẻ con thôi. Hai, thế giới này, người so với người đúng là tức chết mà. Nghĩ lão lang tôi cũng là cao thủ thất đẳng đỉnh, nhưng đánh cũng chẳng lại anh, so về kiếm tiền, càng muốn nhảy lầu hơn. Xem ra ông trời sinh anh ra là để khắc chế lão lang tôi đây mà. Lang Phá Thiên trêu chọc nói. Tiền có khác gì giấy đâu, chẳng có gì là hiếm đúng không nào. Kỳ thật, đủ sai là được rồi. Tôi muốn kiếm nhiều tiền như vậy, đơn giản chỉ là muốn làm một đế quốc doanh nghiệp thôi. Kể ra, làm chuyện gì mà không có kinh tế ủng hộ, khó mà thành công được. Chúng ta không phải xuất thân thế gia quyền quý, không dựa được gia cảnh đành dựa vào bản thân thôi. Quá lắm, cũng không đến nỗi phải sống cực khổ. Diệp Phàm thở dài. Nghe thằng nhãi này nói, Lang Phá Thiên thật sự là hết chỗ nói, châm chọc. Anh mà còn sống khổ ấy hả, một cán bộ phó giám đốc sở tài sản vài trăm triệu, nói những lời thế này, những người thực sự đau khổ chẳng có xu dính túi trên đời này còn chẳng sớm nhảy lầu chết đi cho rồi sao? Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng rồi gác máy. Mình có tài sản vài trăm triệu, thật không thể ngờ được. Mới có 4 năm, đồng chí Diệp Phàm ta không ngờ đã thành tỷ phú. Mẹ nó, nghĩ lại cứ như nằm mơ ấy, Diệp Phàm tự thì thầm một lúc, sờ đầu. Hơi có cảm giác tự hào đáng khinh. Sáng hôm sau, nhận được thông báo mở cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. Cái này, thực ra sau khi Diệp Phàm đến nhậm chức ở ban tổ chức cán bộ đây là lần đầu tiên chính thức tham dự cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương. 7 giờ 50 thằng nhãi này tiến vào phòng họp. Hiện tại đã có vài đồng chí đến, Diệp Phàm mỉm cười chào hỏi rồi ngồi vào vị trí. Bản thân mới nhập môn, dĩ nhiên cũng hiểu quy củ. Ủy viên các bộ và ủy ban trung ương trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gồm có các đồng chí dưới đây. Người đứng đầu là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ đồng chí Cổ Hoài, cán bộ cấp thứ trưởng. Đứng thứ hai là phó trưởng ban thường trực đồng chí Phượng Quốc Hưng, cán bộ cấp giám đốc sở, một người gia thế rất cao.
đứng thứ ba là đồng chí phó trưởng ban Triệu Thụ Đường, một lão nửa sống nửa chết, cán bộ cấp giám đốc sở. Đứng thứ tư là đồng chí phó trưởng ban Vệ Điền Dung, cán bộ cấp giám đốc sở. Còn kiêm chức giám đốc sở tài nguyên nhân lực và bảo đảm xã hội tỉnh, bí thư tổ chức đảng. Đương nhiên, lúc đó người ta còn gọi là sở nhân sự. Cho nên, trận địa của đồng chí Vệ Điền Dung không phải ở ban tổ chức cán bộ, mà bên kia mới là địa bàn chuyên quyền của cô ta. Thậm chí rất ít khi nhìn thấy cô ta, thông thường thì chỉ khi nào trong ban có chuyện gì lớn mới bảo cô ta giúp đỡ gì đó. Đứng thứ năm là đồng chí Lôi Nhất Hưng, phó trưởng ban, là chủ nhiệm chánh văn phòng tổ chức lãnh đạo công tác kiến thiết đảng tỉnh ủy kiêm chức phó chủ nhiệm tuần tra xử lý tỉnh ủy, cấp giám đốc sở. Người thứ sáu tên Trang Thành Phong, phó chánh văn phòng tổ chức lãnh đạo công tác kiến thiết đảng tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, phó bí thư thành phố Việt Châu, cán bộ cấp giám đốc sở. Người thứ bảy là Tống Lệ Thu, phó chánh văn phòng tổ chức lãnh đạo công tác kiến thiết đảng tỉnh ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Người thứ tám là Gia Yến Đồng, ủy viên ủy ban trung ương, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Người thứ chín là đồng chí Lót Đáy Diệp Phàm, phó trưởng ban, ủy viên ủy ban trung ương, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Diệp Phàm ngầm xưng mình là lão cửu, dĩ nhiên không phải là lão cửu thối rồi. Dưới ban tổ chức cán bộ có chánh văn phòng, phòng nghiên cứu, phòng cán bộ 1, phòng cán bộ 2, phòng cán bộ 3, phòng cán bộ 4, phòng cán bộ 5, phòng giáo dục cán bộ, phòng giám sát cán bộ, phòng công tác nhân tài, phòng tổ chức 1, phòng tổ chức 2, phòng tổ chức 3, cơ quan đảng ủy, phòng nhân sự cán bộ cùng với phòng hợp tác, phòng cán bộ lão thành, phòng tuyên truyền và quản lý tin tức, trung tâm đánh giá khảo hạch nhân tài lãnh đạo tỉnh Việt Đông, chánh văn phòng công tác đề bạt cán bộ lãnh đạo công khai tỉnh Việt Đông. Bên trong có nhiều phòng ban như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, 5 phòng ban khảo hạch cán bộ là có quyền lực lớn nhất. Cũng là bộ phận cốt lõi của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là 5 miếng bánh ngọt lớn. Thông thường mà nói, 5 phòng này đều chia cho 5 ủy viên ủy ban trung ương, sẽ không phải do một người ôm cả. Dù sao, nước béo và quyền lực tập trung hết vào một người, cũng sẽ tạo nên đố kỵ. Dĩ nhiên, nếu như anh với Cổ Hoài quan hệ tốt, cũng có thể kéo được một hoặc hai miếng bánh ngọt lớn. Diệp Phàm biết rằng, chắc hẳn 5 miếng bánh này sẽ không rơi xuống người mình một tên lính mới vừa bước vào ban tổ chức cán bộ, nên cũng chẳng suy nghĩ gì, đây là lần đầu tham gia cuộc họp các bộ và ủy ban trung ương, Diệp Phàm chỉ mang hai lỗ tai tới. Thông thường mà nói, không nói chỉ nghe, chẳng đưa ra kiến nghị gì. Hơn nữa, mới vào ban tổ chức cán bộ, cũng chẳng có gì để đề nghị. Nhiều lắm cũng chỉ là những báo cáo liên quan đến đại hội thuyền rồng thôi. Tài liệu của việc này Diệp Phàm cũng tiện tay đem theo, chỉ sợ trưởng ban Cổ nhất thời điểm danh lại rơi vào thế bị động. Chưa đến 8 giờ, trưởng ban chưa tới, Diệp Phàm cũng thi triển xem tướng thuật lờ mờ quan sát vài vị ủy viên đã đến. Hiện tại Phượng Quốc Hưng còn rất trẻ, nhưng nhìn người này cũng rất nghiêm túc trang trọng. Khuôn mặt đó ngồi ở vị trí trống bên cạnh trưởng ban Cổ Hoài trong bàn họp, chứng tỏ anh ta đứng thứ hai trong là ban tổ chức cán bộ. Hơn nữa, anh ta đang đưa bút di qua di lại không rõ là làm gì. Người đứng thứ ba đương nhiên là đồng chí Triệu Thụ Đường chắc cũng đã năm mấy rồi, chiếc mũi nhỏ đặt trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Người này là cán bộ già nhất ở ban tổ chức cán bộ, tuổi nghề rất cao. Tuy nhiên, chắc hẳn cũng chỉ vì ông quá già thôi, cũng chẳng có bao nhiêu tiềm năng đi lên, sẽ ở trong ban chờ cho đến lúc về hưu. Người này vẻ mặt bình hẳn, ngón tay đang khẹp điếu thuốc hiệu 35, thản nhiên hút. Đứng thứ tư đương nhiên là Vệ Điền Dung bên ngoài còn kiêm nhiệm chức sở trưởng, có thể nói, người này chẳng quản chuyện nội bộ của ban tổ chức cán bộ là mấy. Cho nên, người phụ nữ này, Diệp Phàm cũng không chú ý lắm. Người thứ năm là đồng chí Lôi Nhất Hưng, nghe nói người ngày một mình chiếm hai phòng cán bộ, phân công quản lý phòng cán bộ 1 và phòng cán bộ 2, là nhân vật thực quyền trong ban tổ chức cán bộ. Thứ sáu là Trang Thành Phong, nhìn qua chưa tới 50 tuổi, chăm sóc rất tốt, khuôn mặt tương đối trắng trẻo, phân công quản lý phòng cán bộ 3. Thứ bảy là Tống Lệ Thu, nói ngắn gọn, là một phụ nữ trung niên, phân công quản lý phòng cán bộ 4. Thứ tám là Gia Yến Đồng, một trung niên, nhìn rất nho nhã, giống như một nho sinh thời cổ đại, có hương vị phiêu trần thoát tục. Lúc này, quyền chủ nhiệm chánh văn phòng đồng chí Lâm Hành Đông bận trước bận sau, đặt một tập tài liệu trước mặt mỗi vị ủy viên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này, trong lòng thở dài, biết nguyên chủ nhiệm Trương Lâm Hoa chắc không về được nữa,
người này mới là người vừa ý trưởng ban Cổ Hoài, còn mình, trong lúc vô ý đã thành đồng lõa của Cổ Hoài. Đưa Trương Lâm Hoa đến làm đại hội thuyền rồng, Cổ Hoài cũng thừa dịp đẩy con lừa Trương Lâm Hoa xuống sườn núi. Nhưng Trương Lâm Hoa đối với mình rất thành khẩn, hơn nữa, còn có thái độ đứng chung hàng ngũ với mình. Lại nói, ông ta cũng là thiết can của nguyên trưởng ban Kim Thụ Dương, ngày đó Kim Thụ Dương có nhờ mình chiếu cố. Đợi xong đại hội thuyền rồng rồi, dù sao cũng phải giải thích với ông ấy một chút. Nhưng, Trương Lâm Hoa là cán bộ cấp cục trưởng, vốn đang đảm nhiệm chức chủ nhiệm chánh văn phòng cũng là một nhân vật có tiền đồ phát triển sáng chói. Trong ban này tuy nói không ít chức vị, nhưng muốn tìm một chức vị nào đó tương đương với chức chánh văn phòng thì thực sự hơi khó. Đương nhiên, năm chức chủ nhiệm của năm phòng cán bộ so với chức chủ nhiệm chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên, năm chức chủ nhiệm này đều đã có người ngồi vững rồi, muốn chuyển họ đi, trừ phi đích thân Cổ Hoài điều chỉnh phân công. Hơn nữa, làm không tốt sẽ đắc tội với người ta, tìm về một đối thủ mạnh cho mình. Hiện tại bản thân cũng chỉ ở hạng xếp đáy trong ban tổ chức cán bộ, lời nói ra căn bản chẳng ai thèm nghe, ở trong ban căn bản không có quyền phát ngôn. Nên, tạo uy phong cho mình, để lời nói của mình có trọng lượng chính là vấn đề hiện nay Diệp Phàm đang suy xét. Bằng không, cứ bị người ta chèn ép thì không thể nào làm được thành tích gì, đồng chí lão Triệu người ta chắc chắn sẽ thất vọng, còn giữ anh lại làm chi nữa. Diệp Phàm có chút buồn bực là người đứng thứ ba Triệu Thụ Đường theo lý thuyết là cán bộ giàu kinh nghiệm nhất ở trong ban, đáng lẽ Cổ Hoài cũng phải sắp xếp cho ông ta một chỗ béo bở mới đúng. Kết quả Diệp Phàm tra ra, hiện nay Triệu Thụ Đường không ngờ chỉ phân quản phòng cán bộ lão thành. Chuyện này tương đối kỳ lạ. Trong nội bộ đảng xếp vị trí thứ ba mà không ngờ lại không được người ta coi trọng. Đây là yêu cầu cá nhân của đồng chí Triệu Thụ Đường hay là cố ý sắp xếp của đồng chí Cổ Hoài? Nếu là do Cổ Hoài động chân động tay, thì có thể tìm được chút manh mối. Chứng tỏ phó trưởng ban Triệu này và trưởng ban Cổ Hoài không qua lại với nhau, hai người chắc hẳn đang phân cao thấp. Còn phó trưởng ban thường trực Phượng Quốc Hưng là người phụ trách cụ thể trong ban, tinh lực của Cổ Hoài hầu hết đặt ở tỉnh ủy, cho nên người phụ trách thực tế trong ban là ông QH. Thằng nhãi này thả lưới toàn bộ, cho nên cái gì cũng có thể nhúng tay vào quản. Đương nhiên, Phượng Quốc Hưng cũng không ngu, gã chỉ cần nắm chắc năm phòng cán bộ là đủ rồi. Nhưng, Diệp Phàm lật lật tài liệu của Lâm Hành Đông phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ. Những tài liệu liên quan đến bí thư thành ủy Cao Lâm của thị xã Xuân Dương thuộc thành phố Môn Giang lại ở cuối. Cái này làm người ta khó cân nhắc. Cao Lâm là một trong những người đứng đầu của năm đội thi thuyền rồng. Đại hội thuyền rồng chưa bắt đầu, chẳng lẽ vấn đề thảo luận hôm nay là quyết định chọn chủ tịch thành phố Triều Châu? Ánh mắt Diệp Phàm liếc qua, hiện toàn bộ các ủy viên vẻ mặt đều có chút biến hóa khi lật đến trang tài liệu cuối cùng nhất. Xem ra, vấn đề Cao Lâm khiến họ có chút nghi hoặc. Diệp Phàm đoán, đại hội thuyền rồng chắc chắn có vấn đề, đang suy nghĩ. 7 giờ 55, Cổ Hoài trầm ổn bước vào. Vẻ mặt thản nhiên bước vào phòng họp, bên cạnh ông ta là đồng chí thư ký Trần Hoa. Quyền chủ nhiệm chánh văn phòng đồng chí Lâm Hành Đông xê người, chào hỏi một cái rồi ra ngồi ở góc, mở bản ghi chép ra làm nhân viên ghi chép của cuộc họp. Đừng thấy người này ngồi ở góc, trong ban tổ chức cán bộ có bao nhiêu người đỏ mắt vì vị trí nhân viên ghi chép này. Nên biết, trong ủy ban có nảy sinh chuyện lớn gì, người ngồi ở góc đó là rõ nhất. Người ta thờ ơ lạnh nhạt không nói thôi. Chứ còn, chuyện lớn trong ban người ta nắm trong lòng bàn tay. Có gió thổi động cỏ cũng có thể ra tay trước. Nhưng, sau khi Cổ Hoài tới, cái vị trí trong góc vốn của nguyên chủ nhiệm Trương Lâm Hoa đã bị đồng chí Cổ Hoài tước đoạt, ban đầu thay vào đó là đồng chí Trần Hoa thư ký của ông ta làm nhân viên ghi chép. Trương Lâm Hoa trong nửa năm Cổ Hoài đến nhận chức, chưa một lần được làm nhân viên ghi chép của cuộc họp ủy viên. Hiện tại phó chủ nhiệm Lâm Hành Đông lại được ngồi vào góc này. Các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ nhìn cái đã hiểu. Trong lòng mọi người đều thầm than thở, biết là Trương Lâm Hoa đã bị chuyển đi rồi. Đây là tín hiệu của Cổ Hoài, không cần ngôn ngữ, chỉ cần sắp đặt như vậy, đã khiến các ủy viên hiểu được ý của Cổ Hoài. Cái này gọi là nghệ thuật lãnh đạo, môn nghệ thuật ám chỉ cao thâm. Chương 1334, được phân công quản lý phòng tốt nhất. Cổ Hoài thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người một cái. Sau đó ngồi chắc chắn ở vị trí của mình. Hình như cảm giác được áp lực vô hình từ Cổ Hoài, Phượng Quốc Hưng lặng lẽ đổi chỗ ngồi của mình, giống như là không hề thoải mái vậy.
Lần này các bộ và ủy ban trung ương sẽ có tình hình mới, các ủy viên hoàn chỉnh nhất kể từ khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thay đổi vào nửa năm trước cho đến nay. 9 vị trí ủy viên đều đã được sắp xếp, đồng chí Phượng Quốc Hưng được điều chỉnh lên vị trí phó trưởng ban thường vụ, còn bên này là đồng chí Diệp Phàm từ thành phố Ngư Đồng đến. Bộ máy này của chúng ta, già, trung niên, và thanh niên đều có, nhìn thấy đồng chí Diệp Phàm gia nhập, tôi. Cổ Hoài nói đến đây thì cố ý tạm dừng một chút, nhìn mọi người một cái rồi mới nói tiếp. Tôi thấy liệu có phải mình đã già rồi không? Bất luận thế nào, lãnh đạo tỉnh ủy nhiều lần nhấn mạnh là, già phải hướng dẫn cho trẻ. Thực ra, những đồng chí trẻ tuổi gia nhập, cũng làm cho bộ máy của chúng ta có thêm sức sống hơn. So với chúng ta, thanh niên có sức sống mãnh liệt, nên cũng có nhiều ưu thế hơn so với chúng ta. Đương nhiên nói đến đây, giọng của Cổ Hoài cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang nói đùa vậy. Ha ha! Trong phòng hội nghị vang lên những tràng cười không ngớt, không khí cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Trưởng ban Cổ, anh làm gì đã già chứ? Trong số cán bộ cấp thứ trưởng, anh còn chưa đến 50, do đó nói anh còn trẻ mới phải chứ, ha ha. Tống Lệ Thu cười nói. Diệp Phàm liền hiển rõ, tình cảm của phó trưởng ban Tống với Cổ Hoài đã xuyên qua một chiếc quần rồi. Được rồi, trở lại vấn đề chính đi. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì, sắp năm hết Tết đến rồi phải hoàn thành công tác để ăn Tết cho ngon. Tiếp theo là thảo luận việc tuyển cử. Chắc vừa rồi đồng chí Lâm Hành Đông đã phát tài liệu cho các vị rồi đúng không? Mọi người sau khi xem xong thì hãy nói suy nghĩ của mình. Cuộc họp hôm nay có vấn đề gì thì cứ nói thẳng. Cổ Hoài đã tung ra đề tài, khi nói những lời này, mặt y nghiêm túc hẳn lên. Trưởng ban, vừa rồi tôi cũng lật qua tài liệu của đồng chí Cao Lâm Bí Thư Thị ủy Thị xã Hiện Dương đứng cuối cùng. Hôm nay có phải là vấn đề tuyển chọn người đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Triều Châu để đề nghị lên tỉnh ủy hay không? Tôi nhớ thời gian trước về vấn đề chọn chủ tịch thành phố Triều Châu, lúc đó Trung ương chỉ thị cho tỉnh ủy, từ 20 cán bộ đủ điều kiện để chọn ra 5 người. 5 vị này đều là bí thư thị ủy của 5 thị xã thuộc tỉnh Việt Đông chúng ta. Nếu hôm nay đã đem đồng chí Cao Lâm thảo luận riêng, thì liệu có phải việc chọn người này đã có chỉ thị mới hay không? Đồng chí Lão Thành Triệu Thụ Đường có chút hiếu kỳ hỏi. Cao Lâm, sao lại như vậy? Cổ Hoài mặt mày nghiêm túc, lúc này chỉ nhìn thấy đồng chí Lâm Hành Đông chán vã đầy mồ hôi, sau đó có chút run rẩy nói. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, vừa rồi tôi vội quốc nên đã làm sai rồi, làm lẫn cả những tài liệu mà trước đây đã thảo luận qua. Tôi sẽ lập tức thu lại, rất xin lỗi. Lâm Hành Đông nói một tràng từ xin lỗi. Tất cả sự sợ hãi đều hiện lên trên mặt. Tuy nhiên, thuật xem tướng của Diệp Phàm lại cảm nhận được y đang cố ý tạo hiềm nghi. Hừ, chủ nhiệm Lâm, lần sau hãy chú ý một chút, tuy nói đồng chí lần đầu vào bộ ủy, nhưng cũng phải làm cẩn thận một chút mới phải chứ. Làm giống như sự kiện ô long thì rất dễ gây hiểu lầm. Phượng Quốc Hưng hừ nói, lần sau không được để xảy ra như vậy nữa. Cổ Hoài hừ một tiếng. Tuy nhiên thái độ cũng không nghiêm khắc lắm. Đương nhiên, các tài liệu có liên quan đến Cao Lâm trên tay mọi người đã bị Lâm Hành Đông thu lại hết. À, đúng rồi, nhắc đến đồng chí Cao Lâm tôi mới nhớ ra, hình như đồng chí ấy đang tham gia hội đua thuyền rồng, có đúng không? Trưởng ban Cổ Hoài đột nhiên hỏi thêm. Đồng chí Cao Lâm là một trong 5 người chỉ huy đội thuyền rồng. Hôm trước đến Kim Mã ở Hải Châu, tôi đã gọi 5 đồng chí lại, mở một cuộc họp đơn giản. Truyền đạt chỉ thị của đồng chí Bí Thư Quản Nhất Minh. Cả 5 đồng chí đều rất tự giác, hôm đó đều đã cho rút người về. Xem ra, nguyên tắc đảng của các đồng chí đều rất cao. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi, nếu Cổ Hoài đã hỏi đến mình rồi thì đương nhiên cũng phải đáp lại rồi. Ừ, tốt lắm. Cổ Hoài gật gật đầu không nói gì thêm. Tuy nhiên Diệp Phàm cảm giác được, cảnh vừa nãy là Cổ Hoài tự đạo tự diễn. Mục đích là ám chỉ ứng cử viên mà Cổ Hoài ưng ý nhất chính là Cao Lâm. Mà Lâm Hành Đông chỉ là một con tốt mà thôi. Tất cả mọi người có mặt đều đoán được điều đó, từ tiếng hừ của Triệu Thụ Đường và Phượng Quốc Hưng có thể đoán ra được ý nghĩ của 2 vị lãnh đạo. Có lẽ bọn họ đều ưng ý một người, hội đua thuyền rồng kia đúng là phức tạp. Cho dù làm thế nào, đều sẽ đắc tội với lãnh đạo. Trong lòng Diệp Phàm rất khó quyết định lấy hay bỏ, hơn nữa. Vấn đề quan trọng nhất chính là không rõ thái độ của Triệu Sương Sơn thế nào. Sau khi thảo luận được 3 phần, cuộc họp tạm nghỉ 15 phút.
Đối với việc bổ nhiệm nhân sự, Diệp Phàm cũng chưa lên tiếng, có giơ tay thì cũng chỉ là theo số đốc mà thôi. Tuy nhiên, từ thái độ của các vị ủy viên có thể thấy được, trước khi bộ ủy họp, thì mấy vị lãnh đạo chủ chốt trên bộ đã âm thầm thương lượng với nhau rồi, hôm nay lên chỉ là cho có mà thôi, vì vậy căn bản là chưa gây ra sóng gió gì. Khi cuộc họp tiếp tục, Cổ Hoài nói, đồng chí Diệp Phàm mới vào, bộ tạm thời sắp xếp đồng chí ấy phụ trách hội đua thuyền rồng. Tuy nhiên, hôm qua tôi đi dự cuộc họp tỉnh ủy. Về phương diện tổ chức nhân tài, lãnh đạo tỉnh ủy đã đưa ra quyết định về tăng thêm trọng trách cho cán bộ trẻ tuổi. Hưởng ứng chiến lược nhân tài của đảng, phát huy tính năng động của thanh niên, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, chuyện này phải được xử lý nghiêm túc. Ban tổ chức cán bộ là bộ phận đặc biệt, có quyền bổ nhiệm cán bộ, cho nên về mặt tuyển nhân sự đương nhiên không thể để lạc hậu hơn các đơn vị khác được. Cổ Hoài nói đến đây thì dừng lại, để mọi người tiêu hóa một chút. Lão khẽ nhấp ngụm trà, rồi lại nói tiếp. Thời gian trước, đồng chí Lâu Nhất Hưng nói là mình còn kiêm hai chức là tránh văn phòng tổ công tác lãnh đạo xây dựng đảng và phó chủ nhiệm ban tuần tra xử lý của tỉnh ủy. Lại được phân quản chỗ 1, chỗ 2 của cán bộ, có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, công việc mà đồng chí Lâu Nhất Hưng làm là rõ như ban ngày, chưa để xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, về phương diện khảo hạch cán bộ hàng năm đều được khen ngợi. Tuy nhiên, nếu Lôi Nhất Hưng đã đưa ra chuyện này, mà đồng chí Diệp Phàm lại là phó trưởng ban tân nhiệm. Chúng ta vừa phải hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh ủy và ban tổ chức trung ương. Mà đồng chí Diệp Phàm lại là học viên ưu tú của trường đảng, được hiệu trưởng Đường Đích Than trao tặng, trong số cán bộ trẻ thì đồng chí ấy chính là hình mẫu. Cho nên, dự định của tôi là đem phòng cán bộ một giao cho đồng chí Diệp Phàm phụ trách. Về việc điều chỉnh công tác, các đồng chí cứ phát biểu, không phải băn khoăn điều gì. Cổ Hoài nói xong những lời này, mọi người lập tức yên lặng. Phòng một cán bộ, của ban tổ chức cán bộ là làm cái gì? Đây chính là phòng, phụ trách quản lý việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu đề xuất việc quy hoạch cán bộ và ý kiến thể chế quản lý cán bộ, khởi thảo các văn kiện có liên quan, phụ trách việc xét duyệt bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, tiền lương, đãi ngộ, điều phối cán bộ tỉnh quản. Phụ trách công tác thẩm tra cán bộ ra nước ngoài, quản lý tổng hợp việc bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ thanh niên và quản lý công tác hậu bị cán bộ tỉnh quản. Tầm quan trọng của bộ phận này thì khỏi phải nói. Đương nhiên chỗ này lúc đầu là do Lôi Nhất Hưng phụ trách, quyền lực của ông ta bị cắt đi, những người khác đương nhiên là không hé răng rồi. Chiếc mũ lớn của hiệu trưởng Đường và lãnh đạo tỉnh ủy chụp ở nơi nào, liệu có ai muốn đi động vào chứ? Hơn nữa nghe nói đồng chí họ Diệp kia trên mặt còn dán một chữ, Triệu, to tướng. Y, trên thực tế chỉ là một con chó mà Triệu Sương Sơn phái đến ban tổ chức tỉnh ủy mà thôi. Cho nên, đến Cổ Hoài cũng không phục, những đồng chí khác lại càng chẳng dám hé răng. Lôi Nhất Hưng trầm mặc một lát rồi nói. Tôi tuyệt đối phục tùng quyết định của lãnh đạo, trước kia đúng là tôi và trưởng ban Cổ đã nói đến chuyện này. Tuy nhiên lúc ấy đồng chí Phượng Quốc Hưng còn đang học ở trường đảng. Mà đồng chí Diệp Phàm còn chưa vào ban tổ chức cán bộ. Hiện tại có thể đem một số công tác giao cho những đồng chí trẻ tuổi thì tôi cũng thấy thoải mái. Cảm ơn trưởng ban Cổ đã chiếu cố tôi. Lôi Nhất Hưng vẻ mặt thản nhiên, còn cảm ơn nữa. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết, hai chữ cảm ơn này được đặt trong ngoặc kép. Người này trong bụng có lẽ đã chửi từ lâu rồi. Tự nhiên, Diệp Phàm cảm giác được sát khí truyền đến từ Lôi Nhất Hưng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng là rất oan, biết mình đã bị Cổ Hoài đâm cho một phát. Cổ Hoài mượn cơ hội khơi ra mâu thuẫn của mình và Lôi Nhất Hưng, để lôi một cường địch đến cho mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm sau phút chốc phẫn nộ, cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Quyết định, nếu Cổ Hoài gây rối thì mình cũng sẽ nghênh chiến. Chương 1335, nghiễm nhiên nhân vật số 1. Thế rồi, Diệp Phàm đứng dậy, hơi hơi uốn cong người về phía mọi người. Làm ra bộ nghiêm túc nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức dành cho tôi. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo trưởng ban Lôi, ông ấy là người có tuổi trong ban rồi, là tiền bối của tôi. Nói ra tôi cũng mới vài làm ở ban, nên chưa quen với những công việc trong ban, nói đúng ra thì còn non xanh lắm, rất mong nhận được sự chỉ đạo tận tình của trưởng ban Lôi. Bên này, cũng xin được cảm ơn sự trọng của bộ trưởng Cát. Cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả các lãnh đạo bộ máy ủy bộ đối với tôi, mọi người đều là tiền bối của Diệp Phàm tôi. Sau này, rất mong nhận được sự chỉ đạo của các vị. Ha ha ha,
phó trưởng ban Diệp khiêm tốn quá rồi. Cậu do chính hiệu trưởng Đường điểm đến, lại là người tài trẻ tuổi do chính bí thư Triệu điểm danh đến lớp nâng cao trường đảng trung ương. Phải nói là những người già như chúng tôi còn phải học tập cậu nhiều mới đúng. Đương nhiên, nói thế này cũng chỉ là một mặt, vẫn là hai bên cùng học tập lẫn nhau thì tốt hơn. Lúc này đồng chí lão thành tam đương gia Triệu Thụ Đường cố nhiên mỉm cười, Diệp Phàm đã được giải vây. Diệp Phàm trong lòng khẽ động, cảm thấy biểu hiện của đồng chí Triệu Thụ Đường này có chút khác lạ, lão già này là muốn lôi kéo mình hay có mục đích khác, hay người này cũng là người của Triệu Hệ nên mới giúp mình. Trưởng ban Triệu nói rất đúng, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Chúng ta là một nhóm đoàn kết phấn đấu tiến đến đích mà. Ha ha ha. Cổ Hoài thản nhiên mỉm cười. Ngày sau đó, Diệp Phàm cùng đồng chí Ngũ Đương ra Lôi Nhất Hưng tiến hành một số thủ tục chuyển giao đơn giản. Trưởng ban Diệp, đi vững một chút, ha ha. Lúc Diệp Phàm cáo từ ra đến cửa thì những lời đầy ẩn ý của Lôi Nhất Phàm truyền tới. Biết trong lòng lão không thoải mái, Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười đáp. Đường tôi đi từ trước tới giờ không phải né tránh gì, cảm ơn trưởng ban đã nhắc nhở, ngược lại trưởng ban Lôi, ha ha. Diệp Phàm chỉ nói nửa câu. Khi đi được một đoạn khá xa thì tai rơi của Diệp Phàm nghe được một âm thanh loảng xoảng, hướng truyền đến hẳn là từ phòng của trưởng ban Lôi. Đoán là do tách trà vỡ mà ra. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ tham vọng quyền lực của người này cũng không hề nhỏ. Buổi chiều, triệu tập các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến họp. Số phòng trong một sở cán bộ cũng không nhiều, chỉ có văn phòng, khoa quản lý nhân viên công vụ, phòng tổ chức, khoa nhân tài, khoa điều phối, đương nhiên, chánh văn phòng ở đây cũng chỉ tương đương cấp một trưởng khoa, không thể so sánh với chánh văn phòng cấp cục được. Thực ra, tuy là nhỏ như chim sẻ nhưng cũng đầy đủ toàn bộ cả, cũng như xã, thị trấn, mặc dù chỉ có đơn vị cấp phòng nhưng bên trong phòng lại có đến mấy chục cái. Nội bộ thể chế đều như thế, cho dù là đơn vị nhỏ đến mức nào, thì chức quan không hề nhỏ, thậm chí đến một cái phòng nhỏ chỉ có 4-5 người, trưởng phòng, phó phòng cũng có đến 4-5 người, không hề có lấy một nhân viên. Nếu có một nhân viên đến thì đồng chí này chắc mệt đến nửa sống nửa chết, bởi vì tất cả mọi người đều có thể sai khiến. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, nếu không, lãnh đạo không có mũ an bài thì đâu còn thể hiện được quyền lực của lãnh đạo. Trưởng phòng cán bộ Thái Hoa. Người này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt thật thà, không nhìn ra tốt xấu, người này có thể ngồi lên cái vị trí này thì tuyệt đối không phải người đơn giản. Người như thế này, lòng dạ sâu khó đoán, rất khó thể hiện cái gì ra trước mặt người khác. Phó cục thường vụ Đinh Căn, dáng người mập mạp uốn cái bụng bia ra, có chút giống một con chim cánh cụt già, tuy nhiên trên mặt người này lúc nào cũng thấy như mỉm cười, nhìn có lực hút rất mạnh. Tuy nhiên, Diệp Phàm sẽ bị biểu hiện của hắn mê hoặc. Đám người kiểu này làm vẻ mặt lạnh lùng còn đáng sợ hơn vẻ mặt tương huynh. Người như vậy thường là những nhân vật nham hiểm, có thể đóng trong vở xiếc lợn mà ăn được thịt hổ. Các đồng chí, chúng ta từ trưởng ban Lôi sang sự quản lý của trưởng ban Diệp. Về sau trưởng ban Diệp sẽ lãnh đạo trực tiếp chúng ta nhiệt liệt vô tay hoan nghênh trưởng ban Diệp để làm chỉ thị. Khương Thủy Muội, chánh văn phòng cán bộ chưa đến 30 tuổi nhưng ăn nói đúng là tương đối khá. Cái này có liên quan mật thiết với công tác phục vụ của cô. Thường xuyên giao tiếp với cán bộ cấp cục trở lên nên tầm mắt được mở rộng, ăn nói cũng trơn tru hơn. Chỉ thị không thể nói rõ, hôm nay gọi mọi người đến, chủ yếu là để làm quen với mọi người, nói chuyện một chút chứ cũng không có việc gì cụ thể cần mọi người phải đi làm. Đương nhiên, nhân tiện tôi cũng muốn nghe về việc sắp xếp công tác ở sở, những triển vọng công tác trong năm sau, gần tới cuối năm rồi, rất nhiều việc phức tạp. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị báo cáo tổng kết. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, một chút kiểu cách cũng không có. Trưởng ban Diệp, đúng thật có một việc đang khó giải quyết. Lúc này, Phó Cục trưởng Đặng Vân nói, người này phụ trách toàn bộ công tác về sắp xếp biên chế sư quân toàn tỉnh. Nói nghe xem, Diệp Phàm thản nhiên hỏi, trong lòng nghĩ có phải lần đầu họp đều có người xuất chiêu. Trưởng ban Diệp, ngài cũng biết đấy. Tôi ở trong sở là phụ trách tham dự chế định chính sách bố trí biên chế cán bộ quân đội, phụ trách công tác sắp xếp đội ngũ giáo viên, chịu trách nhiệm công tác phê duyệt nhân viên xuất ngoại. Lần này, toàn tỉnh có 60 cán bộ quân, sư cần được bố trí biên chế. Theo quy định thì những cán bộ này phải được sắp xếp vị trí hợp lý. Sau khi giáng một bậc có thể đưa những cán bộ này bố trí vào vị trí cấp phòng.
Tuy nhiên, những cán bộ trong quân đội này đều có chút oán giận. Nói là làm công tác cách mạng cả đời, kết quả còn thì giáng cấp sử dụng, có đồng chí nói, tôi đường đường là trưởng một sư đoàn, trong quân đội có mấy vạn binh sĩ dưới tay, nhưng chỗ anh Kazi chỉ cấp cho tôi vị trí cục phó. Hơn nữa, lại là một chức nhàn hạ, thực muốn coi biên chế quan đội chúng tôi như rác rưởi, muốn ném chỗ nào thì ném phải không? Phó cục trưởng Đặng Vân mặt có chút khó coi, nói. Công tác biên chế quân đội liên quan đến lợi ích thiết thực của quan binh và kiến thiết toàn diện của bộ đội, liên quan đến sự ổn định và phát triển của quân đội, là một trong hai nội dung công tác trọng yếu. Vài năm gần đây, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy luôn lấy công tác cán bộ chuyển nghề làm công tác trọng điểm của ái quốc dụng quân, phát huy tác dụng chức năng của ban tổ chức, tích cực phối hợp tiêu thu đơn vị, tích cực tận tâm hết sức phục vụ bộ đội để mở đường cho họ vào biên chế khi chuyển công tác. Tôi cũng xem qua một ít tư liệu, thời gian mấy năm trước, kế hoạch tiếp thu bố trí bộ đội chuyển nghề của hơn 100 cán bộ ở Việt Đông chúng ta nghe nói tất cả đã ổn định ở đơn vị tiếp thu. Trong đó, 99,8% đồng chí được bố trí đến cơ quan đảng chính và đơn vị sự nghiệp tài chính, cơ bản đã đạt tới độ 3 hợp lý của cả đối tượng sắp xếp, bộ đội và đơn vị tiếp nhận. Đối với nhóm đồng chí mới, chúng ta cũng phải tiếp tục làm được 3 hài lòng mới được, tuyệt đối không thể các quan quân cảm thấy không vừa lòng. Phải cố gắng hết sức làm tốt nhất mới được. Diệp Phàm nói những lời suông khách sáo, những kế hoạch cụ thể kiểu này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Hơn nữa, Đặng Vân vừa mới lần đầu họp đã đưa ra cái vấn đề phiền toái này, không khéo là có ai đứng đằng sau giật dây cũng nên. Không ngờ Diệp Phàm lại quen với công tác chuyển đổi như người trong bộ thế, Đặng Vân sau khi hơi giật mình, nói. Chúng tôi đều dựa theo điều lệ quân chuyển của quốc gia đối với quân chuyển lên cán bộ biên chế mà sắp xếp. Tuy nhiên, họ vẫn không vừa lòng, hơn nữa còn hay tụ tập lại một chỗ, mấy mươi đồng chí tụ tập đến ban tổ chức cán bộ đàm về điều kiện. Đàm điều kiện thôi thì không có gì, ai cũng có quyền lợi này, chỉ có điều, họ rút tư thế thiết huyết quân nhân ra thì ban tổ chức chúng ta liền khó mà chống đỡ. Văn phòng của tôi bọn họ đều đụng đến cả. Lần đó, đúng rồi. Hình như là một vị gọi là Đống Chi Trần Tiến Bình đã đi vào văn phòng của tôi. Lúc ấy, đồng chí này đưa theo 4 đồng chí, tư thế ấy, làm cho ban tổ chức cán bộ chúng ta trở thành bộ quân vụ, thành nơi trong tay họ vậy. Nói lời mất thể diện thì trên bàn làm việc của tôi, suýt chút nữa bị đồng chí Trần Tiến Bình đập phá. Đối với vị quân nhân này, đều cùng là đồng chí, họ vì dân vì nước mà đã đổ máu và mồ hôi, chúng ta có thể làm được gì? Lẽ nào gọi bảo vệ đến mời họ đi ra sao? Vậy họ sẽ càng làm căng hơn. Việc này, thật có chút khó giải quyết. Trưởng phòng Thái Hoa nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nổi nói. Tuy nhiên Diệp Phàm cảm thấy người này là vì Đặng Vân mà cố thêm dầu vào lửa. Đối với chính hắn, một tân phó trưởng ban, tuổi lại còn trẻ đến nhận phân công quản lý bộ phận trọng yếu là phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ. Diệp Phàm biết rằng, rất nhiều đồng chí trong lòng không phục. Hơn nữa, cũng không loại trừ trường hợp một số đồng chí sau lưng có những lãnh đạo tỉnh hoặc ban tổ chức cán bộ cố ý làm chuyện xấu chọc vào mình. Trước mắt, phải sống yên ở ban tổ chức cán bộ, phải tạo uy tín của mình mới được. Vô uy vô tín thì ai còn coi trọng cái chức phó trưởng ban này của anh? Tôi vừa xem qua số người, sao có đến 60 cán bộ đợi được bố trí, Việt Đông chúng ta một năm có nhiều cán bộ quân chuyển lên biên chế đến thế sao? Phải biết. Việc chúng ta phụ trách là cán bộ sư chức, không phải là một thượng úy, thiếu tá. Cho dù là ở một tỉnh lớn như Việt Đông chúng ta, cán bộ sư chức một năm cũng không lên nhiều đến mức 6-70 người chứ. Diệp Phàm liếc nhìn tư liệu một cái, xuất hiện một con số có vấn đề liền hừ nói. Cái này, mặt Đặng Vân có chút khó coi, hình như giấu giếm điều khó nói. Đồng chí Đặng Vân, có gì đồng chí cứ nói thẳng đi chứ. Dù sao việc này có muốn che cũng không che được, càng che càng loạn. Trưởng ban Diệp đã hỏi đến chuyện này thì đồng chí nên đem toàn bộ sự việc ra trình bày, có thể trưởng ban Diệp sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, cứ kéo dài mãi ra không chừng là ủ ra những chuyện phiền toái. Đến lúc đấy, đừng nói nhân vật xử lý số 1 tôi đây không nhắc nhở anh. Mặt Thái Hoa căng lên, hừ lạnh nói một tiếng. Lời đấy nói ra, Diệp Phàm nghe xong liền thấy không thoải mái. Có mình ở đây. Thái Hoa ngang nhiên lấu thân phận đại đương ra phòng cán bộ ra làm uy, còn xem mình là gì ở đây nữa, hoặc là nói lão này không thèm coi có mình trong mắt nữa. Phó cục trưởng Đặng,
còn không mau nói đôi lời với Diệp trưởng ban. Nhân vật xử lý số 1 trưởng phòng Thái Hoa đều nói, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác. Phải biết rằng bình thường, chúng ta muốn gặp trưởng phòng một lát cũng khá khó, trưởng phòng làm nhân vật số 1, bận quá. Lúc này, một người trêu chọc nói. Hơn nữa, ba chữ, nhân vật số 1, được nhấn rất mạnh. Hình như là cố ý nói cho Diệp Phàm nghe. Trưởng phòng Thái vừa nghe, sắc mặt tự nhiên có chút âm u. Biết loại đàn bà Tô Liên này lại muốn khơi chuyện, Tô Liên là phó cục trưởng phòng cán bộ, năm ngoài tránh chức phó cục trưởng thường vụ với Đinh Căn, cuối cùng đã thất bại. Chương 1336, Châu Chấu cũng muốn gây rối. Lần đó hội Tô Liên thất bại, đương nhiên là có người làm tay chân, mà những người đàn bà ở Tô Liên không đi tìm chính chủ, cuối cùng lại làm cho trưởng phòng này thù hằn. Bởi vì, lần đó danh sách đề cử của đồng chí Đinh Căn có chữ ký của chính mình. Thái Hoa cũng cực kỳ phẫn nộ, Đinh Căn là được cấp trên tiếp đón, là kết quả mà phó bí thư quản Nhất Minh hạ xuống. Mình chỉ là một trưởng phòng, nào dám chống lại quản Nhất Minh đường đường là phó bí thư tỉnh ủy quản lý đảng và quần chúng. Mà mụ đàn bà Tô Liên này cũng có chút lai lịch, nghe nói là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, người nhà của bí thư thành ủy Tô Thanh Vân, Thái Hoa lần này vừa ra, không những để lại cái mụn trong lòng Tô Thanh Vân mà còn đắc tội với Cổ Hoài người đứng sau mình. Bởi vì Cổ Hoài và quản Nhất Minh nhìn ngoài có vẻ hòa mặt nhưng bên trong thì không hề như thế. Quản Nhất Minh ủng hộ Đinh Căn thăng chức, mà Cổ Hoài thì lại có người do chính mình tuyển rồi. Lúc trước Thái Hoa không nắm rõ tình hình, nghĩ rằng Cổ Hoài và quản Nhất Minh quan hệ tốt đẹp, trong lòng nghĩ giúp quản Nhất Minh là cũng giúp Cổ Hoài, ai ngờ sau việc này còn có chuyện khác. Cuối cùng, vì chuyện này mà suýt chút nữa Thái Hoa bị Cổ Hoài chuyển đi chỗ khác. Cuối cùng thằng nhãi này khẩn trương đưa ra lập trường kiên định quyết không hài lòng mới là cho Cổ Hoài bớt giận. Nếu không, đồng chí Thái Hoa sớm không biết đi nghỉ mát ở đâu rồi. Ừ, nhân vật số 1 trong sở, đồng chí Thái Hoa đương nhiên quản lý được việc này. Tôi thấy, việc sắp xếp cán bộ quân chuyển lần này để cho đồng chí Diệp trực tiếp xử lý được rồi. Đương nhiên, đồng chí Đặng Vân cũng quen thuộc, đồng chí hãy trợ giúp đồng chí Thái Hoa làm tốt vấn đề sắp xếp việc quân chuyển. Diệp Phàm trong lòng không thoải mái, có bố chúng nó ở đây mà chúng nó tự xưng là nhân vật số 1, thế thì đem bố vứt vào cho nào rồi phải không? Nếu anh muốn làm đầu to, làm ra khí thế đầu to. Chợt, Diệp Phàm mặt nghiêm, cầm lấy nắp chén trà cào cào mạnh một chút, sau khi ra một tiếng két chói tai, liếc mắt nhìn mọi người một cái, hừ nói. Lời khó nghe phải nói trước, việc này đồng chí Thái Hoa và Đặng Vân hai người cùng nhau làm cho tốt. Nếu việc chuyển quân có xảy ra chuyện gì, hừ, đến lúc đó đừng trách Diệp Phàm tôi trở mặt, hai đồng chí chuyển phải chuyển đi. Hôm nay cuộc họp đến đây đây, tan họp. Diệp Phàm một tiếng hừ lạnh, rồi bước đi, để lại trưởng phòng Thái và Đặng Vân phó cục trưởng hai người này hận không nuốt Tô Liên được. Hai người này quan hệ vốn mật thiết, vừa rồi thương lượng xong rồi mới lấy việc quân chuyển lên biên chế nói ra. Tốt nhất là đem chuyện này đổ lên đầu Diệp Phàm. Đến lúc có xảy ra chuyện gì thì để trưởng ban Cổ Hoài sẽ xử lý tên này. Không thể tưởng tượng được, đẩy đi đẩy lại cuối cùng lại bị Tô Liên kết thúc, mà Thái Hoa lại rất muốn làm nhân vật số 1, khiến cho người trẻ tuổi Diệp Phàm này nóng lên thật rồi. Một cái cào khiến cho hai người này đều bị đào ra, sợi dây thừng nối hai người lại bị làm hỏng rồi. Hai vị trưởng phòng, còn chưa muốn về sao, có cần tôi gọi người mang hộp cơm đến không, hà hà hà. Phó cục trưởng Liễu Hồng cũng không già, nghe nói mới 27 tuổi, phía sau cũng có vẻ có điều kiện, lúc này nhìn vẻ mặt có vẻ chế giễu, cười khanh khách như gà mái đẻ trứng rồi đi. Kỹ nữ. Đặng Vân nhìn bóng Liễu Hồng đi xa xa, nhìn cái mông to ấy xoay xoay, rồi nhổ xuống đất một cái, hung hăng chửi. Đương nhiên, mọi người trong phòng đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người Lão Thái và Lão Đặng. Cái mông to ấy của người ta, có người sờ. Làm kỹ nữ cũng làm có thần khí. Mẹ nó, Thái Hoa cũng không kìm nổi chửi một câu, sặc mặt trầm âm như mực. Làm sao bây giờ anh Thái? Đặng Vân lấy lại tinh thần, rút ra hai điếu thuốc đưa ra, hai người ngồi trong phòng họp và nhả khói lên không trung. Hừ, giờ lãnh đạo không phải là tôi, là hắn ta. Thật có chuyện mà hắn có thể không đếm xỉa đến. Tôi không tin hắn dám không liên quan. Việc này, anh cộng lại xem. Hắn đã bỏ việc lên đầu chúng ta cũng có thể cho qua mà. Trưởng phòng Thái Hoa phả ra những vòng khói, hừ nói. Làm kiểu gì, hắn là trưởng ban phó,
nghe nói còn là chó của Triệu gia. Sắc mặt Đặng Vân có chút khó coi, y như bộ dạng của lợn chết. Chưa chắc. Trưởng phòng Thái lắc lắc đầu, sau khi hút xong nửa điếu thuốc, nhìn Đặng Vân một cái, nói. Vấn đề quân chuyển biên chế lần này nói thật có chút khó giải quyết. Lão già Lôi Nhất Hưng kia trượt như con cá trạch. Trước đây ông ta phân công quản lý phòng chúng ta đã muốn đổ chuyện này lên đầu ông ta, nhưng ông ta cố nhiên không nhận, kéo dài thế này, số lượng cán bộ 2 năm gộp lại là ra đám 60 người này. Hơn nữa, mỗi người đều là tinh anh của quân đội nước Cộng Hòa, bảo chúng ta phải làm sao? Trừng phạt không được mắng không xong, lấy việc khuyên làm chủ. Những người kia cứ thường xuyên gây rối, quân nhân mà, chúng ta gây chuyện được sao? Tuy nhiên, họ Diệp kia cũng không thể so sánh cùng lão cá trạch họ Lôi được. Lôi Nhất Hưng nghe rồi có thể giả vờ chưa nghe, căn bản không có biểu lộ ý kiến, họ Diệp như thế nào cũng không chịu hé răng. Tuy nói bị Tô Liên kia làm hỏng việc rồi, nhưng, ít nhất có thể thấy được một chút, người trẻ vẫn có tâm huyết. Chỉ cần hắn có tâm huyết, chúng ta còn có cơ có thể tìm ra. Đường đời này, sợ nhất là loại người việc gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ đến cầu an như đồng chí Lôi Nhất Hưng vậy. Hắn không tiếp chịu anh đưa tay ra đánh thì chỉ uống phí thôi. Thái Hoa không ngờ lại mỉm cười đầy quỷ dị. Ừ, Lôi Nhất Hưng không cần phải nói nữa, người này là lão hồ ly tinh, vô cùng giàu hoạt. Hơn nữa, ông ta cũng là người lớn tuổi trong ban tổ chức cán bộ chúng ta, đến cả trưởng ban cổ cũng phải nể lão đúng không? Diệp Phàm là người trẻ. Có tiếng vang, chứ thực ra bị người ta dùng làm sung bắn, mấu chốt là chúng ta muốn dùng hắn như dùng súng thì phải nghĩ ra cách mới được. Đặng Vân nói đến đây, nhìn ra cửa chính, lúc này chẳng có ai, miệng lại nói tiếp. Nghe nói vị lãnh đạo thượng cấp nói rất để mắt đến tên này, nếu không sao có thể để cái vị trí quan trọng, quyền lực thế này cho hắn, đến cả mấy vị phó trưởng ban cũng tức mắt lên được. Ha ha, cái này anh lại không hiểu rồi. Ý của thượng cấp là muốn những đồng chí khác phải ghen tức, người là cái loại chỉ sợ anh ghen tức, một khi đã ghen thì ắt sẽ dẫn đến bệnh đau mắt, mà đã mắc bệnh rồi thì sẽ sinh chuyện. Tôi đoán, tên họ Diệp này chính là người mà bí thư Triệu cho vào. Thái Hoa hạ giọng nói. Kẻ gây rối. Đặng Vân bừng tỉnh, gật gật đầu. Anh nghĩ xem, hắn muốn gây rối, trừ khi hắn không muốn cái ban tổ chức này bị một số đồng chí thâu tóm toàn bộ, nhưng mà hắn lại không phải người thuận tay. Nên dù có thành thì những người cầm quyền cũng không cam tâm mà phục. Thái Hoa vẻ mặt thần bí nói. Đương nhiên là không cam tâm rồi, ban tổ chức cán bộ nếu nói ra thì quyền lực cũng tương đối lớn, ai mà chẳng muốn nắm lấy vị trí lãnh đạo quản lý đội ngũ cán bộ. Chỉ cần khống chế được ban tổ chức cán bộ thì chẳng khác nào đã nắm được mũ cán bộ toàn tỉnh trong tay. Mà mũ chính là quyền lực, cũng là tiền, quản nhất minh muốn nắm trong tay, những người khác cũng muốn nắm trong tay. Từng vị lãnh đạo trong phòng chúng ta đều không muốn để bất cứ người nào chi phối rồi. Việc này, tốt nhất là làm cho quyền lực của mình cao nhất và độc lập. Tự nhiên, không để cho cơn chuột thối nào đến làm hỏng cả nồi canh phải không? Đặng Vân cười nói, ông ta trước giờ luôn là cùng hội với Thái Hoa, lúc này cả hai đều cùng không nói gì, bởi vì hai người có họ hàng xa cái này, chỉ có hai người họ biết, người khác đều không hiểu được. Tôi nói với anh xem tuổi tôi bây giờ có phải là cũng nên thăng chức rồi không? Thái Hoa cười thần bí. Thăng, sớm đã nên thăng rồi. Họ Diệp là cái thá gì chứ? Một thằng con nít, thế mà lại đứng đầu chúng ta, định chơi cái trò gì? Nghe nói tên nhãi này trước đây từng tham gia vào công tác chính pháp, đột nhiên lại về ban tổ chức cán bộ. Hắn ta hiểu cái gì chứ? Chỉ là lật qua mấy tờ công văn của ban, xem qua vài người được bổ nhiệm. Đã tự cho mình là người hiểu những chuyện liên quan của ban tổ chức, hiểu cái đầu hắn, lần này thuyền rồng rộng lắm, hiểu được hắn phải phát khóc rồi. Đặng Vân hừ mắng. Ha ha ha, đến lúc đó nếu thật sự tôi có thể đi lên, vị trí trưởng phòng này, anh cố gắng mà nắm cho chắc. Chúng ta là họ hàng, phải cùng nhau tiến bộ. Thái Hoa cười nói, dáng vẻ như thể là đã ngồi lên ghế của phó trưởng ban rồi. Cảm ơn chú Thái nhắc nhở. Đặng Vân lập tức mặt mày hớn hở, đang ngồi bỗng đứng thẳng dậy, ngập người như một thằng gù, vẻ mặt cười nịnh, mặc dù Thái Hoa hơn Đặng Vân vài tuổi nhưng là bà con xa nên Đặng Vân vẫn phải gọi Thái Hoa là chú. Chúng ta là họ hàng không giúp nhau thì còn giúp ai? Thái Hoa thản nhiên cười, cảm thấy khẩu xung Đặng Vân này dùng được, chỉ cần mình hừ một tiếng, bảo hắn nhắm ai thì tuyệt đối hắn không nhắm sai. Có thuộc hạ là họ hàng thế này thật là đúng ý thích.
Quả nhiên, Đặng Vân lập tức tỏ lòng chung, nói. Chú Thái, Đặng Vân cháu mãi mãi là sung của chú chỉ đâu cháu lập tức đánh đấy, tên nào dám gây sự với chúng ta cũng phải cho hắn thấy chút nhan sắc. Hội thi đấu thuyền rồng này chính là một hòn vàng thử rất tốt, huống hồ sau khi làm xong cổ trưởng ban cũng vừa lòng. Buổi tối, Diệp Phàm đã đi dạo phố cùng Đồng Oanh Oanh. Ở Việt Đông một năm rồi nhưng chưa đi dạo tử tế lần nào. Hôm nay Đồng Oanh Oanh dám bắt cóc Diệp Phàm đưa mình đi mua quần áo, Diệp Phàm là phạm lỗi rồi. Không ngờ thân thủ bát đẳng này đi dạo phố mà đau đến cả sống thắt lưng. Diệp Phàm âm thầm buồn bực nghĩ, người ta nói phụ nữ đi dạo phố là đáng sợ nhất, hóa ra đúng là như thế, một bộ quần áo thử đi thử lại đến 7-8 lần ở mấy chục cái cửa hiệu mà không mua được, chán đến mệt cả người, nếu cứ đi đến tối thì thật không phải muốn lấy mạng bố nó sao. Diệp Phàm, hôm nay Phó Chủ tịch tỉnh Lâm bảo em đi làm rồi. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt rạng rỡ tươi cười. Gần đây, mối thù của cha mẹ cũng đã được báo. Từ khi tập đoàn Bàn Đế gia nhập liên minh, đại án được phá, công ty của Đồng Oanh Oanh có chút khởi sắc, hơn nữa, độc buôn bán lời, còn việc của anh trai Đồng Nhiên lại có chút tin tức, thêm vào là sự thoải mái của Diệp Phàm nên đương nhiên trong lòng rất thoải mái. Thư ký Tô vẫn chưa đi xuống, anh trai em chắc đang trợ giúp cho thư ký Tô vài công tác lặt vặt. Thật muốn chính thức trở thành thư ký của Lâm Phó thì còn phải đợi một thời gian nữa, Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hừ, nói khó nghe vậy, cái gì gọi là việc vặt, anh trai em là đi làm chính thức. Nghe nói thư ký Tô sang năm tới sẽ đi nhậm chức. Đến lúc đó em trai em không phải là chính thức rồi sao? Anh không biết, hiện giờ khí thế anh trai em rất lớn, ngày nào cũng có khách mời cơm. Đến cả những giám đốc sở, phó giám đốc sở trước đây không coi anh ấy ra gì giờ cũng bắt đầu nịnh bợ rồi. Nhìn thấy thân thiết thế, cứ thư ký Đồng mà gọi, anh trai em có ngăn cũng ngăn không được, Đồng Oanh Oanh bĩu môi, đắc ý liếc Diệp Phàm một cái. Chương 1337, nông thôn đến đấy. Ha ha, Đồng Nhiên đúng là có ra dáng rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười khen một câu, tuy nhiên, giây lát sau sắc mặt lại nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Oanh Oanh, anh trai em là ở văn phòng tỉnh ủy được mấy năm rồi. Có thể hiểu được, lãnh đạo ghét nhất bị thư ký lấy uy phong của lãnh đạo ra khoe khoang. Làm người phải khiêm tốn, hơn nữa, dễ dãi vui chơi ăn uống thì cũng dễ dàng gặp chuyện không may. Hơn nữa, thư ký Tô vẫn chưa đi, để ông ta nghe được chuyện Đồng thư ký thì trong lòng sẽ nghĩ gì. Tuy rằng bây giờ không thể làm gì anh trai em nhưng về sau thì sao? Núi không chuyển nước chuyển, khi nào chuyển đến cùng chỗ ông ta trở thành lãnh đạo của anh em, người ta sẽ nhớ đến em. Cho nên, em nên cảnh báo trước với Đồng Nhiên. Đừng khiến cho còn chưa chính thức, sau cùng lại đánh mất vị trí thì đáng tiếc lắm. Làm thư ký, nhất định phải khiêm tốn. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ lời lãnh đạo nói, lãnh đạo bảo anh làm gì anh phải làm cái đó. Phải xem nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, nhưng miệng thì phải giữ chặt, không có vị lãnh đạo nào thích một thư ký lắm miệng cả. Phải nhắc nhở mình về vị trí của mình, trên thực tế, vị trí của thư ký, nói trắng ra, là phục vụ cho lãnh đạo, một nhân vật hầu hạ cho lãnh đạo. Đây chỉ là một vật phẩm thay thế tình huống mà thể chế không thể để một nữ thư ký phục vụ lãnh đạo mà thôi. Anh cũng xem thường người quá, anh trai em tốt xấu cũng làm việc mấy năm ở đại viện tỉnh. Sao có thể nói là không hiểu chuyện như anh nói được? Thực ra, anh trai em rất khiêm tốn. Anh ấy có thể phân biệt rõ cơm của ai có thể ăn, cơm của ai thì không được. Hơn nữa, nhà chúng em cũng không thiếu tiền, muốn ăn tự mình không thể bỏ tiền ra sao. Cơ hội lần này thật khó đén, Đồng Nhiên biết mình nên làm gì, đối với chuyện kết bạn, cũng rất thận trọng. Đương nhiên, lời của anh cũng có thể để sau nhắc nhở anh ấy, tin là anh ấy sẽ nghe. Đồng Oanh Oanh lại bĩu môi, rõ ràng có vẻ khó chịu. Để sau nhắc nhở, có ý gì? Có phải Đồng Nhiên thăng quan muốn mời khách? Diệp Phàm cười nói. Có vài đồng nghiệp và vài người bạn của anh ấy kêu ầm lên là anh ấy phải mời khách, có cách nào, buổi tối mời đến dùng chút điểm tâm, ở Hắc Thiên Nga, có đặt một phòng lớn riêng rồi. Đồng Oanh Oanh nói đến đây dừng một chút. Cô liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lôi kéo tay áo hắn đung đung, nói. Đồng Nhiên bảo em, còn nói, có thể mời anh đến uống chén trà không, xem ra có vẻ anh ấy sợ anh, yên tâm. Không có nhiều người đâu, chỉ có một bàn, đều là những bạn bè, đồng nghiệp tốt nhất, còn có mấy người họ hàng, bọn họ tuyệt đối không nói ra lời nào đâu.
Đồng Oanh Oanh sợ Diệp Phàm tức giận, sau khi nói xong, vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái này, anh đi sợ không thích hợp, chuyện này, có chút. Diệp Phàm có chút khó xử, đã không thể cưới được Đồng Oanh Oanh, nếu có người để đến tai Kiều Viên Viên thì có chút không hay. Bây giờ mình là phó trưởng ban tổ chức cán bộ, dù sao cũng phải có chút hình tượng. Tuy nói mình chưa kết hôn, nói là bạn bè không kiên định thì sớm muộn cũng sẽ mang đến lời thị phi. Biết là anh sợ em làm liên lụy mà, Đồng Oanh Oanh này là cây cải trắng nát, còn anh là một trưởng phòng, em biết đời này chúng ta không diễn kịch, em cũng không muốn quất quýt lấy anh. Yên tâm, hừ, em tự đi. Đồng Oanh Oanh quả nhiên sụ mặt, tức giận. Quay mặt đi, liếc Diệp Phàm một cái rồi lại hừ nói, biết anh có chị ở thủ đô đang chờ, còn không phải chỉ có một người. Đồng Oanh Oanh này trước cũng đã nói với anh, sẽ không giảng có anh, bây giờ còn có tuổi, đợi em sống đủ chán đã rồi tìm bừa lấy một người cưới là được. Em xem, anh mới nói một câu, em đã nói đến mấy chục câu rồi. Đi thì đi, ai sợ ai chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hừ, chuyện lạ, Đồng Oanh Oanh mặt mũi lập tức cong lên. Chuyện lạ thì thôi, anh về trước, còn chút việc phải làm. Diệp Phàm cố ý quay người, làm vẻ sắp bước đi. Anh dám. Đồng Oanh Oanh nóng nảy, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Phàm, trong mắt hình như có ngấn nước. Cô biết, năng lượng của Diệp Phàm lớn, đường anh trai Đồng Nhiên cô đi còn dài, không có Diệp Phàm giúp đỡ đường không dễ đi được. Tuy rằng Diệp Phàm luôn phủ nhận việc Đồng Nhiên được thư ký cho Phó Chủ tịch tỉnh Lâm là do có hắn giúp đỡ, nhưng Đồng Oanh Oanh không phải kẻ ngốc, trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có bánh tự rơi từ trời xuống. Ôi! Diệp Phàm thở dài nói, đi thôi. Diệp Phàm, em không lấy thân phận là bạn gái để yêu cầu anh lần trước ở Ngư Đồng đã giúp công ty chúng em, tính ra cũng là cán bộ ra từ Ngư Đồng, em trai em quen anh là bình thường. Bọn họ sẽ hoài nghi gì đâu, anh không cần phải lo lắng. Sau này bất luận Đồng Nhiên đi đến bước nào anh ấy cũng là thuộc hạ của anh. Anh có thể gọi anh ấy bất cứ lúc nào, tin rằng anh ấy tự biết mình là ai, Đồng Oanh Oanh nói. Nghi ngờ cũng không sao. Diệp Phàm giơ tay ra lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt, trong lòng cũng có chút lay động, nói. Yên tâm, có anh một ngày, chỉ cần Đồng Nhiên nghe lời thì đường anh ấy đi sẽ còn rất xa. Cảm ơn. Đồng Oanh Oanh nhẹ nhàng nói. Bạn bè của Đồng Nhiên cơ bản đều là những thanh niên làm việc ở văn phòng tỉnh ủy. Đương nhiên, Đồng Nhiên giờ là thư ký của Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong, cũng coi như là bước vào nhóm đại thư ký của tỉnh ủy. Những cán bộ cấp phó chủ nhiệm, phó giám đốc sở, trưởng phòng ở văn phòng tỉnh ủy mà bình thường đều là lãnh đạo mà Đồng Nhiên ngưỡng mộ đều nhận lời mời đến đây. Thư ký Đồng, vài ngày nữ thư ký Tô đi rồi, anh cũng chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, đừng có quên nỗi khổ của chúng tôi nhé. Ha ha! Một thanh niên đẹp trai, phong độ cười nói. Người này là Trần Thanh, trưởng phòng thứ nhất văn phòng tỉnh ủy. Trưởng phòng Trần, tôi giờ chỉ là giúp thư ký Tô làm chút việc tạp vụ, xin đừng gọi tôi là Đồng Đại Bí. Ha ha! Đồng Nhiên cười rạng rỡ, mặc dù là nói khiêm tốn nhưng trong lòng rất vui mừng. Lúc này, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Em gái, em đến rồi à? Đồng Nhiên nhìn thấy liền vui vẻ đón tiếp, tuy nhiên, lúc thấy Diệp Phàm ở phía sau lại ngạc nhiên, lập tức cười nói. Chào trưởng ban Diệp, mời ngồi. Diệp Phàm mới đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy được vài ngày, cho nên, bạn bè của Đồng Nhiên cũng không quen biết Diệp Phàm. Những người này cũng chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi. Bọn họ rất khách khí với Đồng Nhiên nhưng không có nghĩa là phải mời người khách Diệp Phàm này. Chủ yếu là tuổi tác của Diệp Phàm đã che khuất mắt họ, tự cho rằng mình làm ở văn phòng tỉnh ủy. Diệp Phàm một người trẻ tuổi thì có cấp bậc gì, cho nên không anh mang đồ ăn lên cho hắn. Trần Thanh, chiếc ghế dựa đem đi đâu rồi, còn không mau mang lại đây. Đồng Nhiên đến trước bàn mới phát hiện chiếc ghế dựa để dành cho em không thấy đâu nữa. Đoán là Trần Thanh cảm thấy để lại cái ghế trông ấy sẽ vướng víu nên đã xách đến một xó nào rồi. Đồng Nhiên và Trần Thanh quan hệ rất tốt, cho nên nói chuyện cũng khá tùy tiện. Thấy Đồng Nhiên có chút vội vàng chạy đi tìm ghế dựa. Trần Thanh cười nói. Là em gái cậu, cũng không phải người ngoài, hoảng cái gì chứ Đồng Đại Bí. Em gái đến tự mình đi lấy là được rồi. Hoảng gì, trưởng phòng Diệp đến rồi cậu còn ngồi yên được, lợi hại thật, Đồng Nhiên hoàn toàn hết lời để nói, trợn mắt nhìn mọi người một cái, cố ý hừ nói, bởi vì, hắn muốn thấy Trần Thanh được thơm lây. Quả nhiên,
Trần Thanh nháy mắt cười nói. Vị trưởng phòng Diệp này thăng chứ ở đâu vậy? Có phải là trưởng phòng ở một huyện dưới nào không? Có thể xưng là trưởng phòng, ngoại trừ ban tổ chức cán bộ ra thì là ban tuyên giáo, đúng rồi, còn cáo cái ban chỉ huy quân sự mặt trận tổ quốc gì gì đấy. Tuổi của Diệp Phàm làm cho toàn bộ khách trên mâm mở hai mắt, cho rằng Diệp Phàm giỏi lắm cũng chỉ là một phó trưởng ban dưới huyện thị. Tự nhiên các đồng chí văn phòng vẫn có chút cảm giác ưu việt đối với đồng chí bên dưới này. Ha ha, thật là đã để đồng chí này đoán trúng rồi. Tôi là Diệp Phàm, làm việc ở ban tổ chức. Diệp Phàm thản nhiên nói, cũng không tức giận, bởi vì chính mình cũng là thanh niên. Diệp Phàm, Diệp trưởng phòng. Có cô gái trẻ miệng lẩm bẩm câu này, đột nhiên, mở to đôi mắt tinh nghịch cười trêu nói. Ai ra, hình như là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh mới tới tên là Diệp Phàm. Không phải là anh chứ? Ha ha ha. Sau khi nói xong cô nàng nháy nháy đôi mắt, cười đến rung cả vòng một, mặc dù nói không mãnh liệt nhiều nhưng cũng thu hút ánh nhìn người khác. Hơn nữa, rõ ràng có chút trêu chọc, lại không phải là trêu chọc, chỉ là mang tính chất vui đùa, có thể nghe ra. Lạc em, người trùng tên trong thiên hạ này nhiều lắm. Được rồi, đừng đùa nữa, mời trưởng ban Diệp ngồi xuống. Trần Thanh cười vui nói vào, rồi quay sang cười nói với Diệp Phàm. Xin lỗi phó trưởng ban Diệp, mọi người bình thường đùa thành quen, nên không thể thay đổi ngay lập tức được. Không có gì, tôi cũng là thanh niên. Vui đùa có thể làm mọi người cười, hôm nay được đồng nhiên mời đến dự tiệc, tôi cũng là cán bộ đi ra từ Ngư Đồng. Trước đây ở Ngư Đồng tôi có chút qua lại với anh ấy, cũng coi là có chút giao tình đi. Diệp Phàm thản nhiên cười, khoát tay áo làm ra vẻ không để ý. Anh là bí thư Diệp ở Ngư Đồng. Đột nhiên có một người trung niên đứng dậy, mặt mày lập tức trở nên xấu hổ. Anh cũng biết tôi, ha ha. Cái tên Diệp Phàm Ngư Đồng này cũng khá vang dội ở Việt Đông đấy chứ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. À, đúng là trưởng ban Diệp rồi. Lúc này, tất cả mọi người hốt hoảng đứng dậy, bởi vì, chuyện bí thư đảng ủy công an Ngư Đồng Diệp Phàm phá thảm án 88 truyền khắp toàn bộ Việt Đông. Mà người này gần đây vừa đến đảm nhiệm chức phó trưởng ban ban tổ chức cán bộ tỉnh, là nhân viên văn phòng tỉnh ủy đương nhiên phải biết chuyện này. Trần Thanh và Lạc Hồng hai người này mặt có chút đỏ lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, Lạc Hồng lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, trưởng ban Diệp, tôi vừa nãy, tôi. Ha ha, tất cả mọi người ngồi đi, tôi đến là để ăn điểm tâm, mọi người cứ coi tôi là bạn bè đồng trang lứa là được. Diệp Phàm khoát tay áo, ra dấu mọi người ngồi xuống. Phó trưởng ban Diệp, vừa rồi, người trung niên có chút ngượng ngùng, đừng lên nói. Đồng chí này là... Diệp Phàm hỏi. Trưởng phòng văn phòng chúng tôi, Nguyễn Minh. Đồng Nhĩ En khẩn trương giới thiệu, trừng mắt nhìn, vô cùng đắc ý. Trưởng phòng Nguyễn, ha ha, ngồi đi. Bụng tôi cũng có chút đói rồi, tôi lót bụng cái gì trước đây, sau đó uống vài chén với cả nhà. Diệp Phàm cười, lúc này mọi người mới có chút thấy gò bó, ngồi xuống. Tuy nhiên, đối với thanh niên Diệp Phàm kia tất cả những người đang ngồi đều thở ra một luồng hơi lạnh. Mặc dù bí thư Diệp Ngư Đồng tuổi không lớn, nhưng bây giờ nhìn thấy rõ người thật thì có chút khiếp sợ. Chương 1338, gãi đúng chỗ ngứa. Bí thư Diệp, à không, phó trưởng ban Diệp, dân chúng Ngư Đồng đều nhắc tới anh đấy. Nói anh là thần hộ mệnh của Ngư Đồng. Lạc Hồng nhất thời kinh ngạc sau đó lấy lại hoạt bát, cười nói. Ồ, thần hộ mệnh, làm tôi ngại quá. Giúp dân chúng Ngư Đồng làm một chút chuyện nhỏ. Không ngờ bọn họ đều còn nhớ như vậy. Làm quan bây giờ, phải thực sự làm chút việc cho dân chúng, các anh nói có đúng không? Diệp Phàm vừa uống canh hải sản nấu củ cải, vừa nói. Đúng đúng, phó trưởng ban Diệp nói quá đúng. Mọi người trên bàn đều gật đầu, tuy nhiên, nhìn ánh mắt của Đồng Nhiên lại có thêm một chút phức tạp. Đoán chừng cả bọn đều nghĩ, phó chủ tịch tỉnh Lâm Phong sẽ nhìn chúng Đồng Nhiên, có phải vị trưởng ban Diệp này nói quá lên? Có điều, cảm giác hình như lại không giống. Phó trưởng ban Diệp có năng lực, nhưng cũng chẳng qua là một cán bộ cấp phó sở. Còn Lâm Phong là IL, người ta là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh, quyền cao chức trọng, ở đất Việt Đông này, vẫn là một nhân vật quan trọng. Thư ký Đồng, mùng 1 tháng 2 có đi Kim Mã xem giải đua thuyền rồng hay không? Lúc này, Lạc Hồng cười hỏi, vẻ mặt đầy hưng phấn. Diệp Phàm nghe xong, giật mình, căng lỗ tai ra. Đương nhiên đi, có điều,
không biết sếp Lâm có đi không. Đồng nhiên trên mặt lúc đầu thì hưng phấn, thoáng cái đã trầm mặc lại. Ha ha, thư ký Đồng là đại thư ký rồi. Thân bất do kỷ, lãnh đạo đi chỗ nào cậu ấy cũng phải đi theo. Trần Thanh nói đến chỗ này, quay người liếc nhìn Diệp Phàm, hơi có vẻ cung kính, cười nói. Phó trưởng Ban Diệp, không phải nghe nói giải đua thuyền rồng kim mã này là ban tổ chức tỉnh ủy đứng ra tổ chức hay sao? Đến lúc đó đoán chừng lãnh đạo trong tỉnh đều đến nhỉ? Ừ, đúng là trong ban đứng ra tổ chức. Làm sao, có ý kiến gì? Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Ý kiến thì không có, chỉ là, nghe nói giải đua thuyền rồng lần này có liên quan đến cái gì đó. Trần Thanh dường như nói lỡ miệng, lời nói chỉ nói nửa câu, không hề nói tiếp. Một cái giải đua thuyền rồng thì có liên quan gì, Trần Thanh, anh chỉ nói nửa câu, muốn chúng tôi nghẹn chết phải không? Đồng nhiên giật mình, nhưng gã từ trong miệng bà chỉ biết rõ giải đua thuyền rồng lần này chính là do phó trưởng Ban Diệp tổ chức, cho nên cũng muốn giúp Diệp Phàm nghe ngóng ít nội tình. Nghe nói có nội tình, có điều, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trần Thanh tôi chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, sao có thể biết rõ? Trần Thanh khóe miệng giật giật, lại liếc nhìn trưởng phòng Nguyễn Minh không lên tiếng. Diệp Phàm đã biết, Nguyễn Minh đoán chừng là biết một chút nội tình. Văn phòng tỉnh ủy là bộ phận phục vụ cho lãnh đạo tỉnh ủy, tai mắt nhanh nhạy, khẳng định biết rõ một ít tin tức có liên quan đến tỉnh ủy. Tuy nhiên, nguyên một đám miệng đều khá kín, muốn moi ra chút gì đó, ở trường hợp này là chuyện không thể nào. Diệp Phàm cũng không hỏi lại những chuyện này, về sau, mọi người chỉ nói một vài chuyện vô vị. Sau khi ăn xong mọi người mời Diệp Phàm đi hát karaoke, tuy nhiên, Diệp Phàm lấy cớ có việc để cáo từ rời đi. Mà Đồng Oanh Oanh lại không cùng đi, sau khi hát karaoke mới đi, chủ yếu là để tránh hiểm nghi. Tuy nhiên, vừa quay ra, Đồng Oanh Oanh gọi điện thoại ngay cho Diệp Phàm. Thư ký Đồng, cậu và vị trưởng Ban Diệp này rốt cuộc có quan hệ gì? Ở trước mặt anh đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, trước kia anh đối với cậu thế nào hả? Lúc này, Nguyễn Minh cầm một ly rượu đỏ, đến gần bên tai Đồng Nhiên nói. Anh Nguyễn nói đùa rồi, anh Nguyễn đối với em đương nhiên là tốt rồi. Chuyện lần trước nếu không phải anh Nguyễn, em đoán chừng đã bị người ta đá vào xó xỉnh nào đó rồi. Đồng Nhiên vẻ mặt cảm kích, nói ra. Lại nói Nguyễn Minh tuy cũng không giúp Đồng Nhiên được đại ân. Chẳng qua, một năm trước Đồng Nhiên phạm vào một sai lầm không lớn không nhỏ, lúc ấy bận bịu, đem tài liệu đưa nhầm chỗ. Mà vừa lúc gặp một vị bộ trưởng ở Trung ương xuống kiểm tra. Lúc ấy Phó Tỉnh trưởng Di cùng xem tài liệu trong tay, thiếu chút nữa tức điên. Kỳ thật, Phó Tỉnh trưởng cũng có chút qua loa. May mắn là Nguyễn Minh nhanh tay nhanh mắt đổi tài liệu, bằng không thì, Đồng Nhiên đoán chừng kết cục sẽ rất bi thảm. Từ đó, Đồng Nhiên gọi Nguyễn Minh là anh Minh, quan hệ hai người coi như không tệ. Tuy nhiên, Nguyễn Minh cũng sắp đến tuổi 40, mà vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong văn phòng. Liên tục tranh thủ vị trí phó chủ nhiệm, có điều, bởi vì sau lưng không có chỗ dựa đáng tin cậy, cho nên đành phải dương mắt nhìn người khác ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm. Biên chế văn phòng tỉnh ủy tỉnh Việt Đông có 260 người. Trong đó, trưởng ban thư ký một người kiêm chủ nhiệm văn phòng, phó trưởng ban thư ký 5 người, trong đó một người kiêm phó chủ nhiệm văn phòng một người, do trưởng ban thư ký kiêm nhiệm phó chủ nhiệm 5 người, trong đó một người do phó trưởng ban thư ký kiêm nhiệm cục trưởng cục cơ yếu tỉnh ủy, chủ nhiệm phòng tổng hợp điều tra nghiên cứu, chủ nhiệm phòng giám sát, cơ quan thư ký đảng ủy, chuyên viên kỷ luật kiểm tra do tỉnh ủy quy định phân phối, ở trong 260 người này cán bộ chính thức cấp phòng cũng phải 70 người. Từ đó có thể thấy văn phòng tỉnh ủy là nơi cán bộ chồng chất. Nguyễn Minh là một trưởng phòng, ở trong đó quả thực chẳng là cái gì. Tuy nhiên, Nguyễn Minh phụ trách chính là phòng thư ký, cho nên, vị trí của hắn cũng là quan trọng. Chỉ là Nguyễn Minh vận số không tốt, không tìm được đại thụ để dựa vào mà thôi. Đại thụ đúng là nhiều, chỉ là người ta không chào đón y mà thôi. Ừ, đã vậy còn không thành thật nói quan hệ của cậu với phó trưởng Ban Diệp. Đừng nói với anh là hai người chỉ là đồng hương ngư đồng nhé. Trưởng Ban Diệp với người trong nhà cậu có chút giao tình, chỉ là một chút giao tình. Thì nói thật, hắn không có khả năng đến đây tối nay. Nguyễn Minh bức bách, lúc này, cũng chỉ có thể mặt dày, ỷ vào quan hệ khá tốt với Đồng Nhiên mới dám ép. Bằng không thì, Đồng đại thư ký mà tức giận thì Nguyễn Minh đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Ha ha, giao tình coi như cũng được,
Trước kia mẹ em có cung cấp một ít bằng chứng chính xác giúp phó trưởng ban Diệp căn cứ vào để phá án, cho nên, cứ như vậy mà kết giao. Anh ấy rất chiếu cố anh em chúng em đều coi anh ấy là đại ca. Đồng nhiên đương nhiên sẽ không để lộ ra quan hệ của Diệp Phàm và em gái, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để gạt. Vậy cũng ăn khớp một ít tình hình, hơn nữa, trong lòng đồng nhiên cũng có ý nghĩ. Nguyễn Minh quản lý phòng thư ký ở văn phòng tỉnh ủy, bình thường dùng làm một tai mắt cũng không tệ. Đương nhiên, tai mắt này là chuẩn bị cho Diệp Phàm, bản thân trước mắt còn chưa đủ phân lượng. Chỉ là, đồng nhiên đã quyết định đi theo Diệp Phàm lăn lộn, Diệp Phàm sau này có lên chức, đối với bản thân cũng mới có lợi. Ồ, xem ra giao tình cũng rất sâu mà. Đồng nhiên, thằng nhóc cậu giấu kỹ thế, một cao nhân ở sau lưng như vậy mà cậu chưa từng lộ ra một chút nào. Nếu không phải tối nay xuất hiện, tôi còn không biết. Nguyễn Minh ánh mắt khẽ động, đã có tính toán. Anh Minh nói gì vậy, cái này, cũng không tính là che giấu gì, nếu thật muốn che giấu mà nói thì tối nay cũng đâu có ra mặt có phải không? Cái miệng đồng nhiên vẫn tương đối ngọt, thằng cha này trải qua vài năm gặp trắc trở, cũng bắt đầu thành thục. Nói cũng phải. Nguyễn Minh khẽ gật đầu, quay người, nhìn đồng nhiên. Tối hôm sau, đồng nhiên gọi điện thoại đến, nói là muốn đến thăm Diệp Phàm để được Diệp Phàm nhắc nhở một chút. Tên này ngữ khí thành khẩn, luôn luôn cái giọng xin chỉ bảo ở trong điện thoại. Nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của đồng oanh oanh, Diệp Phàm cũng liền đồng ý. Khó khăn nhất của việc chịu ơn người đẹp, đúng là cái này. 11 giờ, trời rất tối. Đồng nhiên đến nhà Diệp Phàm, khó hiểu chính là cũng không nói chuyện gì, lại kéo trưởng phòng Nguyễn Minh đến. Diệp Phàm thoáng cái đã hiểu, thằng nhãi này là tới làm thuyết khách, hóa ra có dụng ý khác. Đại ca, Nguyễn Minh trước kia đối với em có chiếu cố khá nhiều. Chỉ là, vận số của anh ấy cũng không tốt. Đồng nhiên đem tình hình đại khái của Nguyễn Minh thao thao nói ra. Cậu nói là anh ta nhìn chúng chức phó chủ nhiệm văn phòng. Diệp Phàm hờ hững hỏi. Ừ, gần đây vừa lúc có một chỗ trống. Anh ấy cũng đã 40, nếu không suy nghĩ chút biện pháp, cứ chậm trễ ở cấp phòng, thì đời này cũng cứ như vậy. Chẳng qua, anh ấy là người tương đối trung thành. Lúc trẻ lại theo một lão lãnh đạo, cho nên, được đề bạt đến vị trí cấp phòng. Tuy nhiên, vị lão lãnh đạo kia lại bị bệnh chết. Anh ấy ở vị trí trưởng phòng cũng 5-6 năm mà không theo ai nữa. Đương nhiên, đoán chừng là có một số lãnh đạo trong lòng cũng có điều cố kỵ gì đó. Đồng nhiên nói ra. Ừ, việc này, sau này xem lại. Diệp Phàm cố ý nói ra, kỳ thực có phần động tâm. Nếu như có thể đem Nguyễn Minh cài vào, ở văn phòng tỉnh ủy cắm một cái đinh, với mình thêm một tai mắt. Thời đại bây giờ là xã hội gì, xã hội thông tin. Biết rõ tin tức sớm một chút là mày đã nắm được quyền chủ động. Trưởng ban Diệp, việc này, Nguyễn Minh không đợi được. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi lần tới cũng phải 5-6 năm, mọi người sắp đến 50 thì còn có hát hò gì nữa. Đồng nhiên có phần nôn nóng. Ha ha! Diệp Phàm cười nhạt, bản thân đương nhiên không thể biểu hiện mình qua nôn nóng, quá thấp kém. Trưởng ban Diệp, kỳ thật, Nguyễn Minh ở ngay phía dưới cây đại thụ đang chờ. Anh xem, có thể hay không? Đồng nhiên nói ra, có chút lo lắng, chỉ sợ Diệp Phàm trách hắn tự chủ trương. Trời lạnh như vậy, gọi hắn đi vào sưởi ấm trước đã. Diệp Phàm như lừa xuống dốc, khẽ gật đầu. Nguyễn Minh vào rồi, trong tay mang theo hai bao trung hoa với hai bình rượu ngon, đặt bên cạnh, cả người mất tự nhiên, ngồi nửa mông trên salon. Chuyện của anh, đồng nhiên vừa rồi đã nói với tôi, có điều... Phó chủ nhiệm văn phòng là chức vị cấp phó sở. Hơn nữa, trong cơ quan tỉnh ủy cũng có ít nhiều ánh mắt dán vào, đi lên không được tốt. Diệp Phàm hờ hững nói ra, lời nói của Diệp Phàm rất có nghệ thuật, cũng không chặn hết con đường. Chỉ nói là đi lên không được tốt, cũng không nói không có khả năng đi lên. Cái này là nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo, loại lõi đời như Nguyễn Minh nghe xong đương nhiên sẽ hiểu. Biết rằng bản thân không đưa hàng ra người ta sẽ không trợ giúp mình. Trưởng ban Diệp, nghe nói giải đua thuyền rồng là anh phụ trách hay sao? Nguyễn Minh rốt cục phải ném ra con át chủ bài. Ừ, chuyện này, cũng không phải bí mật gì. Diệp Phàm hờ hững khẽ gật đầu. Tôi là nghe nói giải đua thuyền rồng này có ít nội tình, đương nhiên, chuyện này, tôi cũng là nghe nói. Nguyễn Minh vẻ mặt thận trọng, lời này ra khỏi miệng thì không thể thu trở lại.
Thằng cha này là cắn răng phun ra những lời này. Nếu không thể được Diệp Phàm đồng ý, vậy tối nay to đầu rồi. Nói nghe một chút. Diệp Phàm nghiêng nhìn Nguyễn Minh, vẻ mặt giả bộ lạnh nhạt. Tuy nhiên, Nguyễn biết rõ, mình đã gãi trúng chỗ ngứa của trưởng ban Tiểu Diệp. Đối với bất cứ một vị đồng chí nào phụ trách giải đua thuyền rồng mà nói, cái nội tình này đều là rất hấp dẫn ánh mắt của họ. Nguyễn Minh đã đánh cuộc, hắn biết rõ bản thân sẽ thắng. Chương 1339, gây rối. Thời gian trước, nghe nói vì vị trí chủ tịch thành phố Triều Châu mà tranh đấu rất kịch liệt. Có 5 vị ứng viên, tất cả đều là người có năng lực, có chiến tích, có hậu đài. Cho nên, các lãnh đạo trong tỉnh đều có ý, lúc đó xem ra các ý kiến không sao thống nhất được, nên xảy ra chuyện phiền toái. Việc này, gác lại sau để rằng có thêm, mà bí thư Triệu không rõ thái độ, việc này thế nên không có cách nào quyết định. Cuối cùng, đặt vào tay ban tổ chức, hoàn toàn mặc kệ. Mà người được chọn của quản phó và trưởng ban tổ chức cổ lại bất đồng. Quản phó nghe nói khá vừa ý với Chu Tiềm ở thị ủy thành phố Kim Mã. Nói đến cái này, đó là bởi vì Chu Tiềm là em họ của phó chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh. Mà phó chủ tịch Chu và quản phó quan hệ không tệ, hắn luôn đi theo quản phó mà trèo lên. Mà trưởng ban cổ hình như là tương đối hài lòng với Cao Lâm ở thị ủy thành phố Xuân Dương, trưởng ban cổ còn đặc biệt đến thành phố Xuân Dương khảo sát qua một lần. Hơn nữa, tỉnh ủy tổ chức vẫn còn thí điểm tuyển chọn nhân sự cán bộ ở thành phố Xuân Dương. Cái này, có điểm giống như là để tạo thế. Ừ, trưởng ban cổ có thể coi trọng thành phố Xuân Dương như vậy, là có chút manh mối. Tuy nhiên, nói cũng không chính xác. Diệp Phàm hờ hững khẽ gật đầu, liếc nhìn Nguyễn Minh, nói ra. Anh nói tiếp đi. Mà Cát Hải Bình ở thị xã Miếu Đô thành phố Việt Châu là người của Tô Thanh Vân. Mà Trịnh Thành ở thị ủy thị xã Ngũ Thủy thành phố Triều Châu nghe nói có họ hàng xa với chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền. Cái này, cụ thể có đúng hay không tôi cũng không rõ ràng lắm. Mà đồng chí Phí Thủy Hương ở thị xã Thiên Đông, phó chủ tịch tỉnh Lâm Phong vẫn có ấn tượng không tệ với cô ấy. Phó chủ tịch Lâm lấy thị xã Thiên Đông làm mô hình thí điểm, nói là muốn cho thị xã Thiên Đông trở thành mô hình thị xã của Việt Đông. Mấy năm trôi qua, quy mô cũng đơn giản. Thị xã Thiên Đông đã được chính quyền tỉnh Việt Đông điểm danh ca ngợi. Chỉ là kinh phí tài chính, hàng năm Chủ tịch Lâm đều đặc biệt phê 50 triệu cho thị xã Thiên Đông để kiến thiết. Nguyễn Minh cẩn thận nói, còn nhìn Đồng Nhiên, đoán chừng có phần lo lắng Đồng Nhiên nói lộ ra cái gì. Yên tâm đi anh Minh, em sẽ không nói lung tung đâu. Đồng Nhiên cười cười vẻ đã hiểu. Văn phòng tỉnh ủy để trống ra một vị trí phó chủ nhiệm, không ít người nhìn chằm chằm vào. Diệp Phàm hờ hững hỏi, chuyển chủ đề, đã biết được tương đối, cũng dừng lời nói. Ừ, trước mắt có tư cách cạnh tranh, chỉ là cán bộ cấp phòng ở văn phòng thì có 10 vị. Các cấp trưởng phòng, đều có tư cách này. Thêm cán bộ cấp chính phòng bên ngoài, vậy thì càng nhiều. Dự tuyển sơ sơ một tí, tuyệt đối không dưới 20 người cũng là thực tế. Nhân tuyển phó chủ nhiệm văn phòng, đoán chừng ý kiến của trưởng ban thư ký là rất mấu chốt. Diệp Phàm nói ra. Ừ, trưởng ban thư ký Lưu Thanh là thường vụ tỉnh ủy, đề cử của ông ấy đương nhiên phân lượng nặng nhất. Nguyễn Minh sắc mặt có chút khó xử, Diệp Phàm nhìn thì biết rõ, thằng cha này khẳng định không cách nào đả thông được với trưởng ban thư ký Lưu Thanh. Trưởng ban thư ký có người hợp ý rồi. Diệp Phàm khẽ nói. Cái này, tôi không phải quá rõ ràng. Nguyễn Minh hơi ấp úng. Đã như vậy anh cứ trở về đi. Diệp Phàm nghiêm mặt phất tay. Cảm thấy thằng cha này trong lúc mấu chốt còn không dám nói thật, giúp y thì có tác dụng gì chứ? Phó trưởng ban Diệp, tôi thực không biết ý nghĩ trong lòng trưởng ban thư ký Lưu. Chỉ là, tôi lại có chứng kiến tư lệnh quân khu tỉnh Vu Thăng cùng trưởng ban thư ký Lưu cùng ăn cơm mấy lần, đều là ở chỗ tư nhân. Chỉ hai người bọn họ, tôi nghĩ, có phải Vu Thăng vì cháu hắn là Vu Hùng Phi mà kéo quan hệ? Vu Hùng Phi hiện tại là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy thành phố Hải Châu, cấp bậc trưởng phòng. Tiếng nói của người này cũng tương đối cao, là một đối thủ mạnh. Nguyễn Minh có chút luống cuống, vội vàng giải thích. Ừ, việc này tôi đã biết. Diệp Phàm bưng chén trà lên, Nguyễn Minh biết điều cáo từ trước khi đi, Diệp Phàm nói. Trong tỉnh có chuyện gì thì hãy lưu ý. Vâng, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh. Nguyễn Minh rất thông minh, thừa cơ hỏi số điện thoại riêng của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cho y, thằng cha này có chút kích động rời đi. Tất cả 5 người ở thị ủy đều có người ủng hộ,
chỉ là không thấy Triệu Xương Sơn ủng hộ ai. Diệp Phàm tự nói lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi, đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa kêu lên. Chẳng lẽ đồng chí lão Triệu không hài lòng với cả năm người này? Cho nên, thái độ mơ hồ. Đoán chừng ứng viên vào vị trí thị ủy Ngư Đồng đồng chí lão Triệu cũng muốn vơ lấy, mà chức vị chủ tịch thành phố Triều Châu này cũng muốn bao hết. Cho nên, lão Triệu nhất thời khó có thể ra miệng, ham muốn đúng là hơi lớn nhưng lực cản còn lớn hơn, Uông Chính Tiền không nói, Quản Nhất Minh với Diệp Đông chính là hai đối thủ mạnh mẽ. Nếu thật là tình huống như vậy, giải đua thuyền rồng cho dù ai được giải nhất, mình đều làm hỏng việc. Thà đến lúc đó đắc tội lão Triệu, còn hơn là đắc tội những người khác. Kết thúc đống hỗn loạn này, ai cũng đừng nghĩ chiếm được phần tốt. Có lẽ, đến lúc đó thái độ của mọi người đối với mình sẽ khá hơn một chút. Diệp Phàm nghĩ tới những thứ này, trong lòng sáng tỏ thông suốt, quyết định đánh cược một lần. Lập tức gọi điện thoại đem việc này nói cho đồng chí Trương Lâm Hoa, Trương Lâm Hoa tự suy nghĩ biện pháp bố trí. Về vấn đề cán bộ quân ngũ chuyển ngành, Diệp Phàm muốn tìm người hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, hình như ở quân đội Việt Đông đều không có người quen nào. Như Vu Thăng chỉ là biểu hiện ra không gây trở ngại, nội tình cán bộ quân ngũ chuyển ngành người ta chưa chắc đã chịu nói. Nghĩ một lúc, dứt khoát gọi một cuộc cho Giám đốc Sở An ninh Quốc gia đồng chí Khổng Đông Vọng, nhờ hắn âm thầm điều tra một chút về việc cán bộ quân ngũ chuyển ngành. Đặc biệt là cái vị tên là Trần Tiến Bình. Tuy nhiên, sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm bởi vì có việc làm lỡ. Cho nên, đến 9 giờ mới đến văn phòng. Còn chưa ngồi nóng chỗ, điện thoại của Cổ Hoài đã gọi đến, giọng điệu có chút tức giận, nói. Làm kiểu gì vậy hả, đồng chí Diệp Phàm, lập tức tới văn phòng của tôi một chút. Diệp Phàm giật mình, đoán chừng có việc đã xảy ra. Lập tức đi nhanh đến văn phòng của Cổ Hoài, phát hiện trong phòng khách nhỏ ở gian ngoài có 5 vị quân nhân mặc quân phục đang ngồi. Mà người ngồi bên cạnh trưởng ban Cổ Hoài lại còn là một vị thiếu tướng, những người khác, tất cả đều là quân hàm đại tá. Những đồng chí này, đều đeo một đống huân huy chương trước ngực. Diệp Phàm xem xét đã hiểu, đoán chừng là quân chuyển cán bộ đến rồi. Vị đồng chí này tên là Diệp Phàm, là phó trưởng ban tổ chức của chúng tôi. Cậu ấy phụ trách chính là ban tổ chức công tác cán bộ phòng 1. Vấn đề thu xếp việc cán bộ chuyển quân của các anh chính là do cậu ấy toàn quyền phụ trách. Cổ Hoài mở miệng liền đem phân công quản lý công tác của Diệp Phàm tách ra, hơn nữa, còn thêm chữ, toàn quyền. Tìm hắn có ích gì, trước kia chúng tôi tìm phó trưởng ban lôi hắn liền đổ lên đầu trưởng phòng Thái Hoa. Nói là trưởng phòng Thái phụ trách công tác cụ thể, hắn chỉ là phân công quản lý phòng 1 mà thôi. Công tác cụ thể phải tìm đồng chí đi làm cụ thể. Trần Tiến Bình nghiêng nhìn Diệp Phàm, phát hiện là một người trẻ tuổi, hơi sững sờ, một chút kinh ngạc hiện trên mặt. Bị tuổi trẻ của Diệp Phàm làm chấn động, lập tức, mặt âm trầm lại, thằng cha này hình như bị chọc trúng chỗ đau, rõ ràng vểnh chân lên bắt chéo, vẻ mặt khinh thường nói. Anh là tướng quân Trần Tiến Bình à? Diệp Phàm không tức giận chút nào, cười hỏi. Cậu làm sao biết tôi? Trần Tiến Bình có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Vốn chuyện cán bộ phòng 1 này là do phó trưởng ban Lôi Nhất Hưng phụ trách, hôm qua mới phân vào tay tôi. Ngày hôm qua tôi lập tức triệu tập đồng chí trong phòng mở cuộc họp ngắn, trên hội nghị lúc ấy phụ trách công tác quân chuyển trong phòng là đồng chí Đặng Vân đã báo cáo công tác vấn đề của các anh. Lúc ấy trưởng phòng Thái Hoa cũng có giải thích, về việc này tôi đã chỉ thị hai người bọn họ cùng làm, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ giải quyết hết nỗi lo về sau của 60 sĩ quan, hai người bọn họ cũng gật đầu. Cho nên... Việc này nếu như Trần Tướng Quân có yêu cầu gì cụ thể thì tốt nhất tìm trưởng phòng Thái với phó trưởng phòng Đặng bàn bạc đi. Trưởng ban Cổ là thường vụ tỉnh ủy bên kia còn có nhiều chuyện lớn phải làm. Mà chuyện nội bộ cũng không ít, cho nên, có thể hay không? Diệp Phàm vừa nói đến chỗ này, Trần Tiến Bình tức giận, đập chén trà lên bàn, bực bội nói. Các anh thì giỏi kéo dài rồi, tôi bị các anh ngâm suốt 2 năm. Tốt xấu tôi ở trong quân đội cũng là quân trưởng tập đoàn quân số 7 quân khu Việt Châu, là quân trưởng thực chức. Không ngờ bị thương phải chuyển ngành thì chính quyền địa phương các anh lại có thái độ này. Ngày này kéo dài sang ngày khác, thực đem Trần Tiến Bình tôi làm cái rẻ rách tiện tay ném chỗ nào cũng được có phải không? 2 năm, chuyện của tôi còn xa sút thực sự. Tôi yêu cầu không cao, chỉ là muốn vào đơn vị nào đó ở chính quyền tỉnh công tác mà thôi. Tôi ở trong quân đội là quân hàm thiếu tướng,
các anh cho tôi một vị trí cấp phó sở không được sao? Thế nhưng các anh, phó trưởng ban Lôi bị tôi ép, chỉ thị trưởng phòng Thái Thu xếp cho tôi một vị trí trưởng phòng. Chẳng lẽ quân hàm thiếu tướng trong quân đội chúng tôi lại thành cải thối mà chỗ nào cũng nhặt được? Tư lệnh Vu Thăng là thiếu tướng, hắn còn là thường vụ tỉnh ủy. Theo như cấp bậc chức vị của ông ta, ít nhất cũng ngang với cán bộ cấp phó bộ. Mà tôi yêu cầu một vị trí cấp phó sở, chính là theo như điều lệ chuyển quân dù thu xếp thế nào thì yêu cầu một vị trí cấp phó sở cũng đâu có quá đáng. Trưởng phòng Thái với trưởng phòng Đặng kia càng không phải là người, nhìn thấy tôi liền dở giọng, không để ý đến. Lần trước, rõ ràng còn gọi người đuổi chúng tôi đi. Nếu trêu tức tôi trong quân đội lúc nóng này, đã rút súng ra cho một nhát rồi, hừ. Chẳng qua, Trần tướng quân đã quên ông ta hiện tại đã không có súng. Trần tướng quân, có lẽ là tạm thời chính quyền tỉnh không có vị trí cấp phó sở thích hợp với ông. Cho nên, việc này gác lại đã. Phòng một ban tổ chức cán bộ sẽ mau chóng nghĩ ra một biện pháp thích đáng cho các vị. Diệp Phàm nói khách sáo xong còn nghĩ kéo dài thêm một chút. Loại chuyện như này, 2 năm còn không làm xong, độ khó trong đó có thể nghĩ là biết, trong đó khẳng định có nguyên nhân lớn. Mẹ kiếp, 2 năm, tôi thấy chính quyền tỉnh hoán đổi đám cán bộ cấp phó sở đi, không có 10 mấy cái cũng có 20-30 vị trí hoán đổi, vì sao không thể sắp xếp cho tôi vào. Tuổi tương đương, tôi còn từng được chủ tịch tự mình tiếp kiến, cái quân hàm thiếu tướng này, ta là dùng một chân đổi lấy. Các anh xem, cái chân này của tôi, có thể đi đường bình thường. Chẳng lẽ tàn tật là phế vật hả? Hơn nữa, tôi còn không phải cái phế vật, đi đường có thể đi, công tác bình thường, chỉ cần là công việc không phải khiêng mấy trăm cân thì vẫn có thể làm. Chẳng lẽ công việc ngồi phòng làm việc tôi không thể đảm nhiệm à? Trần Tiến Bình tương đối xúc động. Chương 1340, châu chấu chôn cùng. Lúc này, trong số mấy đại tá còn lại cũng có một người nói ra. Đừng nói quân nhân chúng tôi thế nào rồi, kỳ thật, chúng ta nhẫn nại đủ lắm rồi. Một đám cùng chuyển nghề với tôi đã sớm được sắp xếp vào một thành phố nào đấy đảm nhiệm cấp trưởng phòng rồi. Mà tôi bây giờ còn sót lại. Nhà cũng không biết chuyển đi đâu, đơn vị không trở lại được. Bây giờ, ngay cả con cái đến trường thì trường học cũng không nhận, nói là chúng tôi không có hộ khẩu. Chúng tôi đã công tác gian khổ mấy chục năm, bây giờ cần công việc, hưởng ứng kêu gọi của đảng, cởi quân trang là thành rác rưởi không ai cần hả? Chẳng lẽ bảo vệ quốc gia cũng sai lầm sao? Các người cả ngày ngồi phòng làm việc vỉnh chân bắt chéo. Mà chúng tôi, đổ cả mồ hôi lẫn máu. Các người nếm thử cái mùi vị này xem. Các sĩ quan còn lại cũng đều bực tức như vậy, nguyên một đám giọng vừa lớn vừa to, xa xa nghe thấy, còn tưởng có người ở văn phòng trưởng ban Cổ Hoài cãi nhau. Mà ngay cả các đồng chí phòng bảo vệ trong tòa nhà tỉnh ủy cũng bị thu hút. Được rồi, đồng chí Diệp Phàm, tôi cho cậu thời gian 1 tháng, tốt nhất là có thể trước Tết âm lịch giải quyết xong vấn đề sắp xếp cho bọn họ, kỳ hạn cuối cùng cũng không quá 3 tháng. Toàn tỉnh lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm ra vị trí nào để bố trí cho những sĩ quan đã cống hiến vì tổ quốc này? Đồng chí Diệp Phàm, làm cán bộ của đảng, chúng ta phải nghĩ tới mong muốn của quân nhân. Không thể khiến các đại tá tướng quân này vì quốc gia mà thất vọng đau khổ. Việc ủng hộ bộ đội, ủng hộ chính quyền, chỉ nói miệng không thì rất dễ, hàm nghĩa của nó cậu hiểu chưa? Cổ Hoài nhíu mày lại chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Giống như tất cả việc sai này đều ở trên đầu Diệp Phàm. Trưởng ban Cổ, việc này là trưởng phòng Thái với trưởng phòng Đặng phụ trách cụ thể. 2 năm còn không giải quyết được vấn đề, anh bảo tôi trong vòng 1 tháng giải quyết. Dù sao cũng phải cho tôi thêm thời gian chứ. Và lại, tôi tiếp nhận cán bộ phòng 1 cũng mới được mấy ngày. Những chuyện cũ này cũng không phải do tôi kéo dài thành như này. Trách nhiệm không phải ở trên người của tôi. Đương nhiên, bất kể như thế nào, tôi sẽ theo như chỉ thị của anh nói rõ ràng cho tất cả cán bộ nhân viên phòng 1, toàn lực nắm chắc công tác sắp xếp việc chuyển quân. Diệp Phàm cũng có chút bực dọc, Cổ Hoài này bày ra cho bản thân mình nhảy vào. Cho nên lời nói ra cũng có chút kiên cường. Chuyện hôm nay gác lại ở đây, giải quyết trước Tết âm lịch là tốt nhất. Thật sự không thể để quá 3 tháng, tức là sau Tết Nguyên Tiêu 2 tuần lễ. Việc này, không thay đổi nữa. Chúng ta phải ăn Tết thì những quân nhân vì nước này chẳng lẽ không ăn Tết. Nếu sau Tết Nguyên Tiêu 2 tuần còn không giải quyết được thì phải nhờ người cao minh khác. Cổ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, uy hiếp. Diệp Phàm cuối cùng là đã hiểu.
Cổ Hoài phân công mình quản lý cán bộ phòng 1, thì ra chính là vì lúc này lôi mình ra. Lão già này, căn bản là không có lòng tốt, Diệp Phàm trong lòng cũng ngầm cảnh giác, đoán chừng đồng chí Cổ Hoài biết mình là thân tín của Triệu Sương Sơn. Từ đó cũng nhìn ra, Cổ Hoài và Triệu Sương Sơn không đái chung một bô. Được, tôi phân công quản lý không sai, tuy nhiên, nếu như đồng chí làm cụ thể mà công tác không đắc lực, thì xử lý như thế nào? Trưởng ban Cổ chỉ thị tôi chấp hành vô điều kiện, tuy nhiên có vài đồng chí cán bộ phòng một lại kéo dài 2 năm, vì sao không thể thu xếp xong xuôi? Chẳng lẽ có đồng chí nào đó sẽ không phải chịu chút trách nhiệm nào sao? Công tác phải làm, có đồng chí kéo dài như vậy, đồng chí không làm nếu như vẫn còn trong phòng, tôi cho dù là có sức trời mà bên dưới không ra sức thì cũng vô dụng. Diệp Phàm hừ lạnh nói, Cổ Hoài đã yêu cầu mình phải thay đám người này. Bản thân còn khách khí nữa thì thực thành đồ vô dụng rồi. Không được thì thay người, ai không làm được thì chuyển người đó. Cổ Hoài bị Diệp Phàm bức bách liền phất tay, như một tướng quân, gật đầu. Được, tôi tin lời của trưởng ban Cổ, mọi người đang ngồi đều nghe thấy được, không được thì thay người. Diệp Phàm quay người nói với thư ký Trần Hoa của Cổ Hoài nói. Thư ký Trần phiền anh lập tức gọi trưởng phòng Thái với trưởng phòng Đặng tới đây. Thư ký Trần liếc qua Cổ Hoài, thấy ông ta khẽ gật đầu, liền làm động tác gọi điện thoại. Không lâu sau, Thái Hoa và Đặng Vân đã chạy chậm tới. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Trưởng phòng Thái, trưởng phòng Đặng vừa rồi trưởng ban Cổ đã từng nói qua. Yêu cầu phòng chúng ta phải dùng hết khả năng giải quyết vấn đề sắp xếp việc cán bộ chuyển quân trước Tết âm lịch. Thật sự không được qua ngày mồng 1. Việc này, trưởng ban Cổ đã hạ chỉ thị. Tôi hiện tại cũng cho các anh một chỉ thị. Cho các anh thời gian hơn chục ngày ở trước Tết giải quyết việc này, nhấn mạnh một chút, chính là phải giải quyết việc này trước Tết. Không làm được đương nhiên là thay người, cuối cùng những lời này là do chính miệng trưởng ban Cổ chỉ thị, tôi chỉ là truyền đạt lại. Hơn nữa, tôi sẽ tuyệt đối chấp hành chỉ thị của trưởng ban Cổ. Diệp Phàm biết Thái Hoa và Đặng Vân đều là người của Cổ Hoài, việc hôm nay nếu như không phải Cổ Hoài đem ra, đúng là Thái Hoa với Đặng Vân sẽ nghĩ do mình ngấm ngầm bày ra. Mày đã bất nhân, thì tao đương nhiên cũng bất nghĩa. Chỉ có hơn 10 ngày, nghe anh nói thì trưởng ban Cổ mới vừa nói chính là trước mồng 1, thì cũng còn một tháng nữa. Làm sao thoáng cái lại biến thành hơn 10 ngày hả? Trưởng ban Diệp, việc này cũng quá vội vàng, làm sao có thể giải quyết xong được? Thái Hoa cậy Cổ Hoài ở đây, cứng đầu cãi lại. Hừ, một tháng là thời gian trưởng ban Cổ cho tôi. Còn tôi cho các anh hơn 10 ngày. Nếu như các anh làm không được, đương nhiên, tôi phải tự mình một lần nữa tổ chức các nhân viên cán bộ hai phòng trong ban tổ chức làm việc này. Anh dù sao cũng phải cho tôi thời gian xê dịch 10 ngày phải không, đến lúc đó chuyển đi cũng đừng nói Diệp Phàm tôi không nói chuyện tình cảm. Việc này xử lý không được, chính Diệp Phàm tôi cũng phải theo lời nói của trưởng ban Cổ, tự động điều chuyển. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói, liếc nhìn mọi người, còn nói thêm. Hơn nữa, việc này tôi còn nghe nói kéo dài 2 năm, các anh nhìn xem, kéo dài nữa có ý nghĩa sao? Mau thương lượng với mấy người tướng quân Trần một chút, nhất định phải tìm được vị trí thích hợp sắp xếp cho bọn họ. Tôi tin tưởng năng lực của các anh, đương nhiên, tôi cũng tin mấy người Trần tướng quân cũng sẽ không ra giá trên trời phải không? Diệp Phàm nói đến đây nhìn lướt qua Trần Tiến Bình, người này lập tức gật đầu nói. Yêu cầu của chúng tôi tuyệt đối sẽ không quá mức, phù hợp điều lệ chuyển quân. Điểm này xin các anh yên tâm, chúng tôi không phải người lỗ mãng. Là quân nhân thiết huyết nước Cộng Hòa, chúng tôi có cốt cách của quân nhân. Thái Hoa và Đặng Vân lén lút liếc nhìn Cổ Hoài, mới hiện khuôn mặt ông chủ căn bản là không có phản ứng. Ngay lúc trong lòng hai người đang phẫn nộ, Cổ Hoài cũng cảm thấy ánh mắt của Thái Hoa, hừ nói. Còn không tiến hành đi, thật muốn nghỉ việc sao? Thời gian, đối với các anh mà nói chính là trách nhiệm. Đến lúc này, hai vị đồng chí mới biết được đã bị Cổ Hoài giở trò. Thì ra bản thân hai người giờ đã thành quân cờ để Cổ Hoài mang đi công kích Diệp Phàm. Vì đem Diệp Phàm chuyển đi, Cổ Hoài đương nhiên thà nguyện hy sinh hai quân cờ nhỏ của mình. Nghiễm nhiên, bản thân hai người chính là vật bồi táng theo Diệp Phàm mà thôi. Lúc này, Thái Hoa và Đặng Vân đúng là hối hận đến mức muốn đi đâm vào tường. Chẳng qua, gây sự vô ích, hai người mặt xám xịt. Khách sáo mời đám người Trần tướng quân đến văn phòng bên kia bàn bạc. Mấy thằng nhóc đáng thương. Diệp Phàm đi qua văn phòng phó trưởng ban Lôi,
trong lòng đang muốn nói những lời này. Phó trưởng ban Lôi còn lộ ra khuôn mặt tươi cười với Diệp Phàm bắt chuyện. Có điều, đôi mắt ưng của Diệp Phàm hiện ra cái vẻ sướng khóc khổ cười được giấu rất sâu. Trưởng ban Lôi, vấn đề cán bộ chuyển quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm cố ý hỏi. Ha ha, nói đến việc này kỳ thật cũng đơn giản. Các sĩ quan đối với việc bố trí chức vị ở địa phương không hài lòng. Nói chuyện này phức tạp cũng phức tạp, sao có thể thỏa mãn hết yêu cầu của mỗi người được. Hơn nữa, mấy người này động một chút lại lên hỏi. Nghe nói, nếu không bố trí sẽ đến tỉnh ủy kháng nghị. Đồng chí Trần Tiến Bình kia còn từng tuyên bố, muốn tới cửa quân ủy đưa yêu sách gì đó. Phiền toái thật, trưởng ban Diệp, cậu phải nắm chắc, nghe nói trưởng ban Cổ chỉ cho thời gian một tháng. Tin rằng trưởng ban Diệp mới có thể giải quyết vấn đề khó này. Nếu không giải quyết được, tin rằng trưởng ban Cổ cũng chỉ là nói chơi mà thôi, chẳng lẽ thật có thể điều chuyển cậu. Cậu là phó trưởng ban mà quốc gia bổ nhiệm, không phải, cái kia, ha ha. Lôi Nhất Hưng giả bộ vẻ mặt chân thật, nói ra. Có điều ẩn ý. Ha ha, loại chuyện này tuyệt sẽ không xảy ra. Đương nhiên, nhiệm vụ sẽ hoàn thành viên mãn. Không nhọc trưởng ban Lôi quan tâm. Diệp Phàm đáp một câu, đầu ngẩng lên, bỏ đi, biết rõ thằng cha này xem thường mình. Hoàn thành, Lôi Nhất Hưng tao rửa mắt chờ. Miệng không có dâu, không làm được việc a. Cái vũng nước chuyển quân này, sâu không thể lường, mày biết cái đếch gì. Lôi Nhất Hưng nhìn bối cảnh Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ việc cán bộ chuyển quân có nội tình ở bên trong, Lôi Nhất Hưng chắc chắn biết một ít. Có điều, muốn từ trong miệng hắn moi ra chút gì đó, dường như không có khả năng. Diệp Phàm giật mình, Lôi Nhất Hưng tuy nói nhỏ, nhưng Diệp Phàm có lỗ tai linh mẫn đã nghe được một ý mơ hồ. Hai người Thái Hoa và Đặng Vân hiện tại đúng là đặc biệt tích cực, cùng bọn người Trần Tiến Bình bàn bạc một buổi chiều. Đến lúc mặt Thái Hoa đen như bao công, mà Đặng Vân nghe nói tự mình mang theo một đám nhân viên trong phòng đi thăm hỏi chứng thực đơn vị bố trí. Tuy nhiên, nghe nói sắc mặt Đặng Vân lúc trở lại đơn vị cũng gần giống như đồng chí Thái Hoa. Hai người trốn vào văn phòng nghe nói ngay cả cơm tối cũng không ăn, tăng ca làm thêm giờ. Buổi tối hai ngày sau, trong phòng riêng ở một quán rượu nhỏ có hai đồng chí đang ngồi. Giám đốc Sở Quốc An tỉnh Việt Đông đồng chí Khổng Đông Vọng cùng Diệp Phàm cũng ly, mới lên tiếng. Việc này tôi đã điều tra, thật đúng là có chút kỳ lạ. Kỳ lạ, cán bộ chuyển quân có gì kỳ lạ hay sao? Diệp Phàm khẽ động lông mày, trong lòng tự nhủ quả nhiên có nội tình ở bên trong. Trần Tiến Bình người này đảm nhiệm chức quân trưởng tập đoàn quân số 7 quân khu Việt Đông, cũng là một nhân vật có thế lực. Hơn nữa, tuổi tác lại không lớn, năm nay không đến 45 tuổi. Nghe nói người sau lưng người này chính là Chu Thế Dã. Chu Thế Dã là ai? Người này nguyên là cấp phó ở Đại quân khu Việt Châu, vị trí tương đương với cấp phó tư lệnh có thực quyền. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, hình như xảy ra sai lầm chỉ huy lớn. Trong một lần diễn tập chết mất 5 quân nhân, Chu Thế Dã lúc đó bị quân ủy giáng chức, hiện giữ chức phó trưởng ban hậu cần quân khu Việt Châu. Làm hậu cần, mà quân hàm thiếu tướng cũng bị hạ thành đại tá. Phải nói Chu Thế Dã bị thế là do một người hiện giữ chức phó tư lệnh quân khu Việt Châu tên là Trương Thiên Minh. Người này trước kia vị trí cũng gần như Chu Thế Dã. Về sau cạnh tranh bị thất bại, Chu Thế Dã ở trong quân khu sắp xếp ở vị trí thứ hai. Trương Thiên Minh trong lòng dĩ nhiên không thoải mái. Chu Thế Dã sụp đổ, mà thủ hạ thân tín của Chu Thế Dã là Trần Tiến Bình chỉ huy tập đoàn quân số 7 lại gặp chuyện thuốc nổ trong kho đạn pháo bị nổ tung. Lúc ấy nổ chết mất hai quân nhân thủ kho, mà người phụ trách nhà kho lại do Trần Tiến Bình đề bạt lên. Việc này thật đúng là khéo phải không? Giám đốc Sở Lỗ nói đến đây ngừng lại một chút. Chương 1341, Cổ Hoài cay đắng. Có chút khéo. Diệp Phàm gật gật đầu. Bởi vì việc này Trần Tiến Bình cũng bị liên lụy. Hơn nữa, Trần Tiến Bình trước kia đã từng bị thương, đồng thời tái phát. Cuối cùng bên trên liền xử lý xuống dưới. Trần Tiến Bình cũng liền chuyển nghề. Tuy nhiên, trong đó rất lạ chính là, chức vụ quân đoàn trưởng giống như Trần Tiến Bình bình thường chuyển nghề sẽ đều được ưu đãi tốt. Là do ban tổ chức cán bộ trung ương kết hợp với địa phương sắp xếp. Tuy nhiên, Trần Tiến Bình vì từng bị xử lý. Cho nên, trực tiếp xuống cấp sư đoàn trưởng, bố trí công tác ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy các cậu. Khổng Đông Vọng trên mặt cũng có chút mơ hồ khó hiểu, nói. Anh thử nói một chút,
việc này bên trong có phải có cái gì đó không? Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu hỏi. Tôi cũng hiểu được sự tinh xảo, nếu nói có cái gì đó, thì hẳn là Trương Bình Minh động tay chân. Tuy nhiên, Trương Bình Minh nhiều nhất có thể ra oai vài cái trong quân đội, sao có khả năng quấy rầy đến việc Trần Tiến Bình không có chỗ sắp xếp? Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao lại làm như vậy, đó rõ ràng là bắt nạt Trần Tiến Bình. Vẫn đem người khác kéo xuống, bọn họ là muốn kéo Trần Tiến Bình xuống. Khổng Đông Vọng thở dài, có chút thương xót. Trương Bình Minh đúng là ở trong quân đội như vậy, chẳng lẽ người ta sẽ không có bạn bè trong ban tổ chức cán bộ sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Đúng rồi, sao tôi lại chỉ nghĩ thẳng đến quân đội? Xem ra, ân oán của Trương Bình Minh với Trần Tiến Bình không phải nhẹ. Nếu không, nếu sẽ không ép Trần Tiến Bình đến mức chuyển nghề còn muốn lọt vào đập thạch hạ. Việc này người bình thường cũng không dễ làm, người Trung Quốc chúng ta luôn luôn tôn trọng chính là tìm chỗ khoan dung độ lượng mà thôi. Khổng Đồng Vọng nói. Không chắc chắn, có khi, đánh rắn bất ngờ bị nó cắn. Chu Thế Dã tuy nói hiện tại bị cách chức, nhưng cũng không chắc không thể đông sơn tái khởi. Trương Bình Minh lo ngại như bình thường, mà tôi nghi ngờ Trần Tiến Bình có phải là đã tham gia vào việc tranh giành quyền lực giữa Chu Thế Dã và Trương Bình Minh. Ví dụ như vài năm trước hai người tranh nhau vị trí ở quân khu. Nếu Trần Tiến Bình là người làm chủ lực làm Trương Bình Minh thất bại, Trương Bình Minh không thể buông tha đánh Trần Tiến Bình ác liệt đến cùng, việc này còn có cách nói. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút nói. Cũng có lý, đổi lại là tôi, phỏng chừng cũng sẽ không làm y sống dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tại chuyển nghề là một vấn đề. Bất luận là thế nào, dù sao cũng phải sắp xếp vị trí trước cho Trần Tiến Bình mới đúng. Tôi nghĩ, có lẽ không lâu sẽ có người sau lưng chào hỏi cậu. Khổng Đồng Vọng phân tích. Hả ha! Diệp Phàm thản nhiên cười cười, trong đầu đã có bước đối phó thi thố. Nếu Cổ Hoài muốn ép mình, sao mình không nhân cơ hội này bắt Cổ Hoài xử lý hai nhân viên cấp dưới Thái Hoa và Đặng Vân? Bởi vì, Cổ Hoài đã lên tiếng, biện pháp này hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, mượn cơ hội này tạo uy tín cho chính mình ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu không, để cho người khác nghĩ là mình là loại đớn hèn dễ bắt nạt cũng không tốt. Người lương thiện bị bắt nạt. Ngựa hiền bị người ta cưỡi, mình lên tiếng cũng là giữ đúng con đường đi của mình. Muốn sau việc này, Lôi Nhất Hưng cũng không dám mịt mờ châm chọc chính mình. Nhìn thái độ của Triệu Sương Sơn, chính mình cũng nên lên tiếng mới đúng. Nếu không đạt được gì ở ban tổ chức cán bộ, Triệu Sương Sơn đương nhiên thất vọng, việc đề bạt của mình sau này sẽ nhiều khó khăn. Ở Việt Đông này, Triệu Sương Sơn tuy nói không thể một bàn tay che trời, tuy nhiên, muốn đùa giỡn với một phó trưởng ban nhỏ như mình thì không cần phí nhiều sức lực. Trước mắt mà nói, chỉ có thể đi theo bước chân nhà họ Triệu. Đương nhiên, Diệp Phàm có niềm tin vào chính mình, chỉ có điều tạm thời thích nghi thôi. Lui một bước trời cao biển rộng. Ngày 1 tháng 9 năm 2000, Diệp Phàm vừa mới bước vào văn phòng, Thái Hoa và Đặng Vân vẻ mặt nghiêm trọng bước vào, trên tay Đặng Vân còn cầm một gói văn kiện lớn. Phó trưởng ban Diệp. Chúng tôi đã cố hết sức, hơn chục quân nhân đã sắp xếp biên chế một nửa, bọn họ đều rất hài lòng. Tuy nhiên, còn lại một nửa với sự cầm đầu của Trần Tiến Bình, không đồng ý. Thái Hoa ngồi không yên, dáng vẻ hơi đáng thương đứng ở đó, giống như một người học trò đã làm sai chuyện gì đứng trước thầy giáo chuẩn bị nhận sự trừng phạt. Hoàn toàn không có tư thế của nhân vật số một phòng cán bộ một. Vẻ mặt giống như cho tàn, sau vài ngày tóc cũng bạc đi một ít. Càng ngày càng gần đến Tết âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa, đến lúc đó nếu thật sự không xử lý được, phỏng chừng Diệp Phàm sẽ xử lý hai người. Mà chuyện này Cổ Hoài đã nói, hai người là người chịu tội thay đã định rồi. Mà Cổ Hoài cho Diệp Phàm 10 ngày nữa, nếu không làm xong, Diệp Phàm cũng giống như hai người mình. Cho nên, ba người thật ra cùng thuyền, Thái Hoa và Đặng Vân đều tin rằng, Diệp Phàm lúc này chắc cũng đang nóng mông ngồi không yên. Vấn đề 2 năm không giải quyết được, chẳng lẽ hơn 10 ngày Diệp Phàm có thể giải quyết? Chuyện nghìn lẻ một đêm thôi. Hơn nữa, việc này nếu là Cổ Hoài mượn người nào đó thì muốn giải quyết cũng khó. Có người cố ý ngăn cản, hai đồng chí dường như đã thấy mình nhận được kết cục đáng buồn. Có phải là không có vị trí không? Tướng quân Trần chẳng qua muốn một vị trí cấp phó giám đốc sở, chẳng lẽ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân lớn như vậy, một vị trí cấp phó giám đốc sở cũng không tìm ra được. Diệp Phàm cũng không bảo hai người ngồi, để cho bọn họ đứng một chút sẽ nói sau.
thật đúng là vị trí không nhiều lắm, có một vị trí phó giám đốc sở tướng quân Trần không hài lòng, nói là chỗ gầm cầu, không coi là vị trí phó giám đốc sở chính thức. Ví dụ như phó hiệu trưởng đại học tỉnh chính là vị trí cấp phó giám đốc sở. Hơn nữa, ngay cả việc này chúng tôi cũng sắp xếp tốt. Điều chỉnh cán bộ trường học không phải là chỗ chúng tôi phụ trách, nếu thật muốn sắp xếp, còn phải liên quan đến các phòng sắp xếp khác mới được. Vẻ mặt Đặng Vân khó chịu nói. Người ta không muốn đi còn muốn sắp xếp cái gì? Sẽ tìm, tiếp tục tìm, nhất định phải sắp xếp ổn thỏa việc này trước Tết Dương Lịch. Diệp Phàm hừ nói quét mắt nhìn hai đồng chí một cái nói. Buổi chiều tôi đi Hải Châu, hai ngày nữa sẽ khai mạc giải thi đấu thuyền rồng, chuyện ở đây để trưởng phòng Thái phụ trách. Hy vọng khi tôi trở về các anh đã giải quyết xong vấn đề chế độ biên chế. Trưởng ban Diệp, việc này anh tự mình giải quyết sẽ tốt hơn. Chúng tôi đã cố hết sức, và lại, việc này cũng là anh có trách nhiệm, anh là nhân vật số một của phòng cán bộ một. Đến lúc đó cây gậy của trưởng ban cố sẽ đánh xuống ba người chúng ta. Thái Hòa rốt cuộc không kìm nổi, liên quan đến tiền đồ đại sự của mình, còn có thể không vội. Mũ trưởng phòng trên đầu có thể bay chỉ có 7 ngày thời gian. Cho nên, tất nhiên muốn đem Diệp Phàm cột chung vào một con thuyền. Vị trí nhân vật số 1 cũng nói ra, y thật sự là trơ tráo hết sức. Hừ, chẳng lẽ tôi có thể phân thân, biến thành hai Diệp Phàm được? Nếu không, các anh đi chỉ huy đại hội thi đấu thuyền rồng, tôi làm việc sắp xếp công tác cho các quân nhân chuyển ngành. Việc này, chúng tôi làm không được. Đặng Vân vẻ mặt u ám nói. Việc này làm không được hay chưa làm, ban tổ chức cán bộ dưỡng các anh làm gì? Không cần phải nói, làm được thì làm, không làm được thì đi nơi khác, đây là trưởng ban cổ nói. Diệp Phàm vung tay lên, giống như đuổi ruồi bỏ đuổi hai người. Đối với những tên ngấm ngầm đánh lén mình, hiện tại Diệp Phàm cũng kiên cường lên không thể nương tay. Hừ, chúng tôi mà chuyển đi trước một bước, cậu cũng không ở lại được vài ngày. Thái Hoa tức giận, miệng không chút run sợ. Hừ một tiếng, lôi kéo Đặng Vân đi ra ngoài. Không ra cái gì cả. Thái Hòa vứt túi văn kiện trên bàn làm việc, miệng quát lên. Chú Thái, chúng ta đều bị lão già tính kế, giật dây quân nhân gây rối chúng ta, lão già kia không liên quan một chút nào. Vốn muốn nhân cơ hội này đánh ngã Diệp Phàm, không thể ngờ là đem tảng đá đập vào chân chính mình. Phó trưởng phòng Đặng Vân có chút không cam lòng, hối hận muốn giơ chân. Đập chân chính mình. Phải đập cũng phải đem Diệp Phàm đánh ngã trước mới được. Lần này là Cổ Hoài Hạ quyết tâm, thi đấu cùng Triệu Sương Sơn và Quản Nhất Minh, thật sự, Diệp Phàm cũng chỉ là vật hy sinh đáng thương. Cổ Hoài định lấy Diệp Phàm, chuyện lần này, tôi và cậu đều không qua được ngưỡng này. Diệp Phàm cũng thế, vừa mới bước vào ban tổ chức cán bộ liền lọt vào thế đả kích, mặc dù là Cổ Hoài không báo cáo về công việc của hắn, chính hắn sẽ không có mặt mũi ở ban tổ chức cán bộ. Cổ Hoài tính toán rất tốt, đuổi sói nuốt hổ. Chúng ta chẳng qua chỉ là hai thất lang, vốn có Cổ Hoài trợ giúp nuốt Diệp Phàm không thành vấn đề. Không thể tưởng tượng được Cổ Hoài từ bỏ hai chúng ta. Thái Hòa so với Đặng Vân đầu óc sáng suốt hơn, nhìn xa trông rộng. Chẳng lẽ chúng ta thực trở thành vật hy sinh, chúng ta giúp Cổ Hoài cùng Lôi Nhất Hưng đấu nửa năm. Phòng cán bộ một Cổ Hoài luôn luôn nắm trong tay, không có công lao cũng có lao động. Trưởng ban cổ dù sao cũng phải sắp xếp cho chúng ta một nơi tốt. Không thể ở phòng cán bộ một này, còn có nhiều phòng khác đúng không? Đặng Vân còn ôm một tia ảo tưởng. Phòng đương nhiên là có, làm bảo vệ cậu có đi không? Phòng cán bộ lão thành hầu hạ các lão thành cậu có đi hay không? Ngày ngày hầu hạ hết lãnh đạo về nghỉ hưu ở tỉnh này còn nghe bọn họ hạch sách, cậu có đi không? Thái Hoa cười lạnh một tiếng, cảm thấy thằng cháu này có chút nhu nhược. Chỗ đó, tất cả đều là đồ bỏ đi. Chúng ta từ phòng cán bộ một đi ra, về sau đi ra ngoài làm sao có thể gặp người khác. Đặng Vân đến mặt cũng đỏ lên. Gặp người, chúng ta hiện tại cũng sắp biến thành quỷ, cậu còn muốn ăn ở kiếp sau. Thái Hòa hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, chú Thái, phòng nhân sự không phải còn thiếu một lãnh đạo sao? Trưởng phòng Chu Lệ Dung 2 tháng trước đã được điều đi rồi. Không bằng thử sớm một chút, phòng nhân sự không tồi. So với bảo vệ hay phòng cán bộ lão thành đỡ hơn một chút. Đặng Vân ngược lại nghĩ cho y một vị trí. Tiểu Đặng, cậu nghĩ quá ngây thơ rồi. Chúng ta đã không có đường để đi, mặc dù là chống ra 7-8 chức trưởng phòng cũng không đến lân chúng ta đâu. Thái Hòa thở dài một tiếng tức giận.
việc này, tôi có chút không hiểu. Đã có vị trí chống chúng ta đều có cơ hội, sao không có? Đăng Vân nhăn nhăn mũi hỏi. Nói cậu là heo đầu đất thật đúng là óc heo, không phải cậu vừa nói sao? Chúng ta là hai con tốt trong tay Cổ Hoài, tốt không hy sinh thì tướng quân Diệp Phàm sao có thể hy sinh? Nếu chuyển chúng ta đến một nơi khác, thì Diệp Phàm tiến đi nơi khác cũng có lý do. Cho nên, vì chuyển Diệp Phàm, chúng ta chính là vật chôn theo. Biết không, là vật chôn theo Diệp Phàm, đồ chó Cổ Hoài, không chết tử tế được. Thái Hoa Văng Tục, chương 1342, biện pháp xấu xa của ai đó. Có lẽ nhanh chóng thương lượng với Trần Tiến Bình một chút, dù sao vẫn tốt hơn ngồi chờ chết. Nếu không, chúng ta cứ nhờ Phượng Quốc Hưng đi, tin rằng với năng lực của nhà họ Phượng, Cổ Hoài cũng phải kiêng nể. Đặng Vân đột nhiên có vẻ hận nói. Đầu đất, Phượng Quốc Hưng nhận chúng ta sao? Phượng Bảo Sơn đã sắp nghỉ hưu, nhà họ Phượng lo thân còn chưa cong, nào có rảnh đi lo cho chúng ta. Và lại nhà họ Phượng xem ra cũng khó có thể trở lại huy hoàng như thời xưa. Mau sắp xếp lại tài liệu, đây là đường ra duy nhất. Thái Hoa mắng một câu, hai người vội vàng sửa sang lại tư liệu. Buổi sáng, ngày 31 tháng 1, Diệp Phàm tới Hải Châu. Đầu tiên là triệu tập các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo có liên quan, đương nhiên, cũng đưa ra một số chỉ thị, toàn nói chuyện công tác an toàn. Khách mời thế nào, mời những người gì? Diệp Phàm nhìn người phụ trách Trương Lâm Hoa một cái. Tất cả các lãnh đạo tỉnh ủy và nhân vật số 1 cấp sở, cấp cục chúng tôi đều gửi giấy mời, đương nhiên, còn bao gồm nhân vật số 1 của các thành phố, cùng với lãnh đạo ban tổ chức của các thành phố. Bên phía ban tổ chức cán bộ chúng tôi cũng gửi giấy mời, tuy nhiên, nghe họ nói gần cuối năm không rảnh để đến. Bảo chúng tôi tự mình tổ chức tốt, quan tâm đến công tác an toàn là được. Trương Lâm Hoa nói, nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Còn 5 thành phố có vận động viên và cổ động viên chúng tôi đã thống kê, chắc mỗi thành phố chấn mang đến không đến 1.000 người, đây là đăng ký trong danh sách, tôi đoán bọn họ có thể đến nhiều người hơn. Chắc người ở thành phố Kim Mã sẽ đến vài nghìn người, việc này không thể thống kê. Sân bãi chứa được bao nhiêu? Nhất định phải sắp xếp tốt. Nói với đồng chí phụ trách bên Kim Mã một chút, cục công an tất cả phải đúng thời gian. Mặt khác, tôi đã nói qua với đội trưởng Vương Triều của Sở Công an, chiều nay anh ta sẽ mang đến 2 chi đội cảnh sát, ngoài ra cảnh sát có vũ trang bên kia cũng đến 2 chi đội. Sở Cảnh sát tỉnh là việc chính. Cục Công an thành phố Kim Mã phụ trách phối hợp bảo vệ và duy trì trật tự. Nhất định phải bảo đảm an toàn, không thể bị thương một người, không thể. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh, nhìn mọi người, nói thêm. Lãnh đạo tỉnh ủy sẽ đến nhiều hay ít? Việc này không thể xác định, lúc gửi giấy mời họ đều trả lời nếu rảnh sẽ đến. Trương Lâm Hoa mặt gặp nạn. Ngược lại thật khó có thể xác định, có rảnh sẽ tới không thì thôi. Diệp Phàm tự nói một câu, khoát tay áo nói. Thôi vậy, mặc kệ tới hay không, nên sắp xếp thế nào thì phải sắp xếp cho tốt. Còn nữa, các anh đem một số giấy mời còn trống đến cho tôi. Mặt khác lập tức triệu tập người phụ trách của 5 thành phố đến họp thông báo quy tắc trận đấu. Không lâu sau, bí thư thành ủy toàn bộ 5 thành phố đến rồi. Khi Trương Lâm Hoa vừa mới tuyên bố quy tắc hoàn toàn xong, mọi người lập tức xôn xao. Bí thư các thành phố đều nói. Trưởng ban Diệp, 5 đơn vị khác tổ chức đại hội thi đấu thuyền rồng cũng không như thế. Thuyền rồng trong đại hội thi đấu sao có thể cho xuống nước, nếu xảy ra vấn đề liên quan đến an toàn thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, trách nhiệm an toàn nặng như núi Thái Sơn. Nói trắng ra là, lãnh đạo chúng ta sợ nhất gặp chuyện không may về an toàn. Làm cho dù tốt, thì không may gặp chuyện không an toàn thì chính là phiền toái lớn nhất. Nhẹ thì phạt nặng, nặng thì mất mũ, mất chén cơm cũng không phải nói chơi. Trận đấu thuyền rồng quan trọng ở thuyền rồng, sao có thể làm, còn có thể xuống nước, việc này biến thành cái gì, còn không giống đại hội thi đấu thuyền rồng. Bí thư thành phố Kim Mã Chu Tiềm thiếu chút nữa hét lên. Ừ, bây giờ đang là mùa đông, nếu người chết đuối thì làm sao bây giờ? Bí thư thành phố Xuân Dương Cao Lâm là người có Cổ Hoài chống sau lưng, nói chuyện không khách khí. Cuối cùng, bí thư thành phố Ngư Đồng và bí thư thị xã Thiên Đông Phí Thủy Đông xem ra là nghĩ cùng ở thành phố Ngư Đồng với Diệp Phàm nên không nói gì, những đồng chí khác đều có chút tức giận bất bình. Đương nhiên, vì toàn người có người đỡ sau lưng,
thấy Diệp Phàm mặt non, một đám đều có chút không phục. Căn bản là không đối đãi với Diệp Phàm như một phó trưởng ban. Bộp, bộp, hai tiếng vỗ tay xuống mặt bàn, mấy người bí thư trong hội trường nhìn thấy Diệp Phàm như vậy lập tức không dám nói gì. Là các anh tổ chức hoạt động hay là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức hoạt động, các anh xem, một đám người không có chút tổ chức kỷ luật. An toàn, chẳng lẽ tôi không lo lắng an toàn sao? Việc đó, chúng ta đều nghĩ đến, không cần các anh lo lắng. Còn nữa, nếu có ai thấy không hài lòng có thể lập tức rời khỏi đây, đây là đại hội thi đấu thuyền dòng, không bắt buộc các anh phải tham gia. Diệp Phàm giơ tay đập nhẹ trên bàn hai cái, nhìn mọi người một cái nói. Việc này cứ quyết định như vậy. Đừng nói với tôi là các anh đã chọn ra đội viên thuyền rồng sẽ không bơi lội chứ. Lần này tổ chức hoạt động, chúng ta vì sao chọn địa điểm này, chính là bởi vì nơi này nước cạn. Toàn bộ ngã xuống cũng ngập không chết người. Các anh nói xem, nước sâu 1,5 mét có thể làm chết đuối đội viên thuyền rồng sao? Vừa rồi chủ nhiệm Trương Lâm Hoa đã thông báo cho tôi về chiều cao của các vận động viên thấp nhất cũng 1,8 mét. Cao 1,8 mét bị mức nước sâu 1,5 mét làm cho chết đuối, đó thật sự trở thành trò cười lớn cho thiên hạ. Còn buồn cười, có ai muốn rời đi, nếu rời đi thì đến chỗ chủ nhiệm Lâm để thông báo. Quả thật không muốn nói, đội dự thi phải theo các quy định chung đã được đặt ra. Thái độ giống như các anh thì Thế vận hội Olympic sẽ không tổ chức được. Lập tức, năm đồng chí ở đây đều không nói gì. Vài người ban đầu muốn bắt nạt Diệp Phàm không biết tình hình, không thể tưởng được trong lòng Diệp Phàm sáng như gương, cái gì đều biết. Không lâu sau, năm vị đồng chí đều rời khỏi trở lại nơi nghỉ liền triệu tập đội viên bàn bạc đối sách. Đây đương nhiên là chủ ý thúi của Diệp Phàm, nếu với nãm nghĩ ời này bí thí Triệu Xí Óng Xõn thều không hài lòng. Diệp Phàm đã nghĩ đến loạn quyền đánh chết sư phụ già. Tốt nhất là khuấy đục nước, cuối cùng, năm đội thì năm đội phạm quy bị loại. Không có người thắng, cũng không có kẻ bại. Giải thích tốt với Triệu Sương Sơn, cũng giải thích tốt với người đứng sau lưng của năm người. Ít nhất biện pháp này với Diệp Phàm mà nói vẫn là tốt. Phải biết rằng, bất luận làm như thế nào cũng đắc tội với người. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Hoạt động có thể quyết định mũ cán bộ như thế này, theo lẽ thường mà nói đã có người đến chỗ mình để vận động bên ngoài. Ban đầu biết vậy, Diệp Phàm đã làm tốt tắt máy chuẩn bị. Không nghĩ vài ngày trôi qua, không ngờ không có ai đến van xin đi cửa sau hộ. Điểm này có vẻ không bình thường. Sự khác thường tất có vấn đề, Diệp Phàm sau khi suy nghĩ mới hiểu. Xem ra, đại hội thi đấu thuyền rồng lần này chính là một trò đùa của lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu muốn chơi, vậy theo chân bọn họ chơi tốt, bởi vậy, biện pháp này còn khá vừa phải, Diệp Phàm phải vắt hết óc mới nghĩ ra như vậy, một ý tồi đến, cũng thật là sự tính toán chu toàn. Cho nên, cũng có quy định nghiêm khắc về phạm quy. Đương nhiên, phương án Diệp Phàm muốn làm không đến nửa tiếng sau rơi vào tai các vị lãnh đạo. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai vẻ mặt khó hiểu, ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà. Ha ha, chuyện lần này chính tôi cũng không đoán ra hắn làm gì. Người thanh niên ý đồ xấu thật không ít. Triệu Sương Sơn trong giọng nói không ngờ có ý khen ngợi, việc này khiến Lỗ Đông Lai khá khiếp sợ, nghe giọng này của Triệu Sương Sơn cũng khá là khó. Bí thư Triệu, phỏng chừng Lão Uông và Lão Quản sẽ tức giận đến phun huyết. Lỗ Đông Lai thản nhiên cười nói. Việc này không rõ ràng lắm, việc đó phải hỏi Chủ tịch tỉnh Uông và Bí thư Quản, ha ha ha. Triệu Sương Sơn mỉm cười sang sảng. Bí thư Triệu, chung kết đại hội thi đấu thuyền rồng xem ra cũng là lúc xác định các vị trí quan trọng đi. Lỗ Đông Lai hơi có vẻ lo lắng. Gần như thế, cuối năm giải quyết trước đi. Nếu không, khiến các vị cán bộ nhiều năm quá không tốt. Vẫn Huyền Tâm sao có thể công tác tốt. Mỗi ngày chạy quan muốn quan, công tác tất nhiên sẽ không có sức mạnh. Chính trực cửa ải cuối năm, hết thảy cầu ổn. Triệu Sương Sơn thản nhiên gật đầu. Bí thư Triệu, tôi xem người ta sẽ đem tính toán trên đầu anh. Lỗ Đông Lai lại nói, không ngờ như cười như không. Ha ha, tính thì tính, chỉ cần sắp xếp nhân sự có thể thuận lợi tiến hành, tôi nợ bao nhiêu đều không vấn đề. Tuy nhiên, người này cũng khá lợi hại, như thế nào có thể nghĩ ra chủ ý xấu này. Triệu Sương Sơn cũng có chút khâm phục. Thật sự không phải anh bày mưu đặt kế. Lỗ Đông Lai có chút kinh ngạc.
Lão Lỗ tôi là loại người như vậy sao? Việc này mọi người không phải đã bàn bạc, ai giữ nguyên ai bị loại. Lại nói tiếp một hồi trò chơi quan trường, lại nói tiếp cũng là kiểm tra một chút năng lực các vị cán bộ tổ chức lãnh đạo trò chơi. Triệu Sương Sơn nói chuyện, nhìn Lỗ Đông Lai cười nói. Anh thấy không, tất cả mọi người không hành động chứng minh tất cả mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi. Việc này, không có tường nào ngăn được gió lùa qua. Người phá quy tắc trò chơi phải bị loại, quản nhất minh chỉ thị Ngưu Sâm ngấm ngầm ám chỉ Diệp Phàm. Đã cho tôi là lão hồ đồ có phải không? Còn nữa, đồng chí Cổ Hoài ở ban tổ chức cán bộ không có ứng cử viên vừa ý đều mở tiệc trên mặt. Hắn cho rằng không lên tiếng diễn trò cá biệt, tránh văn phòng đưa tài liệu cho Cao Lâm bày đặt thế nào có phải hay không, hừ. Cổ Hoài quá vô sỉ, tài liệu Cao Lâm đã thảo luận từ trước ở ban tổ chức cán bộ, rõ ràng hội nghị lần này không phải thảo luận chuyện của Cao Lâm cũng sai người đưa tài liệu của Cao Lâm đồng đến, ngốc cũng có thể hiểu được dụng ý. Tuy nhiên hình như Diệp Phàm không để ý đến y. Lỗ Đông Lai không khỏi mắng. Không để ý đến y nên hắn ngày ngày vất vả gần đây không phải là chuyện chế độ cho người ra quân náo loạn sao. Triệu Sương Sơn thản nhiên nói, trong lòng dường như rõ ràng. Đối với chuyện xảy ra nổi bật, Triệu Sương Sơn đương nhiên chú ý. Việc này phó trưởng ban Diệp khó vượt qua, bí thư Triệu, đến lúc đó nếu không kéo hắn một phen. Lỗ Đông Lai nói, lần này chế độ người ra quân có vấn đề, một tháng muốn giải quyết cũng khó khăn. Đổi lại người ta cũng không khác gì, một phó trưởng ban như Diệp Phàm hai năm giải quyết vấn đề này cũng khó, là có chút làm khó hắn. Tuy nhiên, muốn nói kéo hay không kéo hắn, tôi muốn xem hắn lần này thể hiện ở đại hội thi đấu thuyền rồng, hừ. Triệu Sương Sơn đột nhiên kiềm chế ý cười vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, nếu hắn có thể lĩnh hội ý tứ của bí thư Triệu chúng ta liền kéo hắn một phen. Nếu một chút ý tứ của lãnh đạo đều không lĩnh hội được, thì loại A đầu này kéo cũng vô dụng. Lỗ Đông Lai đương nhiên hết thảy hành động đều nhìn ánh mắt Triệu Sương Sơn. Bởi vì mũ y chính là nhà họ Triệu nhấc lên, không có nhà họ Triệu, Lỗ Đông Lai không có mũ ủy viên thường vụ này. Chương 1343, lãnh đạo tập trung. Đến lúc đó, tôi lo lắng sẽ hỏng. Ban đầu Chu Tiềm đã chuẩn bị tốt, bỗng chốc mọi kế hoạch đều bị rối tung. Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh vẻ mặt khó chịu nhìn quản nhất minh một cái. Năm đội tổng cộng có 15 con thuyền rồng, nếu loạn lên thì thật sự chẳng khác nào nồi cháo. Đến lúc đó đỏ mắt thì ai còn lo được anh, muốn ra hiệu với Chu Tiềm còn có chút khó khăn. Quản nhất minh bình tĩnh lại, nhìn mông lung ra xa. Bí thư quản, anh nói xem đây là lão Triệu bày mưu đặt kế ở sau lưng phải không? Nếu không, tên họ Diệp trẻ con kia làm gì nghĩ ra ý tồi này chứ? Thủ đoạn này tài giỏi thật sự, chẳng những giao hết nợ, hơn nữa đều có thể giải thích một chút với tất cả các bên có lợi ích liên quan. Mọi việc đều thuận lợi. Chu Phương Ninh không khỏi khen một câu. Triệu Sương Sơn, việc này không thể khẳng định, nhiều chuyện là của ông ấy, quy tắc này do ông ấy định ra, ông ấy phá hỏng, mọi người sẽ thế nào. Tuy nhiên, chuyện lần này, không giống phong cách của Triệu Sương Sơn. Xem ra là có cao nhân khác chỉ điểm. Quản nhất minh trầm ngâm một hồi mới nói. Cao nhân, còn có ai? Chu Phương Minh có chút không hiểu. Có quỷ mới biết được. Quản nhất minh tức giận, hừ nói, nhìn Chu Phương Minh một cái, đột nhiên mỉm cười nói, bất luận là thế nào, trận đấu lần này chỉ cần có một nhà vượt lên một chút, tuy nói chưa chắc là Chu Tiềm nhưng cũng đại diện cho thất bại của lão Triệu. Ha ha, dù thế nào, lão Triệu thất bại là tất nhiên. Quản nhất minh nói như vậy. Chu Phương Minh đương nhiều chưa chắn đã hiểu. Bởi vì, y thầm nghĩ cháu Chu Tiềm có năng lực, những không khác y không lo, cho nên suy nghĩ của hai người không giống nhau. Cùng lúc đó, Cổ Hoài cũng lẩm bẩm. Rốt cuộc, ai là người cho hắn chủ ý này? Quay sang thư ký hừ nói. Lập tức chuyển điện thoại đến Diệp Phàm cho tôi, làm bừa bãi. Diệp Phàm, nghe nói cậu. Cổ Hoài nói lại chuyện nghe được. Đúng là như vậy. Vì cần giữ bí mật, vả lại, mấy ngày nay nhiều việc, mới đi họp từ Bắc Kinh trở về nên tôi không báo cáo với anh. Rất xin lỗi trưởng ban Cổ, tôi hiện tại báo cáo cụ thể với anh về vấn đề quy tắc thi đấu. Diệp Phàm bình tĩnh nói, biết Cổ Hoài gọi đến để hỏi tội. Xem ra là muốn làm hỏng quy định về trò chơi do mình đưa ra. Đã báo cáo với phó trưởng ban Phượng rồi sao? Giọng Cổ Hoài kéo dài hỏi. Đã báo cáo. Nhưng trưởng ban Phượng nghe xong khoát tay áo nói,
đại hội thi đấu thuyền rồng là do tôi toàn quyền phụ trách, muốn làm như thế nào các đồng chí tự quyết định, chỉ cần chú ý an toàn là được. Diệp Phàm nói, hừ, cậu còn biết vấn đề an toàn, các cậu định ra quy tắc, gây ra bao nhiêu lời bàn tán. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Đây là mùa đông, bị ngã xuống nước, đừng nói là chết đuối mà nếu có người bị thương, chết rét thì đơn vị đăng cai như chúng ta cũng có trách nhiệm. Đến lúc đó, còn có hơn 10.000 nhân dân đứng xem, các vị lãnh đạo ở tỉnh cũng đến, cậu giải thích với mọi người như thế nào? Quy tắc này của các cậu, làm rất qua loa. Phải sửa, Diệp Phàm, làm việc không thể khác người, hay là vẫn theo quy định cũ tiến hành? Người ta tổ chức đại hội thi đấu thuyền rồng như thế nào chúng ta cũng tổ chức như thế. Sửa cũ thành mới là chuyện tốt nhưng cái mới của cậu trái với quy tắc. Cổ Hoài giọng điệu nghiêm khắc, hướng về phía Diệp Phàm ép. Về vấn đề an toàn, chúng tôi đã có biện pháp đầy đủ. Ví dụ như canh nóng, quạt tản nhiệt đều đã được chuẩn bị, nhân viên cứu hộ cũng nhiều. Chỉ cần đội viên nào không chịu nổi kêu lên, lập tức có thể đưa lên. Vấn đề không phải là lớn. Hơn nữa, quy tắc này đã thông báo, nhất thời muốn sửa cũng khá khó khăn. Diệp Phàm dùng bí quyết lôi kéo. Nói với cậu thế mà cậu vẫn chưa hiểu sao, nếu xảy ra vấn đề an toàn, thì sẽ mất cái mũ quan đấy. Tôi là người lãnh đạo, tuyệt đối không thể nhìn cậu ngã trong việc này. Quy tắc này, phải sửa. Cổ Hoài hạ mệnh lệnh. Trưởng ban Cổ, việc này lúc trước anh đã đồng ý cho tôi toàn quyền phụ trách. Xảy ra vấn đề thì thôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu trưởng ban Cổ muốn ép tôi sửa đổi, nói thật, tôi làm không được. Như vậy đi, nếu trưởng ban Cổ cho rằng tôi không thể đảm nhiệm người chỉ huy đại hội thi đấu thuyền rồng, có thể đổi tướng. Diệp Phàm phản bác lại, dù sao Cổ Hoài cũng không suy nghĩ tốt về mình, khách khí thì người ta ỉa vào mặt mình. Thái độ của cậu là thái độ gì? Cổ Hoài tức giận hừ nói một câu, trầm ngâm một lát nói. Thế này đi, cậu chịu trách nhiệm cũng đúng. Trước tiên phải ký vào văn bản phụ trách rồi nói sau. Diệp Phàm cuối cùng tôi khuyên cậu một câu, phải suy nghĩ kỹ, nếu không, xảy ra chuyện rồi mới hối hận thì đã muộn. Tôi đã quyết định, anh cho người đưa văn bản phụ trách đến đây, tôi ký. Diệp Phàm thái độ kiên quyết, nghe loàng xoảng một cái điện thoại cụp. Có phải đập hay không Diệp Phàm cũng không rõ lắm, dù sao tiếng trong điện thoại cũng khá chói tai. Vào lúc ban đêm Cổ Hoài không ngờ tự mình để thị trấn Kim Mã của Hải Châu, tổ chức họp 5 đội dự thi. Nói, các đồng chí, trận đấu ngày mai tôi hy vọng mọi người có thể lễ độ, khiêm nhường. Lấy an toàn là trên hết, tất cả mọi người đều là nhân viên chính quyền, đưa ra năng lực thực sự của các cậu, vẽ trên mặt nước. Khi Cổ Hoài nói những lời này, thì vĩ đặc biệt quan trọng, mọi người vừa nghe liền hiểu, ý của Cổ Hoài là bảo mọi người vẽ. Phong cách chiêu xuống nước đẩy thuyền, đụng thuyền đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, trong đầu người dự thi suy nghĩ như thế nào chỉ có trời mới biết. Nếu như vẽ không qua người ta, thì liệu người ta có chuyên chú trên mặt, vẽ, hay không? Diệp Phàm tin rằng, đến cuối cùng sẽ xuống nước. Buổi sáng ngày hôm sau, sông Kim Mã bắt đầu náo nhiệt lên, sáng sớm nhân dân đã lục tục kéo đến. Lúc Vương Triều mang theo cảnh sát Kim Mã và cảnh sát có võ trang của Sở Công an duy trì trật tự. Hiện trường cũng tiến hành nhiều phương pháp. Trên đài chủ tịch đã trải thảm đỏ từ trước, một hàng ghế sắp xếp chỉnh tề, trên đó còn được che bạt. Thời tiết hôm nay tốt, mặt trời cũng mọc sớm. Tuy nhiên, là mùa đông, tuy có mặt trời nhưng trời vẫn khá lạnh. 8 giờ, các lãnh đạo của thành phố cấp khu đã đến, lúc này bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã đi đến đây. Lập tức một hồi vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ngồi trên đài chủ tịch đều là khách quý, không phải là lãnh đạo thì cũng là những doanh nhân giàu có. Kỳ lạ chính là, hôm nay thường vụ tỉnh ủy không ngờ đến 10 người, không đến chỉ là những người đi họp. Mà phó chủ tịch tỉnh trên cơ bản đều tới. Trên đài chủ tịch lập tức có thể mở hội nghị toàn thể tỉnh ủy. Dù sao, tuy nói đây chỉ là hội thi đấu thuyền rồng, nhưng nghe đồn rất lớn. Các lãnh đạo cấp cao đều hiểu được mục đích thật sự của trận đấu thuyền rồng, hơn nữa. Đây cũng là cho lãnh đạo họ một cơ hội giao lưu. Bình thường khó gặp các bí thư cấp thành phố. Hôm nay toàn bộ đều đến đây. Đây là niềm vui của bí thư huyện và chủ tịch huyện. Từng người kéo đến, mời thuốc bắt chuyện, mặc kệ thế nào, trước lạ sau quen. Đương nhiên, một đám trong lòng đều cảm thấy như ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn biến đây thành đại hội giao lưu.
đặc biệt các trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, toàn bộ thành đối tượng để lãnh đạo các địa phương khen nịnh bợ. Triệu Sương Sơn vừa ngồi xuống, lúc này, bên ngoài đi đến một đoàn người. Diệp Phàm vội vàng đến tiếp đón, đi đầu không ngờ là phó ban tổ chức trung ương Ninh Chí Hòa. Triệu Sương Sơn cũng không dám thác đại, không ngờ từ trên đài chủ tịch thong thả đi xuống, mà những người ở trên đài đương nhiên toàn bộ cũng đi theo. Ngược lại hơi có vẻ như hai đội đang ở tư thế đối chọi. Đương nhiên, Triệu Sương Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, cấp bậc cao hơn không ít so với Ninh Chí Hòa, cũng muốn bày ra một chút thân phận. Tuy nhiên, bởi vì hộ tống Ninh Chí Hòa đến đây tất cả đều là cán bộ ban tổ chức trung ương. Đối với lãnh đạo cấp phó tỉnh mà nói đây chính là cơ hội lớn để giao lưu. Bình thường muốn gặp cán bộ của ban tổ chức cán bộ trung ương khá khó. Hơn nữa, Ninh Chí Hòa thân phận hiển hách, càng hiển hách hơn chính là người đứng sau y. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phí Nhất Hoàn nghe nói là anh rể thứ hai của Ninh Chí Hòa. Nghe nói mấy tháng nữa Phượng Bảo Sơn nghỉ hưu, Phí Nhất Hoàn sẽ thăng tiến vào danh sách 9 người. Trở thành một trong 9 lãnh đạo hàng đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiện tại làm tốt quan hệ với Ninh Chí Hòa, thì tiền đồ sau này sẽ rất rộng mở. Đoàn người vô cùng náo nhiệt cùng đón người lên đài chủ tịch. Đương nhiên, một đám cán bộ lại một lần nữa phải nhìn kỹ người chỉ huy hôm nay Diệp Phàm. Có thể mời Ninh Chí Hòa đến, năng lực của Diệp Phàm trong mắt mọi người cũng khác xưa. Mà Trương Lâm Hoa tất nhiên bực mình. Ban đầu mình lấy danh nghĩa ban tổ chức cán bộ Việt Đông mời, các đồng chí trong ban tổ chức trung ương trả lời là không có thời gian. Kia chắc chắn là phó trưởng ban Diệp tự mình mời. Trương Lâm Hoa hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ. Ngày hôm đó Diệp Phàm mang một ít giấy mời trông đi đích thực dùng đến. Hơn nữa, Diệp Phàm có thể mời Ninh Chí Hòa đến, chắc chắn là có nhà họ Kiều nói sau lưng. Lúc này, Trương Lâm Hoa quyết định đi theo Diệp Phàm. Hiện tại đối với Diệp Phàm, Trương Lâm Hoa không riêng gì sùng kính thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Ha ha, ban đầu không có thời gian đến. Tuy nhiên, ngày hôm qua phó trưởng ban Diệp lại tự mình gọi điện thoại đến mời. Cho nên, cố gắng dành một ngày đến đây. Và lại, đã lâu không gặp bí thư Triệu, và trưởng ban Cổ, muốn tâm sự. Ninh Chí Hòa vẻ mặt tươi cười, kín đáo nâng Diệp Phàm một phen. Đó là nể mặt Diệp Phàm. Điều này tất nhiên là Phí Nhất Hoàn bày mưu đặt kế. Lần trước Diệp Phàm giúp nhà họ Phí một việc lớn. Thứ trưởng Bộ Công an, Lâm Thiên Dân tội chết. Mà bộ máy tỉnh Nam Phúc cũng liên quan. Quách Phác Dương thân thiết với bí thư Mã Quốc Chính bị bắt, mà nhà họ Quách cũng bị liên lụy. Cho nên, Phí Mã Thiên chủ tịch tỉnh đương nhiên vui mừng. Tùy thế mà lên, hung hăng đả kích dáng vẻ bệ vệ của nhà họ Quách. Phí Nhất Hoàn hôm nay cử Ninh Chí Hòa đến, chính là cho nâng Diệp Phàm một chút. Đương nhiên, cũng là vì tiến thêm một bước lung lạc Diệp Phàm. Tỏ thái độ để Diệp Phàm xem, cậu ra sức vì nhà họ Phí. Nhà họ Phí sẽ không quên cậu. Mà lãnh đạo Việt Đông lúc này mới biết được, Ninh Chí Hòa đồng ý đến, vì nể mặt Diệp Phàm. Chương 1344, Phượng Lão cũng đến đây. Đến cả Cổ Hoài trong mắt cũng hiện lên tia kiêng kỵ. Nhìn Diệp Phàm khó hiểu, thầm nghĩ hắn sao có thể được nhà họ Phí nhấc lên. Hắn không phải là tay sai cho nhà họ Triệu sao? Thật đúng là không hiểu ra sao cả, chẳng lẽ là cây cỏ đầu tường, quái lạ. Mà phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Diệp Đông lúc này với Diệp Phàm lại càng cảm thấy thân thiết. Về sau Phí Nhất Hoàn phụ trách ủy ban kỷ luật trung ương chính mình là cấp dưới của y. Chính đồng chí quản nhất mình cũng có chút buồn bực, không muốn làm rõ vì sao Ninh Chí Hòa muốn đến để nâng Diệp Phàm. Thật ra, chính Triệu Sương Sơn cũng không ngờ. Đương nhiên, Ninh Chí Hòa nâng Diệp Phàm, cũng không quên tiện thể cả Triệu Sương Sơn và Cổ Hoài. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được. Chính mình chỉ là tiện thể thôi. Ừ, xem ra phó trưởng ban Diệp báo cáo công việc rất cần mẫn nhỉ. Cổ Hoài cười nói kỳ thực là có chút trách Diệp Phàm báo cáo vượt cấp. Tôi đi Bắc Kinh họp cậu không báo cáo công việc nhưng thật ra là báo cáo ban tổ chức cán bộ trung ương. Có phải không coi tôi là lãnh đạo? Ha ha, trưởng ban Cổ, việc này tôi không báo cáo với trưởng ban Ninh. Một việc nhỏ này, sao có thể phiền đến trưởng ban Ninh? Và lại, phải báo cáo cũng phải báo cáo anh đúng không? Chỉ có điều ngày hôm qua xuống đây, các đồng chí ở đây nói đã gửi giấy mời đến ban tổ chức cán bộ trung ương, cho nên hôm qua tôi gọi điện thoại, lấy danh nghĩa ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mời trưởng ban Ninh. Không thể ngờ là trưởng ban Ninh bận rộn lại dành thời gian đến đây.
thật sự là vinh hạnh của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta. Diệp Phàm thản nhiên giống như giải thích. Ha ha, trước kia tôi không biết phó trưởng ban Diệp. Quen như thế nào, đó là bởi vì hắn mắng con gái của tôi. Cho nên, con gái yêu của tôi tức giận, sau đó thì quen. Ha ha ha, không nói chuyện nhàm chán này nữa. Ninh Chí Hòa khoát tay áo, giống như giải thích, thực ra lại kéo quan hệ với Diệp Phàm gần hơn, đương nhiên là để mọi người biết. Nói cho mọi người, tôi cùng Diệp Phàm gọi là không đánh không quen. Trong đầu các anh đều đang suy nghĩ không biết có phải là nhà họ Ninh coi trọng Diệp Phàm, tương lai sẽ thành con rể hiền. Người trẻ tuổi, đánh nhau cãi nhau rồi có cảm tình không ít. Cho nên, trong đầu một số đồng chí hoảng hốt thấy mục đích thật sự của Ninh Chí Hòa đến đây. Một đám người lần nữa ngồi xuống. Khi Trương Lâm Hoa đang muốn nói vài câu với các vị lãnh đạo thì đột nhiên, có nhân viên vội vã chạy đến bên cạnh Diệp Phàm nói vài câu. Diệp Phàm vội đưa mắt nhìn Trương Lâm Hoa, tay ra hiệu. Sau đó, Diệp Phàm vội vàng đến bên cạnh Triệu Sương Sơn nói thầm một câu, Triệu Sương Sơn vừa nghe lập tức đứng lên, vung tay nói như tướng quân, cười nói. Mau cùng tôi ra ngoài đón lãnh đạo. Lãnh đạo, các vị cán bộ vừa nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Triệu Sương Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo của Y Lai lịch thế nào, chẳng lẽ là một trong 9 người lãnh đạo đất nước? Lập tức, toàn bộ cán bộ ở đây im lặng, theo sát phía sau Triệu Sương Sơn đi ra phía đường. Ha ha, Phượng Lão, không thể ngờ ngài đến nơi này, thật sự là khách quý. Triệu Sương Sơn từ xa đã giơ tay ra, cười đi nhanh đến đón. Đương nhiên, các cán bộ phía sau đều lui lại một vài bước, không ai dám đi lên phía trước. Đến Ninh Chí Hòa cũng đi sau Triệu Sương Sơn. Diệp Phàm là người chỉ huy ở đây bị người ta chen chúc đi cuối cùng. Mà mấy người vây quanh đám lãnh đạo để bảo vệ. Phó đội trưởng trung đoàn cảnh sát hai mắt như hổ rình mồi quan sát động tĩnh xung quanh. Nếu có gió thổi cỏ bay, thì y cũng không phải người ăn chay. Ha ha, ra rồi, muốn ra ngoài một chút. Nếu không đi một chút thì chân của tôi sẽ phế đi. Vừa hôm trước đến Việt Đông nghe nói có tổ chức đại hội thi đấu thuyền rồng, cho nên, muốn đến góp vui. Các anh bận các anh, đừng quan tâm đến tôi, hôm nay tôi là du khách, quần chúng thôi. Phượng Bảo Sơn vẻ mặt sang sảng cười đứng ở cửa xe, thản nhiên bắt tay mấy người Triệu Sương Sơn Ninh Chí Hòa. Ánh mắt Phượng Lão nhìn một vòng có chút ngạc nhiên hỏi. Đồng chí Tiểu Diệp sao không tới, có phải là khinh thường ông lão này sắp về hưu không? Đồng chí Tiểu Diệp. Trong lòng tất cả các đồng chí đều nghe ngóng, không biết Tiểu Diệp là ai. Phượng Lão nói chính là đồng chí Diệp Phàm. Triệu Sương Sơn biết Diệp Phàm có chút mâu thuẫn với Phượng Khuynh Thành, là từ Triệu Tứ mới biết. Nhưng thật ra nghĩ đến Diệp Phàm, trong lòng thầm mắng lão già Phượng Thiên Diêu này tới thật đúng lúc. Thấy trên trán Diệp Phàm có dán một chữ Triệu, ông ta lại đi ra, muốn gây rối cướp người có phải hay không? Không phải hắn thì là ai? Vài năm trước tôi đến đập nước Thiên Thủy câu cá, hắn không ngờ ở lấy củi ở trên núi. Cuối cùng còn bảo tôi câu cá, nói có thể câu được cá gì đó. Tuy nhiên, hắn nói chuyện không tính toán gì hết, vài năm không gặp không biết hắn còn nhớ ta không. Xem ra tôi già rồi, không ai để ý có phải không. Việc câu cá cũng không tìm thấy người câu cùng. Phượng Thiên Diêu nửa đùa nửa thật hừ nói. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng toát mồ hôi, tự nhủ. Tôi mời ông câu cá lúc nào, tuy nhiên, ở đập nước Thiên Thủy có tặng cho ông một con cá rồng. Chắc lão già này lúc này muốn con cá kia, hôm nay tới lạ, có phải là Khuynh Thanh sau lưng cổ động đến? Nếu Viên Viên biết thì chết, khó hiểu. Hắn đành phải kiên trì đến cùng, chen chúc đi lên, thật ra không cần chen chúc, đám người cũng tránh đường. Ha ha, Phượng Lão, là ngày sau, không thể tưởng tượng được, thực sự không thể tưởng tượng được. Chuyện câu cá tôi thật sự đã quên. Và lại, lúc ấy tôi không biết ngài là ai, nói thật, tôi còn tưởng rằng ngài là người thích câu cá. Và cuối năm xem thế nào, Tết âm lịch, tôi nhất định cùng ngài đi câu cá. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười, mặt có chút xấu hổ nói. Chỉ sợ hai chữ lão già cậu cũng không dám nói ra, còn muốn nịnh hót có phải hay không. Biết thân phận của tôi liền muốn cùng tôi đi câu cá, lúc chưa biết thì coi là lão già và quên tôi ngay. Phương Thiên Diêu nói đùa. Việc này, nói như thế nào đây? Dù sao ngài là lãnh đạo, như sấm bên tai, biết thân phận ngài rồi sao tôi muốn quên cũng không thể quên có phải hay không? Nịnh bợ, việc này tôi cũng không phải là người giỏi,
đương nhiên cũng có một chút. Diệp Phàm tiếp tục cười ha hả nói. Tốt lắm, không cần phải nói nữa, Tết âm lịch theo lão già này câu cá 2 ngày. Lần này có thể phải nhớ kỹ, nếu không, phải đánh bằng roi, ha ha. Phượng Thiên Diêu vung nhẹ tay, cùng mọi người bước lên đài chủ tịch. Tuy nhiên, Phượng Thiên Diêu không dám ngồi ở trung tâm, chỉ ngồi ở phía sau. Đương nhiên, các vị cán bộ đều chua xót, không thể tưởng tượng được có người may mắn như vậy, không ngờ có cơ hội cùng đi câu với Phượng Lão, còn câu 2 ngày. Thật là cơ hội tốt. Vì sao không rơi xuống đầu mình? Thưa các vị khách quý, thưa các vị lãnh đạo và bà con, hôm nay, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức đại hội thi đấu thuyền rồng. Là công bằng, công khai, công chính. Mọi người nhìn 6 chữ này là do trưởng ban ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tự tay viết. Nhân viên chúng tôi dự trên chỉ thị của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, và trưởng ban ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm tốt công tác trọng tài đại hội thi đấu thuyền rồng. Hôm nay đại hội thi đấu thuyền rồng, tất cả đều dựa vào thực lực của các đội. Ai có thể vượt lên, chính là người thắng. Đương nhiên vì an toàn, nên cũng có rất nhiều nội quy. Tiếp theo, đồng chí Trương Lâm Hoa sẽ đọc quy định của trận đấu. Diệp Phàm nói xong ra hiệu cho Trương Lâm Hoa đọc quy định trận đấu. Đây tất nhiên là để các vị lãnh đạo xem, đến lúc đó ai phạm quy bị phạt, bị loại. Ở đây nhiều ánh mắt như vậy, không ai phản đối được. Sau đó, Cổ Hoài nói vài câu, Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền phát biểu, Triệu Sương Sơn phát biểu, khách quý Ninh Chí Hòa phát biểu, khai mạc đơn giản cũng rông dài mất nhiều thời gian. Vừa thấy đã đến 9 giờ rưỡi, cuối cùng đại hội thi đấu thuyền rồng mới bắt đầu. Sau khi khai mạc xong, Triệu Sương Sơn, Ninh Chí Hòa, Uông Chính Tiền vội vàng rời đài chủ tịch vây quanh Phượng Lão ở phía sau. Phượng Lão tuy nói đã lui nhưng người ta dù sao cũng từng là lãnh đạo quốc gia, ai dám không chu đáo với ông ta. Mà ngoài Triệu Sương Sơn bên ngoài còn có Phó Bí Thư Quản Nhất Minh, Phó Chủ nhiệm Diệp Đông, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong và các ủy viên thường vụ tỉnh ủy tạo thành vòng tròn thứ hai. Ngoài ra bên ngoài chính là Phó Chủ tịch tỉnh Đới Duy Cường, và mấy Phó Chủ tịch tỉnh khác tạo thành vòng tròn thứ ba. Nhìn từ xa, khách quý hình thành một vòng luẩn quẩn, lấy Phượng Lão làm trung tâm, lập tức có vài vòng tròn gối lên nhau. Các cán bộ cấp sở biết điều, toàn bộ ngồi ở chỗ bên cạnh khách quý. Diệp Phàm trong lòng không thể không cảm thán, trong vòng luẩn quẩn này cán bộ cấp sở trở thành chó giữ cửa. Giống như vệ sĩ canh giữ mảnh đất bên cạnh, đương nhiên, hình như cảnh vệ bên cạnh Phượng Đại Sơn theo sát bên người Phượng Thiên Diêu. Một hiện tượng lạ chính là, trên đài chủ tịch không ai ngồi, tổng chỉ huy Diệp Phàm ngồi một lát cũng thấy chán, đến một người nói chuyện cũng không có. Mà lại ngượng ngùng chen vào vòng tròn của Phượng Lão, đành phải làm khán giả. Cậu nhóc kia trưởng thành rồi. Phượng Thiên Diêu nhìn Diệp Phàm híp mắt khen nói. Ừ, cậu ấy trưởng thành thật sự nhanh. Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Sương Sơn gật gật đầu. Năm đó, ở đập nước Thiên Thủy cậu ta chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ. Ha ha, lúc đó mặt càng non hơn, hình giống học sinh. Phượng Thiên Diêu thản nhiên cười nói. Hừ, còn đánh với tôi một trận. Phượng Đại Sơn ở bên cạnh bĩu môi nói, lúc ấy cùng Diệp Phàm đúng là có một trưởng, Phượng Đại Sơn thua, có chút không phục. Phượng Đại Sơn cũng là con cháu nhà họ Phượng. Nhưng thật ra không thể không sợ ông cụ. Đánh với anh một trận, xem ra, Diệp Phàm thật là có chút thân thủ. Triệu Sương Sơn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vị trí của Phượng Đại Sơn Triệu Sương Sơn chỉ biết là vệ sĩ Trung Nam Hải. Hơn nữa, chắc còn là đến từ ngành trong truyền thuyết kia. Nghe nói thành viên tổ đặc nhiệm A mỗi người đều là cao thủ, thật sự bí mật. Mặc dù là Triệu Sương Sơn làm ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo cao nhất một tỉnh. Cũng không biết rõ tổ đặc nhiệm A là bộ phận như thế nào, chỉ nghe nói sao biết vậy. Nghe nói không khác gì thị vị hoàng cung ngày xưa. Tuy nhiên, hắn hẳn là thất bại thê thảm đi. Triệu Sương Sơn hơi tiện miệng cười nói. Thật ra, là muốn thăm dò cân lượng của Diệp Phàm. Theo lời của em trai Triệu Quát, biết Diệp Phàm là anh em kết nghĩa của Thiết Chiêm Hùng, tên kia hẳn là một người khá về võ công. Chương 1345, giọng điệu Phượng Lão đã định rồi. Ha ha, sai rồi. Phượng Lão hơi lắc đầu, tuy nhiên không giải thích. Triệu Sương Sơn trong lòng có chút buồn bực, không biết Phượng Lão nói sai rồi là có ý bắn lén không. Nhưng Ninh Chí Hòa biết, chắc chắn là Triệu Đại Sơn thua thảm. Mà Uông Chính Tiền trong lòng cũng mơ hồ, cân nhắc Phượng Lão nói sai rồi là có ý gì.
Tiếng trống rung vang trời vang lên, hơn 10 vạn người dân vây xem hô lớn. Theo tiếng súng lệnh, thuyền rồng bắt đầu khởi động. Tiếng hô cố lên vang dội. Thị xã Xuân Dương cố lên. Thị xã Miếu Đô cố lên. Khi thuyền rồng bắt đầu khởi động, cho nên chậm chạp, lúc này, chính là so sánh khí thế cổ động viên của đội nào lớn hơn. Đội thị xã Kim Mã quen thuộc với khúc sông Kim Mã, cho nên một trong ba thuyền rồng của bọn họ đã có thể chiếm ưu thế xông lên phía trước. Hai thuyền ở hai bên bảo vệ, áp dụng phương pháp khá hiệu quả. Người xem có hơn 10.000 dân của thị xã Kim Mã, lập tức tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng la hét rung trời, át hết tiếng cổ vũ của các đội khác. Bởi vì quy tắc va chạm chắc chắn lợi hại cho nên thuyền rồng bên cạnh buộc phải vứt bỏ phao, mặc dù là đánh lên cũng không được gì. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đội của Kim Mã vừa mới vọt lên khoảng 20 mét, thị xã Miếu Đô với tư cách là thị xã của tỉnh thành, thấy ưu thế bị thị xã Kim Mã cướp mất, cho nên cũng tức giận. Chỉ thấy người phụ trách ba thuyền rồng của dùng tay trao đổi dấu hiệu mà người khác không hiểu. Thuyền rồng phía sau nhất đụng vào đuôi của thuyền rồng phía trước. Mà thuyền rồng phía trước đã chuẩn bị tốt từ trước, không ai bị ngã. Có lực đánh vào của thuyền rồng phía sau, thuyền rồng của Miếu Đô giống như tên bắn hướng về phía trước thuyền rồng của thị xã Kim Mã. Binh một tiếng. Thuyền bảo vệ hai bên của thị xã Kim Mã lúc này bị thuyền rồng của thành phố Ngũ Thủy và thị xã Thiên Đông cuốn lấy. Cho nên, bảo vệ không kịp, mắt thấy thuyền đang dẫn đầu của đội mình bị thuyền số 1 của Miếu Đô đâm làm cho nghiêng đi. Vì tốc độ quá nhanh, thuyền số 1 của Kim Mã lập tức bị xoay trong nước. Đội viên trên thuyền muốn liều mình khống chế phương hướng thuyền rồng. Tuy nhiên, thuyền rồng thứ 2 của thị xã Xuân Dương không để như vậy. Bị thuyền rồng thứ 2 của thị xã Xuân Dương hung hăng va chạm, thuyền rồng số 1 của thành phố thị xã đã quay đầu lại hướng xuất phát. Đội viên đội Kim Mã vội vàng muốn quay đầu, tuy nhiên, rơi xuống giếng bị ném thêm đá. Thuyền rồng số 2 của thị xã Miếu Đô quăng đuôi, toàn thể đội viên cùng nhau ra sức, lập tức đem thuyền rồng số 1 của đội thị xã Kim Mã nhằm thẳng hướng xuất phát mà phóng, lần này biến thành rút lui, trường hợp khá kỳ lạ. Hơn 10.000 người dân thị xã Kim Mã trên bờ bị đâm, lập tức hét vỡ giọng, mà cổ động viên các đội khác đương nhiên nhân cơ hội hô lớn. Kim Mã bị giết. Kim Mã bị giết. Mà lúc này, thuyền rồng số 2 của thị xã Ngũ Thủy vẫn chưa vừa lòng, từ đó xông lên, cứng rắn đem thuyền rồng số 1 của Kim Mã đụng vào tuyến trên. Chỉ nghe tiếng chủ nhiệm Trương Lâm Hoa trên loa hô to. Thuyền rồng số 1 của đội Kim Mã đã ra ngoài tuyến, phạm quy bị loại. Ôi, đầu đất, khuôn nghiêng cũng làm, vì Kim Mã báo thù. Bí thư thị xã Kim Mã Chu Tiềm thiếu chút nữa giơ chân, chính mình giật một cái loa đứng trên bờ hét lớn. Thuyền rồng số 3 của đội Kim Mã vừa nghe thế, liều mình hướng thuyền rồng số 1 của Ngũ Thủy va chạm, cố hết sức, tốc độ thật sự nhanh. Không ngờ thật sự cho bọn họ đuổi kịp thuyền rồng số 1 đang dẫn đầu của đội Miếu Đô. Mũi thuyền bên phải quay mạnh lập tức va chạm với thuyền rồng số 1 của thành phố Miếu Đô. Thuyền rồng số 1 của đội Miếu Đô cũng lại dập khuôn giống như thuyền rồng số 1 của thị xã Kim Mã. Thuyền rồng của thị xã Ngũ Thủy và Xuân Dương vừa thấy không chút nương tay. Song song tấn công đi lên. Hai bên va chạm, lập tức thuyền rồng số 1 của Miếu Đô quay giống như trong nước lũ. Nước bắn tung tóe, thuyền rồng số 1 của thị xã Ngũ Thủy vượt lên đầu. Chỉ có điều, các đồng chí thành phố Ngũ Thủy cũng không đắc ý được bao lâu. Thuyền rồng số 1 của đội Miếu Đô cũng sao chép lại. Đem thuyền rồng số 1 của đội Ngũ Thủy nhắm thẳng đến thuyền rồng số 1 của đội Xuân Dương. Cuối cùng thuyền rồng số 1 của Ngũ Thủy cùng thuyền rồng số 1 của Xuân Dương giằng co nhau. Hai thuyền lập tức bị những thuyền rồng khác cho rớt lại phía sau, hơn nữa, hai thuyền rồng cách điểm xuất phát càng ngày càng gần. Đội viên đội thuyền rồng số 1 Kim Mã bị loại đầu tiên hô lớn. Lại đây, anh không ra anh, em không ra em. Thật đúng là linh nghiệm, thuyền rồng số 1 của Ngũ Thủy và thuyền rồng số 1 của Xuân Dương không ngờ rằng co thật sự đụng vào giới hạn tuyến. Giọng chủ nhiệm Trương Lâm Hoa lại vang lên, hai thuyền rồng bị loại. Cứ như vậy, va chạm vào nhau, cãi cọ nhau, ra tay với nhau, bề ngoài hết sức loạn. Về sau không ngờ không có thuyền rồng nào có thể tiến lên, toàn bộ đều lui, nếu không phải là chuyển lại từ giữa sông. Tuy nhiên, không khí ở đây thật sự sinh động, nhân dân xem nghẹn lời nhìn chân chối, họ hét quá đã. Tuy nhiên, trên đài chủ tịch các lãnh đạo tỉnh ủy liên tục nhíu mày. Có lãnh đạo còn thở dài một tiếng, kêu to thật ra không có.
gần đến cuối cùng, không ngờ mọi thuyền rồng đều bị loại. Nửa tiếng qua đi, chỉ còn lại mấy thuyền rồng. Vì sợ thuyền rồng bị đâm làm mất phương hướng, không ngờ các đội viên toàn bộ xuống nước đẩy thuyền rồng đi. Bởi vì khúc sông này nước rất nông, không đến 1,5 m. Mà đội viên các đội đều cao trên 1,8 m, cũng không khó đẩy thuyền. Tùng! Một tiếng trống lớn vang lên. Giọng Trương Lâm Hoa vang lên. Đã đến giờ, tuy có mấy thuyền đến điểm cuối nhưng theo quy định đều vượt qua thời gian. Cho nên, đều phạm quy. Bởi vậy trận đấu lần này giải nhất nhì ba không ai đạt được. Toàn bộ thuyền rồng trừ những thuyền bị loại ra, toàn bộ thuyền đi đến cuối đều được giải xuất sắc. Khán giả cuối cùng cũng không hiểu, có chút mơ hồ. Không biết ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm gì, đến một giải nhất nhì ba cũng không có người đạt được còn tổ chức làm quái gì. Mà một số ít lãnh đạo tỉnh ủy, như mấy người quản Nhất Minh, tất nhiên cũng không vui vẻ được. Một đám nhìn chằm chằm Diệp Phàm, xem ra, chút nữa không thể thiếu được một trận đòn rồi. Ha ha, rất thú vị. So với các cuộc thi đấu thuyền rồng khác xuất sắc, đồng chí Diệp Phàm đúng là tài, thi hành tinh thần tham gia thi đấu. Phượng Lão tủm tỉm cười nói nhỏ những lời này rồi bước đi. Ban đầu đám người quản Nhất Minh hùng hổ muốn phê bình đồng chí Diệp Phàm làm hỏng hoạt động lần này. Tuy nhiên vừa nghe Phượng Lão nói xong, toàn bộ ngừng phê bình một cách đớn hèn. Vì sao? Lý do rất đơn giản, đến Phượng Lão cũng khen ngợi rất xuất sắc, khiến cho đồng chí Diệp Phàm nổi bật. Còn mang cả tinh thần tham gia thi đấu của Thế vận hội Olympic ra nói. Các đồng chí khác còn chưa nói lời nào. Việc này Phượng Lão đã định là hoạt động xuất sắc. Không tồi, thật sự là xuất sắc. Triệu Sương Sơn nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Phàm, nháy mắt bước đi. Ninh Chí Hòa cũng cầm tay Diệp Phàm khen. Vẫn là Phượng Lão nói hay, đồng chí Diệp Phàm khéo léo và sáng tạo. Nói xong cùng Triệu Sương Sơn cùng nhau đi trước. Mấy người quản Nhất Minh tất nhiên cũng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mỗi người cũng bỏ đi. Còn Diệp Phàm, vẫn cười trừ, giống như tú bà, mãi đến khi tiễn hết các lãnh đạo mới thôi. Nhìn những chiếc Audi toàn bộ đã nổ máy đi rồi, Diệp Phàm rõ ràng mò mò cầm nói. Kết thúc công việc, hoạt động lần này kết thúc tốt đẹp. Đúng rồi, tuy nói là giải xuất sắc nhưng đội viên các đội đều vất vả, mỗi đội phát 100.000 tiền thưởng xem như khao đi. Trương Lâm Hoa tất nhiên đã chuẩn bị tốt trước, tất cả đều là 100.000 tiền trong phong bì màu đỏ thẫm. Tuy nhiên, năm vị bí thư thị ủy cầm trong tay phong bì màu đỏ thẫm kia, vẻ mặt tươi cười. Nhưng nụ cười kia rất chua xót, không biết là nên cười hay nên khóc. Nhưng đối với các đội viên lại rất vui vẻ, bởi vì 100.000 tiền thưởng phân xuống dưới mỗi người cũng có hơn 1.000, vẫn không tồi, được hơn một tháng tiền lương. Đại hội thi đấu thuyền rồng kết thúc, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Kỳ lạ chính là ngày hôm sau gió êm lặng sóng, cũng không ai phê bình Diệp Phàm. Hơn nửa báo tỉnh còn khen ngợi một phen, nói là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Diệp Phàm giỏi về vận động công nhân viên chức tích cực tham gia tạo nên một đại hội thi đấu thuyền rồng độc đáo, nguyên vẹn, sôi nổi tinh thần và thể xác của các cán bộ công nhân viên chức, thể hiện ý đảng. Diệp Phàm vừa mời trở lại tỉnh thành ngày hôm sau. Tăng Khải phó chủ tịch thành phố từng là bạn học ở trường đảng cười nói là muốn mời Diệp Phàm uống mấy chén. Tăng Khải đường làm quan mở rộng, hiện giờ cũng là một trong những lãnh đạo trung tâm của tỉnh thành Việt Châu, bởi vì anh ta là ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm tới mới biết đứng bên cạnh Tăng Khải là phó đội trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự gọi là Hồng Đào Vương phó 3. Hóa ra là nhờ Tăng Khải đến cầu xin hộ, phó 3 có thể đưa anh ta ra đây, xem ra, cũng khá công phu. Nhìn Diệp Phàm chào hỏi Tăng Khải, phó ba đầu cúi xuống, mặt đỏ lên, tiến lên, hơi cúi người nói. Phó trưởng ban Diệp, chuyện lần trước, tôi rất xin lỗi, tôi làm không đúng. Vẫn muốn tìm cơ hội gặp anh để giải thích một chút, tuy nhiên, vì anh bận cho nên đến tận bây giờ mới có thể, anh không để ý chứ. Phó đội trưởng, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng, nhìn Tăng Khải. Ha ha, bạn học cũ, nhà của phó ba với tôi là hàng xóm. Lúc ấy nghe anh ta nói chuyện xong, tôi hung hăng phế bình anh ta. Trước kia đã nói với anh ta, nhất định phải chú ý tố chất cảnh sát, phải chấp hành pháp luật văn minh. Anh rốt cuộc đã thức tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó ba để tôi uống với anh mấy chén, chúng ta lên lầu chứ. Tăng Khải vẻ mặt thân thiết, cười nói. Ha ha, việc quá khứ thôi đi, một chút việc nhỏ.
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu. Ba người lên tầng chuẩn bị bước vào phòng riêng thì nghe một giọng khàn khàn. Phó ba sao anh lại đến đây? Chương 1346, Thủ tướng cử đặc phái viên đến. Phó ba quay đầu vừa thấy trên mặt hiện lên một vẻ vui sướng cười nói. Chú, cháu và chủ tịch thành phố Tăng, phó trưởng ban Diệp đang định cùng nhau uống vài chén. Phó chủ tịch tỉnh, chào ông. Tăng Khải nhanh chóng đi vài bước chào hỏi. Diệp Phàm vừa nghe liền rõ, hóa ra là ủy viên tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phó đương đương. Người này không ngờ là chú của phó ba, không biết là thân hay là bà con xa. Xem ra Tăng Khải là nể mặt phó đương đương, mà nhà họ phó cũng không thể rất yếu thế. Phó đương đương tự mình ra mặt cũng rất hạ giá, mà Diệp Phàm dù sao cũng là cấp dưới thân thiết của Triệu Sương Sơn, phó đương 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 nhiên không hy vọng làm cho Diệp Phàm bất mãn muốn nói với Triệu Sương Sơn. Chuyện cơ chế bên trong, nhìn như không liên quan đến việc này. Thực ra thì cùng một vấn đề, bởi vậy nhà họ phó dù sao cũng phải đem việc này lau bình, tránh mầm họa sau này. Cho nên, muốn diễn trò vô tình gặp, vừa để phó ba xin lỗi mà bóng dáng phó đương đương chợt xuất hiện, làm cho phó ba gia tăng phân lượng. Để Diệp Phàm hiểu được, nhà họ phó cũng không phải dễ bắt nạt, trong nhà cũng có người có phân lượng. Phó ba đồng ý làm như vậy, đã là nể mặt anh rồi. Phó chủ tịch tỉnh chào ngài. Diệp Phàm đành phải lên tiếng chào hỏi. Phó trưởng ban Diệp đã nhận chức ở đâu, phó ba hẳn là bạn của cậu. Phó đương đương nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, y cố ý hỏi. Phó trưởng ban Diệp nhậm chức ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phó bó cười nói. Cậu chính là Diệp Phàm à, cũng nhờ cậu phá án và bắt giam thảm án 88. Lần trước tôi đến Ngư Đồng, tất cả dân chúng Ngư Đồng đều nhớ cậu. Phó đương đương cũng không phương khen Diệp Phàm một câu, nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nói. Như vậy đi, các cậu mới ba người, rõ ràng cùng nhau. Tôi bên này cũng không nhiều người lắm, ngồi cùng nhau là được. Chẳng qua là việc nhỏ thôi. Diệp Phàm hơi có vẻ kính cẩn, cười nói. Cùng nhau ngồi thế nào trưởng ban Diệp? Phó ba vẻ mặt cười cười nói, hỏi chính Diệp Phàm. Cậu thế nào chủ tịch thành phố Tăng? Diệp Phàm quay sang hỏi Tăng Khải, y trong lòng khá thích, cảm thấy Diệp Phàm rất tôn trọng mình, có vẻ nể mặt mình, vì thế cười nói. Có thể có cơ hội cùng phó chủ tịch tỉnh cùng nhau ngồi góp tiền, là vinh hạnh của chúng ta, phó trưởng ban Diệp, chúng ta không ngại ngồi góp vui. Chỉ là quấy rầy phó chủ tịch tỉnh, hơi ngại. Ba người liền cùng đi vào. Đang uống thì Tề Thiên gọi điện thoại, nói là đưa một người đến Việt Châu, hiện đang nghỉ ở khách sạn Shangri-La. Ai? Diệp Phàm hơi có vẻ không ngờ, thuận miệng hỏi. Người nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tề Thiên hơi có vẻ đắc ý, cười nói. Cậu nhóc cậu có thể quen ai, con chó con mèo cũng xưng là người nổi tiếng. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Đại ca, đừng coi thường em đi, thật sự là người nổi tiếng. Đại công tử nhà họ Trần ở Bắc Kinh, đương nhiệm phó chánh văn phòng thủ tướng, phụ trách công tác cảnh vệ, cơ yếu. Thật ra y còn có một thân phận khác. Y cũng là thành viên chính thức của Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A. Tề Thiên thầm nói. Xem ra, còn có chút lai lịch, phó chánh văn phòng của Thủ tướng. Nhà họ Trần ở Bắc Kinh là ai? Cậu nói tỉ mỉ cho tôi một chút. Diệp Phàm giật mình, để tâm. Nói đến nhà họ Trần rất có lai lịch, ông cụ tướng quân Trần Hà Nguyên là đại tướng khai quốc của chúng ta. Mà con trai lớn của Trần Nguyên Hà Trần Khải Việt hiện là ủy viên quân ủy kiêm tư lệnh viên quân khu Lam Kinh. Em trai Trần Bảo Quốc, phó tổ trưởng tổ cải cách kinh tế quốc vụ viện, lãnh đạo cấp thứ trưởng. Trần Hằng Phong là con lớn của Trần Bảo Quốc, thân phận của Trần Hằng Phong có phải rất hiển hách không? Tề Thiên nói, làm phó chánh văn phòng của thủ tướng, chẳng lẽ là thủ tướng bảo y xuống đây? Diệp Phàm giật mình, miệng nói xong trong lòng đã suy nghĩ, có phải thủ tướng bảo y xuống đây để điều tra vụ án tiếp theo thảm án 88? Việc này em không rõ lắm, tuy nhiên Trần Hằng Phong em đã quen từ trước. Y nói xuống dưới này muốn gặp anh. Y biết quan hệ của chúng ta tốt, cho nên, bảo em dẫn đường đến. Việc này có chút lạ. Đại ca, anh nói một chút, việc này có phải có một chuyện gì khác? Tề Thiên không rõ nói. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không nói, mặc dù là anh em, bí mật quốc gia vẫn là bí mật quốc gia. Điểm này Diệp Phàm rất rõ ràng. Vì thế nói, nếu là bạn của câu, trông thấy cũng không làm gì.
tuy nhiên tôi hiện đang tiếp lãnh đạo uống rượu ở hội sở thất Diệp Hồng. Nếu không nửa giờ sau tôi mời hai người tiếp tục uống rượu. Đại ca, em thật vất vả mới tới Việt Đông một chuyến, anh không chiêu đãi thì không được. Thực không ai bằng, không ngờ đến anh em cũng mặc kệ. Em không quen đất và người ở đây, nếu để người ta bắt nạt thì anh phải áy náy cả đời. Tề Thiên kêu lên. Bắt nạt cậu, mặt trời có mọc hướng Tây. Thôi đi, tôi đi chào hỏi rồi đi ra. Diệp Phàm nói, từ buồng vệ sinh đi ra, nói với Phó Đương Đương là có hai người bạn đến đây, phải cáo từ. Phó trưởng ban Diệp, nếu tiện thì đưa đến đây cùng nhau ngồi cho vui. Dù sao cũng không nhiều người, coi như là thêm vài người bạn cùng nhau uống vài chén. Phó Đương Dương nói, y cũng muốn nhân cơ hội này làm cháu mình và Diệp Phàm tình cảm sâu sắc lên. Cơ hội này không nhiều lắm, có chính mình ở đây, Diệp Phàm tất nhiên sẽ khách khí một chút. Hơn nữa, đại hội thi đấu thuyền rồng đến nay còn ảnh hưởng. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương đối với Diệp Phàm thân thiết như vậy, mà Phượng Lão lại rất yêu quý Diệp Phàm. Cho nên, tất nhiên cũng muốn tìm cách thân thiết với Diệp Phàm. Phải biết rằng, nhiều lãnh đạo địa phương hiện tại đều là đứa nhỏ không cha. Bọn họ có thể lên làm chức phó chủ tịch tỉnh đều có liên quan đến lãnh đạo ngay lúc đó. Cũng không phải là bọn họ có chỗ dựa ở Bắc Kinh. Cho nên, có thể có cơ hội giao lưu với nhóm quyền quý ở Bắc Kinh, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Dù sao, Bắc Kinh là nơi quyết định vận mệnh của họ. Để tôi hỏi một chút. Diệp Phàm gật gật đầu, gọi điện thoại cho Tề Thiên, y nói liền lập tức đánh xe đến đây. Trần Hằng Phong không đến 1m8. Người có vẻ khá lễ phép nho nhã, nhìn qua cũng không phải người đẹp trai tuấn tú, diện mạo miễn cưỡng cho là đẹp. Tuy nhiên, người nhìn qua rất chín chắn, một đôi mắt thản nhiên thâm thúy, rất khó đoán trong lòng y giận hay vui. Tác phong vui vẻ. Là đại ca Tề à, ha ha, thực không thể tưởng được, thực không thể tưởng được. Tề Thiên tiến vào phòng riêng, Phó Ba Giàng trước cười lớn chào, cùng Tề Thiên ôm một cái nhiệt tình. Hai người quen nhau. Diệp Phàm quay người liền hiểu rõ, Phó Ba nếu bị báo săn đá ra, quen Tề Thiên cũng là bình thường. Trước kia y là dưới tay tôi chính là tiểu đoàn trưởng, y là phó tiểu đoàn trưởng, chúng tôi cùng nhau khiêng súng đánh kẻ cướp, bắt độc phạm uống chén rượu lớn. Người này khéo léo chơi bài đứng lên hội yếu mạng người. Ở báo săn chúng tôi mọi người gọi là tiểu ca, so với tôi còn phong cách hơn. Tuy nhiên ôi thôi vậy, không nói nữa. Tề Thiên nói đến đây thở dài. Thôi vậy, quá khứ đã qua, người kia sẽ gặp báo ứng. Phó Ba trên mặt giận dữ. Đây là bạn tôi Trần Hằng Phong, làm ở văn phòng thủ tướng. Tề Thiên đầu tiên giới thiệu với Diệp Phàm, cậu ta mặc kệ những người ngồi ở đây là cán bộ cấp bậc chức vụ gì. Trong cảm nhận của cậu ta, thì lão đại là lớn nhất. Xin chào Phó trưởng Ban Diệp, đã nghe nói về cậu nhiều như sấm bên tai. Kỳ lạ chính là Trần Hằng Phong ngược lại tiến lên trước. Hai tay giơ ra, nhiệt tình bắt tay với Diệp Phàm. Nhìn tư thế, giống như hơi cung kính, khiến Phó Chủ tịch tỉnh và Phó Chủ tịch thành phố Tằng đều cảm giác không thể tin nổi. Hai người vừa nghe Trần Hằng Phong là từ văn phòng thủ tướng đến, cũng không dám bày đặt, lập tức đứng lên, đi đến bắt tay chào. Tuy nhiên, Trần Hằng Phong cùng Phó Chủ tịch tỉnh và Phó Chủ tịch thành phố bắt tay chỉ giơ một tay, hiển nhiên là giữ lễ giơ tay ra. Việc này người là từ văn phòng thủ tướng xuống. Dù sao cũng phải hơi cao ngạo. Khiến Phó Chủ tịch tỉnh Phó và Phó Chủ tịch thành phố Tằng trong lòng buồn bực đồng thời lại tò mò về Diệp Phàm. Theo lý thuyết, Diệp Phàm chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Phó Đương Đương vẫn là cán bộ cấp phó tỉnh, Tằng Khải là cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Việc này Trần Hằng Phong không phải là không biết phân biệt cấp bậc cán bộ. Từ văn phòng thủ tướng đi xuống, không thể nào ngu ngốc như vậy. Có gì đó người ta không nghĩ ra. Đối với bắt tay, hai con cáo đương nhiên hiểu được trong đó, cho nên, trong đầu suy nghĩ. Hai bên hàn huyên vài cậu rồi ngồi xuống uống. Người anh em, hiện trong hệ thống công an không tồi chứ. Phó trưởng Ban Diệp là đại ca của tôi, về sau cậu phải tôn kính. Nếu không cẩn thận ông anh tôi. Tề Thiên lúc này có vẻ không ngăn nổi miệng nói. Trưởng Ban Diệp trước kia vẫn là bí thư đảng ủy công an Ngư Đồng. Trong hệ thống công an, danh tiếng hắn truyền xa, tôi đương nhiên tôn kính hắn. Có thể phá án và bắt giam thảm án 88, trong lòng tôi chính là anh hùng. Thêm nữa, đúng với anh Diệp tôi bội phục, anh không biết, ngày đó trước mặt hắn tôi ra tay.
Mặt Phó Ba có chút đỏ, Tề Thiên há hốc mồm kêu lên. Diệp Phàm, người này cũng khá trơ cháo. Múa rìu qua mắt thợ, sao lại thế này, chẳng lẽ cậu đã từng đọ sức với đại ca tôi? Tề Thiên nháy mắt đến đây hứng thú, thầm nói cậu không thành túi thịt mới là lạ, dám thách đấu đại ca tôi. Trần Hằng Phong bên cạnh tai cũng dựng lên, bọn người kia đều luyện qua không ít năm quyền cước, đương nhiên về phương diện này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ha ha, hồi đó là hiểu lầm, tôi quăng hết hồng đào, kết quả là cũng chưa dính được góc áo của anh Diệp, còn thổi cái gì hồng đào ca, mất hết thể diện, ôi. Phó Ba thở dài, vẻ mặt khâm phục kia không phải giả vờ. Ha ha, cậu không thành đầu heo là may mắn, cậu khả năng không hiểu được. Đại ca là anh em kết nghĩa của đoàn trưởng Thiết. Tề Thiên vừa nói xong câu này, Phó Ba kinh ngạc, miệng há hố, nhất thời không thể nói. Bên cạnh Trần Hằng Phong không nhịn nổi hỏi. Cậu Tề vừa nói đoàn trưởng Thiết không phải là bộ trưởng Thiết Chiêm Hùng chứ? Đương nhiên, Tề Thiên đắc ý nhìn hai người một cái, không chết cậu nhóc này sẽ không ngừng miệng. Vừa nghe hai chữ bộ trưởng, Phó Đương Đương và Tằng Khải trong lòng suy nghĩ, không biết bộ trưởng gì. Hình như Thiết Chiêm Hùng rất lợi hại. Chương 1347, ép buộc. Thật là không thể tưởng tượng được, tôi rất thần tượng đoàn trưởng Thiết, không ngờ là đại ca của Phó trưởng Ban Diệp, thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Ánh mắt Phó Ba sáng lên, thở dài nói. Bữa tiệc qua đi, Diệp Phàm cùng Tề Thiên và Trần Hằng Phong đi đến khách sạn Shangri-La. Tề Thiên biết Trần Hằng Phong tìm Diệp Phàm có việc, cũng mượn cớ đi dạo kỹ viện ở Việt Châu tìm em út, gọi Vương Triều đến. Hai anh em cùng đi khoái hoạt phong lưu. Tề Thiên còn trêu ghẹo nói là có trung đoàn trưởng cảnh sát hình sự Vương Triều đi cùng không ai dám bắt mình, có thể yên tâm ngồi cùng em út. Chủ nhiệm Trần đến có phải có gì cần nói? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thảm án 88, còn liên quan rất lớn đến tập đoàn Dương Điền. Thủ tướng lo lắng cậu ở đây nhân sự không đủ, mà hiện tại cậu lại không trong hệ thống công an. Ban tổ chức cán bộ có nhiều việc phải làm. Nhiều mặt cản trở, không thuận tiện làm việc. Cho nên, bảo tôi xuống đây hỗ trợ cậu cùng nhau triển khai công việc. Tranh thủ mau chóng kết thúc làm rõ. Phó trưởng Ban Diệp, đây là thư thủ tướng gửi cho cậu, cậu xem đi. Trần Hằng Phong đưa ra một bao thư. Phong bì không để tên. Trần Hằng Phong mượn cớ đi vệ sinh, Diệp Phàm nhẹ nhàng mở thư ra. Đồng chí Diệp Phàm, liên quan đến thảm án 88 chắc chắn rất lớn. Quốc vụ viện nhiều lần nhận được thư tố cáo tập đoàn Dương Điền. Theo tin tức nói là tập đoàn Dương Điền liên quan đến vụ án không dưới 5 tỷ. Nếu thật sự như vậy, tập đoàn Dương Điền chính là đánh cắp tài sản quốc gia. Tôi cho đồng chí Trần Hằng Phong xuống dưới hỗ trợ đồng chí cùng nhau phá án. Án này vẫn lấy cậu là người chính, Hằng Phong xuống dưới là hỗ trợ cậu triển khai công tác. Muốn gì cứ việc bảo y đi làm. Có thư từ đã có Hằng Phong, hai người các cậu trực tiếp do cá nhân tôi phụ trách. 5 tỷ, đồng chí Diệp Phàm, làm một người đảng viên, cán bộ đảng. Cậu phải lúc nào cũng nghĩ đến việc này. Đất nước chúng ta không giàu có, 5 tỷ có thể làm nhiều hay ít việc. Ngẫm lại, cũng đủ xây trường cho bọn nhỏ, nghĩ lại cũng có thể chữa bệnh cho dân nghèo, có thể tạo việc làm cho những người thất nghiệp. Thư này cậu có thể cho Trần Hằng Phong xem. Trần Hằng Phong xem qua, hai người im lặng một hồi lâu, tâm trạng nặng nề. Hằng Phong. Về sau hai chúng ta là đồng đội chung một chiến hào. Mở bình rượu, chúng ta chạm một lý. Diệp Phàm nói. Phó trưởng Ban Diệp, có chuyện gì anh cứ việc chỉ bảo, tôi xuống đây chính là trợ thủ cho anh, ngàn vạn lần đừng khách khí, mục tiêu của chúng ta chính là lấy lại tiền của nhà nước, bắt giữ xử lý những con mỏ đục khoét. Trần Hằng Phong vẻ mặt chân thật, lại thừa nhận thân phận trợ thủ của mình. Tốt. Diệp Phàm nói một câu, cạch cạch một tiếng. Hai người chạm ly. Sau đó, hai người bàn bạc một chút về cách thu thập chứng cứ, nghiên cứu nên bắt đầu từ đâu. Không lâu sau Trương Hùng cũng tới, mấy người bắt đầu triển khai công tác. Cái cớ của Trương Hùng chính là thảm án 88 có khả năng đề cập đến an ninh quốc gia, cũng là nói trước đây. Chủ nhiệm Trần, tướng quân Trần khỏe chứ? Sau khi nghiên cứu xong mấy người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Diệp Phàm hỏi. Bác trai cũng không tệ lắm. Trần Hằng Phong thuận miệng đáp quay người nhìn Diệp Phàm khó hiểu, hỏi. Phó trưởng Ban Diệp có quen bác trai tôi? Ha ha, lần trước quen ở quân y viện, lúc ấy tôi rất buồn chán, vừa lúc tướng quân Trần đến điều trị, cho nên liền quen.
Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha. Trần Hằng Phong cười cười, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Phải biết rằng bác mình Trần Khải Việt là ủy viên quân ủy, tư lệnh viên quân khu Lam Kinh, được hưởng chế độ đãi ngộ gần với cấp phó quốc gia. Chỗ bác trai nằm điều trị ở quân y viện Trung ương là khu đặc biệt của cán bộ cao cấp. Chỗ đó nghe nói chỉ có cán bộ cấp bộ trưởng trở lên mới có tư cách vào đó. Lúc ấy Diệp Phàm nằm viện, mấy người Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên còn nói đùa, nói gì tướng quân làm chó canh cửa, đại tá đầy đất. Đó là bởi vì Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong trong phòng Diệp Phàm thật sự giống tư thế của chó trông cửa, hơn nữa, vẫn là hai ủy viên quân ủy trông cửa, thật là một hình ảnh khác thường. Mấy người kết quả rất thảm, bị Lý Khiếu Phong lôi đến ngồi trong WC mấy giờ. Diệp Phàm mới là cấp phó giám đốc sở sao có thể có khả năng đến chỗ đó điều trị. Đương nhiên, Trần Hằng Phong nghĩ muốn nổ đầu cũng không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, Trần Hằng Phong tuy nói là xuất thân từ đại gia công tử nhưng có dáng vẻ kiêu ngạo, làm ấn tượng của Diệp Phàm đối với y không tồi. Thật ra Diệp Phàm không biết chính là đối với người nào, Trần công tử là có thái độ kiêu kỳ. Hai ngày qua đi, được xác định. Ngày 3 tháng 2, đột nhiên, tin tức về thay đổi nhân sự lớn ở tỉnh đưa đến. Nguyên chủ tịch thành phố Ngư Đồng Lý Quốc Hùng cuối cùng được như mong muốn, ngồi trên ghế bí thư thành ủy thành phố Ngư Đồng. Mà bí thư thị ủy thị xã Ngũ Thuyền Trinh Thành đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Ngư Đồng. Mà chủ tịch thành phố Triều Châu từ phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại tỉnh Ngưu Thiết Tinh đảm nhiệm. Ngưu Thiết Tinh nghe nói là người theo sát bước chân của phó chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai rất tốt. Người khác không hiểu sự khéo léo trong này, chỉ có Lỗ Đông Lai và Triệu Sương Sơn hiểu rõ. Lỗ Đông Lai là phe phái với nhà họ Triệu, mà Ngưu Thiết Tinh đi theo Lỗ Đông Lai chẳng khác nào đi theo ông chủ Triệu Sương Sơn. Cho nên, trong trận đọ sức này, Triệu Sương Sơn thu hoạch một vị trí bí thư thành ủy, một vị trí chủ tịch thành phố. Mà chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền thu hoạch một vị trí chủ tịch thành phố Ngư Đồng. Đương nhiên, hai vị đầu sỏ ăn thịt, còn nước canh các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy khác muốn. Mặt khác, lại thay đổi vài vị trí phó giám đốc sở trong tỉnh, vị trí đó đương nhiên là cho quản Nhất Minh và bí thư Diệp Đông, cùng với phó chủ tịch Lâm Phong chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Chẳng qua là, chức vị cấp phó giám đốc sở này đối với Triệu Sương Sơn và Uông Chính Tiền không có ảnh hưởng gì. Chỉ là một số vị trí dù có hay không cũng thế, xem như làm ơn mà không tốn công sức. Mà cùng một ngày, cũng là ngày Trương Lâm Hoa khó chịu nhất. Bởi vì sau khi y trở lại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không ngờ bị Cổ Hoài cho phơi nắng. Bởi vì, ban tổ chức cán bộ đã chính thức bổ nhiệm đồng chí Lâm Hành Đông Nguyên phó chủ nhiệm làm tránh văn phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lâm Hoa, không cần quá căng thẳng, phía đông không sáng, phía tây sáng thôi. Đại hội thi đấu thuyền rồng cũng làm cho cậu mệt mỏi rồi. Tôi cho cậu nghỉ ngơi vài ngày, về nghỉ ngơi một chút. Còn về chức vụ của cậu, yên tâm, không thể thiếu cậu. Diệp Phàm đưa thuốc lá ra trấn an Trương Lâm Hoa một chút. Trương Lâm Hoa cũng không khách khí, người đầu tiên đến gặp là Diệp Phàm. Sau đó, một điếu thuốc đã bị y rút ra. Diệp Phàm biết trong lòng y khó chịu vô cùng, vỗ vỗ bả vai y nói. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút một ít, đừng mạnh quá. Có một số việc, đi rồi lại trở về, cứ nghỉ ngơi trước. Vậy, tôi đi về trước. Trương Lâm Hoa vẻ mặt buồn bã, có vẻ bất mãn. Chân giống như cột hòn đá ngàn cân bình thường, rất nặng nề. Cổ Hoài. Diệp Phàm nhìn bóng dáng Trương Lâm Hoa hừ mạnh hai tiếng, mặt đang mỉm cười. Trong nháy mắt thành tảng băng lạnh lùng. Chờ xem. Tết âm lịch đã đến, kỳ lạ chính là Diệp Phàm không phải là người chỉ huy trách cứ Thái Hoa và Đặng Vân. Trưởng phòng Thái và phó trưởng phòng Đặng thở ra nhẹ nhàng đồng thời thần kinh cũng căng lên. Hai đồng chí gần đây cũng khá cố gắng. Chạy ngược chạy xuôi, tự mình tìm hiểu tình hình khắp nơi, ngược lại cũng bố trí 10 vị trí quân nhân chuyển ngành. Tuy nhiên, vẫn có 20 người khác chưa bố trí được công tác. Chỉ cần có một người không được bố trí công tác, thượng phương bảo kiếm của Diệp Phàm treo trên đầu họ bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hơn nữa, hai người sợ nhất không phải là Diệp Phàm mà là Cổ Hoài. Diệp Phàm có lẽ còn bỏ qua cho bọn họ, chỉ có điều Cổ Hoài chắc chắc sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Diệp Phàm. Cho nên, muốn đánh Diệp Phàm, hai người họ cũng phải chôn cùng. Đặc biệt lần này đại hội thi đấu thuyền rồng, sau khi trở về mặt Cổ Hoài không khác gì tấm gỗ hắc. Trong lòng chắc chắc nén giận, Cổ Hoài không thể hiện giận dữ ra ngoài, Cổ Hoài lúc này chắc chắn là đang ngủ đông,
bất cứ lúc nào cũng sẽ hung hăng đột kích Diệp Phàm. Diệp Phàm bị đánh, chắc chắn sẽ tính sổ với hai người. Cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé, cả nhỏ ăn tép. Thái Hoa và Đặng Vân lúc này cực kỳ hối hận, sớm biết thế này lúc trước nên cố gắng một chút. Ngày 4 tháng 2, cuối cùng đi làm, buổi chiều ngày mai sẽ nghỉ lễ mừng năm mới. Các vị ủy viên báo cáo tổng kết năm, vì Diệp Phàm vừa tới, cùng đành phải đưa đại hội thi đấu thuyền rồng báo cáo lấy lệ. Tuy nhiên, Diệp Phàm muốn nghỉ lễ mừng năm mới bình an, có người không muốn hắn nghỉ ngơi. Diệp Phàm vừa mới báo cáo xong về chuyện đại hội thi đấu thuyền rồng, Cổ Hoài còn hơi hơi gật đầu nói đại hội thi đấu thuyền rồng tổ chức rất thành công. Dù sao đây là do Phượng Lão quyết định, Cổ Hoài mặc dù là có oán giận cũng không dám công khai nói trái lời Phượng Lão. Đúng lúc này, Cổ Hoài vừa mới nói xong Phó trưởng Ban Thường trực Phượng Quốc Hưng cũng là thản nhiên cười nói. Phó trưởng Ban Diệp, nghe nói việc bố trí biên chế cho các quân nhân chuyển ngành cũng thế. Thật đáng mừng, hai năm đều không có cách giải quyết chuyện này, giờ chỉ cần hơn 10 ngày đã giải quyết xong. Đây là vấn đề năng lực tố chất cán bộ, trước kia vì sao phải dùng 2 năm, hiện tại vì sao hơn 10 ngày liền giải quyết được. Việc này nói lên vấn đề gì? Các đồng chí hay suy nghĩ lại. Tôi nghĩ, việc này không thể không liên quan đến người lãnh đạo. Đương nhiên, cũng liên quan rất lớn đến các đồng chí thực hiện bên dưới. Một bộ máy, nếu không hình thành sức chiến đấu, sao giải quyết vấn đề hiệu suất cao? Quả nhiên, Phượng Quốc Hưng châm lửa đốt, y nâng Diệp Phàm lên, vô hình chung khiến nói đến 2 năm không giải quyết được vấn đề chuyển ngành của Trần Tiến Bình. Khiến người trước kia được phân công quản lý phòng cán bộ một phó trưởng ban Lôi Nhất Hưng thật sự ngồi không yên. Y mặt bình tĩnh nói. Tôi nghe nói trưởng ban Cổ có chỉ thị, nói là đến ngày 1 tháng 3 phải hoàn toàn giải quyết xong vấn đề biên chế cho 60 quân nhân chuyển ngành, người nào không xong phải chuyển đi có phải không? Hơn nữa, phó trưởng ban Diệp cũng có chỉ thị, nói là đồng chí phụ trách trước tế âm lịch không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề quân nhân chuyển ngành thì thế nào? Ôi, phòng cán bộ một có một số đồng chí hơi có tâm lý lười nhác, cao giá, 2 năm không đạt được gì. Tôi nghĩ, không chuyển vị trí cảm giác là không được. Y vừa nói như vậy, các ủy viên kia đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đương nhiên cũng nhìn trưởng ban Cổ Hoài. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng biết Phượng Quốc Hưng không hài lòng, cố ý khơi mào cuộc chiến. Mà Lôi Nhất Hưng lần này nhìn như bị bắt ứng chiến, kỳ thực, y cũng nhân cơ hội này trả đũa mình đã lấy phòng cán bộ một của y. Chương 1348, quyền lực mất lại phục được. Nhìn trưởng ban Cổ Hoài một cái, Diệp Phàm nói. Việc này tôi vốn định cho đồng chí Thái Hoa và Đặng Vân mấy ngày, sang năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, đã có đồng chí nhắc đến vấn đề này. Tôi nghĩ xin chỉ thị của trưởng ban Cổ, nhân sự phòng cán bộ một có nên điều chỉnh một chút không? Diệp Phàm đương nhiên thông minh, biết Cổ Hoài sẽ không bỏ qua chính mình. Thái Hoa và Đặng Vân chắc chắn thành vật hy sinh, mặc dù là bắt hai người bọn họ, điều ác đó cũng phải y làm. Nếu Cổ Hoài muốn đánh chính mình cũng phải đánh trả một đao. Lời nói lãnh đạo không còn tác dụng nữa rồi có phải hay không? Coi lời của lãnh đạo là trò đùa sao, về sau nhân viên còn nghe lời lãnh đạo không? Cổ Hoài quả nhiên lên tiếng, nói đến đây cố ý tạm dừng một chút, nhìn mọi người một cái, tạo cho mọi người ngồi đây một áp lực vô hình, đột nhiên hừ nói. Phó trưởng ban Diệp, giờ nên làm gì thì cứ làm. Nếu trưởng ban Cổ nói đến mình, Diệp Phàm bình tĩnh nhấp một ngụm trà, cào thật mạnh lên chén trà, phát ra một tiếng két, sau mới thổi thổi lá trà nói. Trà này không tồi. Ngẩng lên nhìn mọi người một cái nói. Nếu trưởng ban Cổ có chỉ thị tôi cũng không thể không cầm lấy thượng phương bảo kiếm. Cải cách cần có khó khăn nhất thời, điều chỉnh công tác của một số đồng chí cũng đương nhiên làm cho một số cảm thấy khó khăn. Trưởng ban lần này điều chỉnh nhân sự xong, vị trí trưởng phòng sẽ trống. Tôi cảm thấy đồng chí Thái Hoa rất thích hợp với công việc của phòng tổ chức. Mà đồng chí Đặng Vân cũng có thể đến phòng tổ chức để phối hợp với đồng chí Thái Hoa. Mặt khác, đồng chí Trương Lâm Hoa trong đại hội thi đấu thuyền rồng đã thể hiện xuất sắc, được lãnh đạo tỉnh ủy khen ngợi. Năng lực của đồng chí Trương Lâm Hoa rõ như ban ngày. Có thể để anh ta đến giúp tôi làm cho xong việc sắp xếp vị trí cho quân nhân chuyển ngành được không? Phòng cán bộ một cần có một người có năng lực như vậy. Nếu chịu làm thì thật là đồng chí tốt. Diệp Phàm đánh cuộc Cổ Hoài sẽ không cho Thái Hoa và Đặng Vân cơ hội. Bởi vì Cổ Hoài cho bọn họ cơ hội,
về sau muốn xử lý mình cũng có yếu điểm. Cổ Hoài Âu nên Diệp Phàm ngược lại cho hai người Thái Hoa và Đặng Vân một nơi đi tốt. Phòng tổ chức ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không phải là nơi tồi. Đương nhiên, đây chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Hừ, hai năm, đến việc sắp xếp biên chế đều không giải quyết được, giữ bọn họ làm gì? Cứ theo như lời đề nghị của Diệp Phàm đi, điều chuyển Thái Hoa và Đặng Vân ra khỏi phòng cán bộ 1. Mặc khác điều chuyển Trương Lâm Hoa đến phòng cán bộ 1 làm trưởng phòng. Cổ Hoài đột nhiên hừ lạnh nói, nhìn Diệp Phàm một cái lại nói. Về vị trí của Đặng Vân, nếu đồng chí Diệp Phàm muốn thay đổi phòng cán bộ 1, nâng cao hiệu suất công việc, việc này cũng để đồng chí Diệp Phàm quyết định đi. Tuy nhiên, Cổ Hoài nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc thật sự, tạm dừng một chút nói. Lời khó nghe thì nói trước, ngày 1 tháng 3, nếu không giải quyết được hoàn toàn việc chuyển ngành của Trần Tiến Bình, đồng chí Diệp Phàm, đến lúc đó, chính cậu viết kiểm điểm đi. Hơn nữa, tôi báo cáo chi tiết với tỉnh ủy vấn đề bố trí công tác cho các quân nhân chuyển ngành. Việc này, gần đây Trần Tiến Bình làm ầm ĩ, tôi có chút lo lắng bọn họ thật sự sẽ đến tận quân ủy gây rối. Không cần nói là đến quân ủy, mà đến tỉnh ủy gây rối, thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta cũng không biết giấu mặt vào đâu. Đồng chí Diệp Phàm, nhiệm vụ của cậu rất khó khăn. Sau Tết âm lịch đi làm đã làm ngày 12. Thời gian cho cậu không còn nhiều, làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tôi không muốn bất luận một đồng chí nào bị tổn thương. Tuy nhiên, như Diệp Phàm đã nói, cải cách cần có khó khăn, ban tổ chức cán bộ chúng ta có một phòng, khó khăn là không tránh khỏi. Hai đồng chí Thái Hoa và Đặng Vân đâu, dù sao cũng phải cho mọi người một lời giải thích đúng không? Sang năm mới, thì cũng phải tiến bộ hơn. Diệp Phàm nói, thực sự thông cảm với hai người. Đồng chí Quốc Hưng, đồng chí là người phụ trách toàn bộ công tác của ban tổ chức cán bộ. Đồng chí nói một chút, chỗ nào thích hợp để hai người bọn họ phát huy sở trường. Cổ Hoài quay đầu hỏi Phượng Quốc Hưng, đương nhiên cũng không thể buông tha Phượng Quốc Hưng. Thằng nhãi này vừa là người châm ngòi nổi gió, muốn thoát thân là không có khả năng. Hơn nữa, vị trí rất tốt thì Cổ Hoài tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Phượng Quốc Hưng nhướng mày nghĩ một chút, nói. Ban tổ chức cán bộ địa ủy Cổ Đình bây giờ còn thiếu một phó trưởng ban thường trực, và một phó trưởng ban. Thường vụ cũng là cấp trưởng phòng. Phó trưởng ban vừa vặn là cấp phó phòng. Công việc cũng là công tác tổ chức, cũng thích hợp. Phượng Quốc Hưng vừa nói xong, mọi người ngồi đây đều hít một hơi, thầm khen Phượng Quốc Hưng độc. Địa khu Cổ Đình là địa khu xa xôi mà nghèo nhất của Việt Đông, so với Đức Bình của tỉnh Nam Phúc còn nghèo hơn vài phần. Nghe nói, nhân dân ở đó còn vật lộn trong đói nghèo. Tuy nói Việt Đông là tỉnh giàu nhưng toàn bộ diện tích tỉnh quá lớn, hàng năm chi hơn tỷ cho Cổ Đình cũng không phát triển được. Nếu tiếp tục, mặc dù tỉnh lớn như Việt Đông cũng chịu không nổi. Hơn nữa, từ Cổ Đình đến tỉnh thành phải mất mười mấy giờ xe, đường gồ ghề không ra đường. Thái Hoa và Đặng Vân bị xung quân đến Cổ Đình, cũng không khác gì xung quân đến biên cương. Thì đến Cổ Đình đi. Cổ Hoài nhát búa đầu tiên liền cho hai đồng chí đáng thương đến Cổ Đình. Tất nhiên, sau Thái Hoa và Đặng Vân, tất cả mọi người nhìn Diệp Phàm khó hiểu. Trong lòng cười trộm, tiếp theo nên đến lượt tên họ Diệp. Tuy nhiên, tên họ Diệp hình như mặt mũi rất lớn, Phượng lão đối với hắn ấn tượng không tồi. Người này là con chó của Triệu Sương Sơn. Cổ Hoài muốn hạ độc thủ cũng không có khả năng đem Diệp Phàm xung quân đến Cổ Đình được. Nhiều nhất là điều chỉnh phân công quản lý công tác của Diệp Phàm. Làm hắn tay không dính quyền, đi hầu hạ các lãnh đạo lão thành về hưu là lựa chọn cuối cùng của hắn. Tuy nhiên, Triệu Sương Sơn chắc chắn không muốn thấy việc này xảy ra, nếu thế quân cờ Diệp Phàm chẳng khác nào hỏng. Trò hay còn ở phía sau. Trương Lâm Hoa sau khi về đến nhà chuẩn bị đồ đạc, cùng cả nhà định về ông bà đón năm mới. Thứ nhất là trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thứ hai là giải sầu. Thời gian gần đây rất buồn bực, đã không có chức vụ, tuy nói là thoải mái nhưng là người, suy nghĩ không có quyền lại mất đi quyền lực, muôn thoải mái cũng không thoải mái được. Đêm qua về, lỗ tai Trương Lâm Hoa đương nhiên phải nghe bà xã lải nhải. Còn có ánh mắt oán giận của đứa con, lão Trương không có tâm trạng nào. Nếu không phải Diệp Phàm cho y một chút hy vọng, lão Trương cảm thấy mình nhanh chóng sụp đổ. Tuy nhiên, đang trên xe ô tô đường dài Trương Lâm Hoa đột nhiên nhận được điện thoại gọi về bàn giao công tác. Tôi không phải đã bàn giao cho Lâm Hành Đông rồi sao? Trương Lâm Hoa tức giận, quát lớn trong di động,
làm cho lái xe sợ hãi, tưởng mình đã gặp phải kẻ điên, phanh két một cái xe dừng lại. Ánh mắt nhìn Trương Lâm Hoa khó hiểu. Y tối qua không ngủ được, có chút nóng tính, không có việc gì, anh tiếp tục đi đi. Bà xã Trương Lâm Hoa vội vàng giải thích một chút, xấu hổ mặt đỏ bừng, hận không thể hầm hừ với chồng. Cái gì, bảo ta đến phòng cán bộ một bàn giao với Thái Hòa. Cậu không nhầm chứ thư ký Trương. Trương Lâm Hoa có chút không tin, hỏi Trương Ngôn trước kia dưới tay y, cho nên, nói chuyện cũng tùy tiện. Đúng vậy trưởng phòng Trương, anh hiện tại đã là một trưởng phòng lớn của phòng cán bộ một. Việc này là phó trưởng Ban Diệp mất rất nhiều công sức mới làm được. Còn Thái Hoa và Đặng Vân, nghe nói đến ban tổ chức cán bộ địa ủy Cổ Đình uống rượu, ha ha, mặt khác phó trưởng Ban Diệp có nói, lập tức trở về bàn giao hoàn toàn công việc sau đó lập tức tiến hành công tác bố trí sắp xếp biên trí cho quân nhân chuyển ngành. Tranh thủ cơ hội, phòng cán bộ một chúng ta không thể để người khác xem thường. Thư ký Trương Ngôn đắc y nói. Được, tôi lập tức quay lại. Trương Lâm Hoa quát lên một tiếng, quay sang bà xã nói. Xuống xe, trở về. Lâm Hoa, anh sao thế, như thế nào nữa? Bà xã Trương Lâm Hoa thật sự có chút lo lắng. Không biết có phải đêm qua bị mình cằn nhằn nhiều quá, Trương Lâm Hoa áp lực quá lớn thần kinh xuất hiện vấn đề. Mà đứa con của Trương Lâm Hoa cùng nhìn chằm chằm ba. Trương Dũng vẻ mặt lo lắng nói. Ba, có phải là xuống xe nghỉ ngơi một chút rồi lại đi? Không phải, ba phải trở về làm việc. Đi, xuống xe. Trương Lâm Hoa vui vẻ cười nói, vẻ mặt sáng lên. Bàn giao xong, Trương Lâm Hoa đi đến phòng Diệp Phàm, nói là chạy chậm cũng đúng. Y nửa ngày cũng không nói được, quyền lực mất mà phục, khiến cho Trương Lâm Hoa quý trọng quyền lực tới tay. Đây là nắm trong tay mới gọi bánh mì, những cái khác tất cả chỉ là giả thuyết. Không cần phải nói gì, trưởng phòng Trương, làm tốt việc sắp xếp biên chế cho quân nhân chuyển công tác là được. Diệp Phàm cười thân thiết, Trương Lâm Hoa mới phản ứng lại, vội rút ra một điếu Trung Hoa. Trưởng phòng Trương mời thuốc tôi phải hút một điếu. Diệp Phàm cười ha hả, Trương Lâm Hoa lại vội vàng châm thuốc. Lúc này, trong lòng Trương Lâm Hoa, Diệp Phàm chính là ân nhân cứu mạng của y. Phó trưởng Ban Diệp, nói gì tôi cũng không nói. Có chuyện gì anh bảo tôi làm là được. Trương Lâm Hoa cũng kính trọng. Nói chuyện công việc, Trương Lâm Hoa vẫn là rất thật thà. Dù sao, Thái Hoa và Đặng Vân ngã chính là vì việc sắp xếp biên chế cho quân nhân chuyển ngành. Trước mắt, cảnh báo còn chưa được loại trừ. Nếu giải quyết không được vấn đề quân nhân chuyển ngành, xem chừng không riêng gì chính mình đến cả Diệp Phàm mũ trên đầu cũng lay động. Trong lòng Trương Lâm Hoa cũng không thoải mái, niềm vui ngăn ngủi qua đi là tới áp lực nặng nề. Đây là áp lực rất lớn mà Cổ Hoài gây ra cho y. Lão Trương, cứ thoải mái, đừng căng thẳng như vậy. Vấn đề quân nhân chuyển ngành, tuy nói Trần Tiến Bình và vài đồng chí đã 2 năm. Nhưng tuyệt đại đa số các đồng chí năm nay mới chuyển ngành, cũng không kéo dài. Sắp xếp quân nhân, cho tới bây giờ đều là vấn đề lớn. Phải là quân đội, địa phương và cá nhân cùng đồng lòng, thật sự là có chút khó khăn. Hơn nữa, trong chuyện của Trần Tiến Bình còn có chút vấn đề không bình thường. Xem chừng sắp xếp không đến, có liên quan đến mấy vấn đề. Tôi nghĩ chỉ cần giải quyết mấy vấn đề này, mọi việc có thể làm được. Diệp Phàm an ủi, đối với chuyện Trần Tiến Bình hắn không thể nào không lo lắng. Chương 1349, hai con cáo già. Bởi vì hắn đã có tính toán bước đầu, Phó trưởng Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham mưu là tấm biển dùng khá tốt, thật sự không được thì dùng cũng có thể sắp xếp việc này. Đương nhiên, không tới thời điểm cuối cùng Diệp Phàm sẽ không dùng quân bài cuối cùng chưa lật này. Phó trưởng Ban Diệp, tôi nghe nói, chuyện của Trần Tiến Bình hình như có người đang đùa. Trương Lâm Hoa cũng là chú ý đến việc này. Vừa nghe nói Diệp Phàm được phân công quản lý phòng cán bộ 1, Trương Lâm Hoa liền có chút suy nghĩ. Cho nên, đã sưu tập, chú ý đến tình hình có liên quan đến việc quân nhân chuyển nghề. Anh nghe được cái gì? Diệp Phàm rút điếu thuốc hỏi. Vốn giống như Trần Tiến Bình mà nói, là thiếu tướng, bị xử phạt giáng chức mới khiến cho y chuyển nghề. Với cấp bậc tướng quân này, là từ ban tổ chức trung ương sắp xếp. Vì sao y bị giáng chức? Có lẽ trong này còn có nguyên nhân. Nếu quả thật là như thế, vậy thì khá phức tạp. Tôi nghĩ, liệu có phải người đối đầu với Trần Tiến Bình vẫn không muốn buông tha y, nên vẫn truy đuổi đến tận cùng không? Người này có năng lượng khá lớn, không?
không riêng gì ở quân đội, chính là ở địa phương nữa, cũng có sức ảnh hưởng sâu xa. Cho nên, mới làm cho Trần Tiến Bình không có vị trí sắp xếp. Chính là Trần Tiến Bình muốn một vị trí phó giám đốc sở mà nói kỳ thật cũng không khó. Bên trong tỉnh ủy và ủy ban nhân dân chúng ta vị trí phó giám đốc sở cũng không ít. Trương Lâm Hoa cũng đoán ra một chút gì rồi. Cậu không thấy giống như Trần Tiến Bình cố ý làm khó dễ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng ta sao? Diệp Phàm nhả khói thản nhiên nói. Tôi cũng có cảm giác này, y vì sao một mực khăng khăng yêu cầu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân sắp xếp cho một vị trí phó giám đốc sở. Ngoài tỉnh ủy và ủy ban nhân dân ra, cấp sở cục có mấy chục cái, vị trí phó giám đốc sở không ít. Yêu cầu của Trần Tiến Bình mang đến cho công việc của chúng ta không ít khó khăn. Bởi vì khả năng của y rất hẹp. Hơn nữa, cứ như vậy xuống, cũng khá bị động. Nếu người đối đầu với Trần Tiến Bình lợi dụng lực ảnh hưởng của mình đến lãnh đạo tỉnh ủy, chỉ cần vị lãnh đạo kia nói một câu, thì Trần Tiến Bình đừng mơ tưởng một chức cấp phó giám đốc sở ở tỉnh. Nếu phạm vi rộng một chút, có lẽ vị lãnh đạo kia sẽ ngoài tầm tay với. Trương Lâm Hoa dù sao cũng cùng với Lão Khương, ở văn phòng ban tổ chức cán bộ nhiều năm. Từng trải đạo lý đối nhân xử thế, mạng lưới quan hệ tin tức sâu rộng, ánh mắt tất nhiên càng thấu đáo rất nhiều chỗ nhỏ. Ngay cả Diệp Phàm trong lòng cũng có chút khâm phục, chính mình cũng qua Giám đốc Sở An ninh Quốc gia Khổng Đông Vọng bí mật điều tra mới biết được một ít nguyên nhân trong đó. Việc này, nói nghiêm túc là có chút không hợp quy định. Trương Lâm Hoa chỉ bằng cách bình thường có thể biết rõ, thật không tồi. Trần Tiến Bình hiện tại cũng không riêng gì anh ta mà đại diện cho một lớp người thấp bé. Có gần 10 đồng chí bị y cổ động sau cũng tập hợp thành một đoàn đến đối kháng ban tổ chức cán bộ chúng ta. Tập hợp đông người sẽ lớn hơn một người. Huống chi, vấn đề quân nhân chuyển ngành còn liên quan đến quân đội. Quân đội lại liên quan đến xây dựng quốc phòng, an ninh quốc gia, tính chất cũng thay đổi, sự việc sẽ nghiêm trọng lên. Mặc dù là lãnh đạo quân ủy, lãnh đạo nhà nước cũng tuyệt không muốn thấy việc sắp xếp sau khi rời quân ngũ của quân nhân có sai sót gì. Cho nên, việc này khá nghiêm trọng, rút dây động rừng. Nếu Trần Tiến Bình cố ý làm ầm ĩ lên thì thật đúng là có chút phiền phức. Tuy nhiên, trước đây Thái Hoa và Đặng Vân đã ra sức sắp xếp, hiện còn 10 đồng chí chưa sắp xếp xong. Đám người này, xem ra đều là những người thân thiết với người cầm đầu Trần Tiến Bình. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra. Trong đám người ngày tuyệt đại bộ phận không phải cấp dưới của Trần Tiến Bình trước kia, thì cũng là bạn tốt của Trần Tiến Bình. Cái mà người ta gọi là bắt kẻ trộm trước khi bắt vua, bắt ngựa trước khi bắt người, bắt Trần Tiến Bình, những người khác không đáng để lo nghĩ. Nếu không thì tôi đến khuyên nhủ một chút trước xem có hiệu quả không. Nếu không được, chúng ta cũng không thể dùng bài bình thường. Lấy độc trị độc, tuy nói hai bên đều tổn hại nhưng có khi dùng biện pháp thông thường không giải quyết được. Cũng bất đắc dĩ phải làm. Ngược lại có thể tạo ra tác dụng cân bằng nhất định. Đối với người như Trần Tiến Bình, nếu phải giải quyết vấn đề sau lưng anh ta, chỉ sợ thời gian không cho phép. Trương Lâm Hoa nhíu mày, nói. Cổ Hoài cho thời hạn cuối cùng là ngày 1 tháng 3. Anh hẹn Trần Tiến Bình đi, buổi tối nay vừa lúc rảnh, gọi y đến quán trà Khương Thái Công ngồi. Ngày mai không có thời gian. Năm mới đi làm cũng đã là ngày 13 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 cũng chỉ còn nửa tháng. Hơn nữa, vừa mới đầu năm, các đơn vị đi làm cũng không thể nào bình thường. Không hoàn toàn giống như trong năm, làm mọi việc đã kéo dài càng thêm kéo dài. Lúc đó muốn sắp xếp mấy vấn đề này càng khó. Diệp Phàm giải thích một phen, Trương Lâm Hoa đồng ý tự đi giải quyết. Nghe nói anh đem giao hết phòng cán bộ một cho Diệp Phàm. Vào bữa tối. Trong một không gian riêng, Quản Nhất Minh ngồi đối diện quét mắt nhìn Cổ Hoài một cái, nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm thật sự có năng lực. Đối với đồng chí có năng lực, ban tổ chức cán bộ chúng ta không thể để mai một có phải không? Khi Lôi Nhất Hưng được phân công quản lý phòng cán bộ một, cùng cả Thái Hoa và Đặng Vân hai năm cũng chưa giải quyết được một ít vấn đề quân nhân chuyển ngành. Mà đồng chí Diệp Phàm nói cho hắn một tháng thời gian có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Nếu hắn có thể giải quyết vấn đề khó này, tôi cũng yên tâm giao phòng cán bộ một cho hắn. Nếu không, trong lòng tôi vẫn còn có chút không yên tâm. Dù sao, phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là một trong những phòng hàng đầu. Rất nhiều con mắt đều nhìn chằm chằm. Cổ Hoài thản nhiên cười nói. Xem ra hôm nay Quản Nhất Minh mới mình uống trà, hẳn là không đơn giản chỉ uống trà.
Gần đây, thế lực của Triệu Xương Sơn càng ngày càng mạnh, quản nhất minh vì thảm án 88 bị ảnh hưởng, đã bị Triệu Xương Sơn ép vào góc chết, mà quản nhất mình đương nhiên không muốn ngồi chờ chết. Đã nhanh chóng có ý đồ hợp tác với mình, nếu không Triệu Xương Sơn nắm trong tay hoàn toàn Việt Đông, xem chừng quản nhất minh sẽ không có việc gì. Việc này là rơi vào một hoàn cảnh xấu. Ha ha, Thái Hoa và Đặng Vân hình như đều là anh đề bạt. Quản nhất minh thật là một lão cáo già, cổ hoài đau đớn chỗ nào, y liền hướng dao vào đó. Kỳ thật, xử lý Thái Hoa và Đặng Vân là vì để đánh ngã Diệp Phàm, cổ hoài không thể không làm như thế. Đương nhiên, cổ hoài làm như vậy cũng sẽ làm cho một số ít cán bộ cảm thấy được chim quên nỏ, được cá quên nơm. Tuy nhiên vì nhổ cái đinh Diệp Phàm mà lão Triệu đã cứng rắn nhét vào ban tổ chức cán bộ, cổ hoài cố không kịp. Là tự tay tôi đề bật, tuy nhiên, hai đồng chí này làm việc không có năng lực. Trước khi đề bạt cũng không nghĩ đến việc vấn đề quân nhân chuyển ngành bị kéo dài 2 năm. Đối với người có tư tưởng công tác lười nhác, không làm vì đồng chí, ban tổ chức cán bộ nếu không xử lý, pháp luật nhà nước ở đâu, chế độ nhân viên công vụ đâu. Cổ hoài nói thiếu chút nữa vô tư hào hiệp. Quản nhất minh đương nhiên trong lòng cười nhạt, biết thằng nhãi này chỉ là đang chơi trò hạng trang múa kiếm, ý ở phái công mà thôi. Nếu đến một tháng ba Diệp Phàm làm không xong việc quân nhân chuyển ngành thì sao? Quản nhất minh từng bước ép sát, chính là muốn ép cổ hoài tỏ thái độ, hai người có thể chuyển sang liên kết, hoàn toàn vùi lập Diệp Phàm. Từ sau thảm án 88, quản nhất minh hận Diệp Phàm tận xương. Không nghĩ thằng nhóc này còn đang sai vương triều bí mật điều tra chính mình, việc này quản nhất minh khó chịu. Quyết định bất kể như thế nào, trước tiên phải nhổ cái nanh độc cắn người này rồi nói sau. Về phần Triệu Xương Sơn, chỉ cần xử lý thích đáng, khiến cho y phải ngậm bồ hòn. Lần này chuyện sắp xếp quân nhân chuyển ngành chính là cơ hội tốt để ra tay. Chỉ cần Trần Tiến Bình làm ầm ĩ lên, quản nhất minh còn có cơ hội ra tay. Cổ hoài đương nhiên không biết suy nghĩ của quản nhất minh, còn tưởng rằng chính là vì chuyện thảm án 88. Mà cổ hoài cũng có quyết định của chính mình. Ban tổ chức cán bộ cứng rắn để bạt Phượng Quốc Hưng khiến cổ hoài khá khó chịu. Lại nhét thêm vào Diệp Phàm. Cổ hoài đương nhiên cũng không kìm nổi, Phượng Quốc Hưng muốn nhổ khá khó. Dù sao, y có ông cụ Phượng Bảo Sơn giống thần lớn đứng sau lưng. Cổ hoài không có gan lấy mũ của Phượng Quốc Hưng. Nhiều nhất cũng chỉ là ngáng chân khiến Phượng Quốc Hưng khó chịu một chút. Tuyệt đối không thể nhổ tận gốc. Về phần Diệp Phàm, tuy nói ngày đó Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Ninh Chí Hòa cùng Phượng Lão ở Bắc Kinh hình như có ấn tượng đối với hắn. Nhưng cổ hoài cho rằng quan hệ giữa Diệp Phàm và họ cũng không sâu sắc. Đối với Triệu Xương Sơn mà nói, chỉ là đang lợi dụng Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm còn không đạt đến cấp dưới trung tâm của ông ta. Giữa người với người đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chỉ có điều lợi dụng như thế nào. Nên làm gì bây giờ thì làm. Cổ hoài trả lời rất rõ ràng. Quản nhất minh vừa nghe liền hiểu rõ. Cổ hoài cũng có ý đồ hai người liên kết tính toán. Chỉ e rằng trên tỉnh, Triệu Xương Sơn kia là cửa khó di, còn có phó trưởng ban Ninh. Diệp Phàm dù sao cũng là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, là cán bộ do ban tổ chức cán bộ trung ương phê chuẩn. Quản nhất minh nhìn cổ hoài một cái, có một tia vui vẻ khi người khác gặp nạn trong lời nói. Ha ha, thật ra, theo tối thấy Diệp Phàm mà nói, thật ra cũng không có ân oán với nhiều người. Nếu công việc hắn làm không tốt, tôi phê bình. Điều chỉnh một chút phân công quản lý công tác là được. Phòng này làm không tốt điều chỉnh đến phòng khác là được. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong thảm án 88 thể hiện rất tốt. Được đến thủ tướng khen. Hơn nữa, ở Điều Ngư Đài Quốc Tân Quán, ngồi cùng bàn ăn cơm với thủ tướng. Với vinh quang đó, chính tôi cũng khá khâm phúc. Ôi, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cổ hoài quay người đưa ra một đao, hung hăng hướng về quản nhất minh. Biết lão quản sợ nhất đề cập đến thảm án 88, nhắc tới liền nghĩ ngay đến tập đoàn Dương Điền phía sau. Cổ hoài làm như vậy, đương nhiên là có mấy ý. Lão quản ông ném tôi rất xuống, cổ hoài tôi cũng châm chọc cháu ông bị Diệp Phàm biến thành thái giám. Việc này, ai đau hơn chỉ mình biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền